Bác sĩ thiên tài, Tần Lạc. Tập 42. Chương 729, anh có cần tôi giúp anh chơi xỏ anh ta không? Hôm nay đúng là một buổi dạ hội náo nhiệt, có bao nhiêu là người quen cùng tới đây? Tần Lạc thốt lên. Khi hắn vừa dứt lời thì Bạch Phá Cục đã ngồi xuống bên cạnh hắn rồi. Đây chính là người bị Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt lập mưu hạ bệ, mấy ngày gần đây đang rất khó khăn. Nguyên khí tập đoàn họ Bạch bị thương tổn nặng nề, hoa nữa muốn bù đắp khoản thua lỗ, đẩy cao cổ phiếu không phải chỉ trong 1-2 năm là có thể làm được. Nhưng Bạch Phá Cục vẫn không hề oán trách gì mà vẫn ngồi chung với Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt. Thậm chí hắn còn nói chuyện bông đùa với mọi người ở đây. Điều này làm cho Tần Lạc vô cùng khâm phục tính cách rộng rãi phóng khoáng của con người này. Dùng lời lẽ của hắn mà nói thì chính là, thương trường giống như chiến trường. Lẽ nào bạn được phép đâm sau lưng chiến sĩ còn tôi thì không sao? Tuy nói vậy nhưng hỏi trên thế gian này có mấy người làm được điều đó? Chờ anh vào trong cái vòng luẩn quẩn này rồi thì anh sẽ thấy quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy người này thôi. Bạch Phá Cục trông thấy Tản Tung Hoành đi lưới liền gật đầu chào hỏi. Rồi lại nói, có những lúc gặp mặt mấy người này đến độ cảm thấy nhàm chán, mà lúc nào cũng phải chăm chú nhìn cho kỹ. Lúc nào cũng phải cung kính lễ phép. Vì thế nên tôi thích những việc như đi leo núi, xuống biển hay là đi săn động vật quý hiếm của quốc gia. Tôi thấy mấy con thú hoang đó nhìn còn đỡ ghét hơn mấy người ở đây ồ. Dĩ nhiên là tôi không nói mấy vị ngồi đây đâu, vì ở đây ai cũng đẹp trai xinh gái cả, trông rất bắt mắt. Tần Tung Hoành vừa đi tới trông thấy Tần Lạc ngồi đây thì hắn có phần lưỡng lự đôi chút, sau đó vẫn gật đầu chào mọi người rồi ngồi vào một chiếc bàn cách đấy khá xa. Ở đó có mấy người da trắng. Hắn đang dùng tiếng Anh nói chuyện với bọn họ. Tần Lạc trông thấy cảnh này cảm thì thấy nực cười, nhớ khi văn nhân Mục Nguyệt cùng với Tần Tung Hoành răng bẫy Bạch Phá Cục, thì Bạch Phá Cục có những biểu hiện khác hẳn. Còn Tần Tung Hoành thì lại tỏ ra mình như một cô gái bị ăn hiếp đến cùng cực vậy, cứ như nhà văn nhân và nhà họ Bạch hợp sức lại ăn hiếp nhà họ Tần của hắn không bằng. Xem ra, hắn vẫn còn đau đáu lời nói của văn nhân Mục Nguyệt khi nàng bảo vẫn muốn hợp tác với nhà họ Bạch đầu tư vào công trình năng lượng mới kia. Vì câu nói này, tôi chúc anh một ly, Tần Lạc cười nói, sau đó hắn liền nâng cốc lên chạm cốc Bạch Phá Cục rồi ngửa mặt uống một hơi cạn sạch. Mùi vị của loại rượu này khá mạnh làm cho hắn sặc đến rớt nước mắt. Bạch Phá Cục thấy vậy phá lên cười ha hả, loại rượu này là hắn giới thiệu cho Tần Lạc uống. Hắn nói rằng là đàn ông con trai thì nên uống loại rượu này, văn nhân chiếu vì vậy mà cũng theo Bạch Phá Cục gọi một cốc. Nhưng khi trông thấy bộ dạng khổ sở của Tần Lạc thì văn nhân chiếu liền chủ động từ bỏ luôn ý định ban đầu, không dám hớp lấy một ngụm. Bạch Phá Cục nói, đó cũng chẳng phải là những câu nói hay ho gì. Nói mấy người dễ thương hơn dã thú đúng là có phần hơi quá đáng. Nhưng từ miệng anh nói ra thì nó lại là lời khen người khác đó. Bạch Phá Cục cười nói, thế thì chắc là ngày thường cái miệng tôi nó thối, chẳng nói năng câu nào cho ra hồn cả rồi. Ha ha ha. Văn nhân Mục Nguyệt trông hai người Tần Lạc và Bạch Phá Cục ngồi nói chuyện cười đùa với nhau vui vẻ như vậy trong bụng bất giác cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nàng không ngờ hai người này quan hệ với nhau mật thiết đến nổi ăn nói xuề xòa dễ gần đến như thế. Bạch Phá Cục là một nhân vật rất khó gần, những người được hắn coi là bạn. Nói chuyện dễ dãi thường là những nhân vật hàng khủng, còn nếu không phải thì Bạch Phá Cục chẳng bao giờ đoái hoài tới cả. Đập cũng chính là lý do tại sao bạn bè của Tân Tung Hoành khắp thiên hạ. Còn Bạch Phá Cục thì ít đến mức đáng thương. Văn nhân Mục Nguyệt không biết lần trước khi Bạch Phá Cục ở trong trạng thái chán trường nhất thì Tần Lạc đuổi theo rồi nói với hắn những gì. Nếu như có người tâm sự cho bạn biết hết tất cả những tâm sự của họ, thì hai người nếu như không trở thành đôi bạn thân nhất, thì cũng sẽ trở thành người dưng nước lã. Hoàng Thiên Trọng cũng đã tới. Hắn ngồi ngay chỗ chính giữa phòng. Tần Lạc liền hỏi, anh ta cũng có 10 tỷ hay sao? Anh ta có hay không thì tôi không biết. Nhưng anh ta là khách mót đặc biệt của ngày hôm nay. Bạch Phá Cục cười nói. Vậy có nghĩa là điều kiện gia nhập tổ chức này đã trở nên vô hiệu đối với anh ta sao? Cũng có thể nói như vậy. Bạch Phá Cục gật gật đầu nói. Đúng là không nên đem bản thân mình ra so sánh với người khác, không mình sẽ tức hộc máu ra chết mất. Tần Lạc thở dài nói. Bạch Phá Cục nghe vậy nhìn Tần Lạc nói, cái này cũng giống như một người giàu có ăn một tảng thịt lớn. Nhưng khi trông thấy người hàng xóm nhà mình gặm cục xương là lại cảm thấy khó chịu. Anh còn ngồi ở đây, chứ người khác có khi mơ cả đời còn chưa được đâu. Tôi vì văn nhân Mục Nguyệt nói tới đây nên tôi mới tới. Nếu không thì tôi cũng chẳng tới đây làm gì. Tần Lạc cười nói.
anh ta cũng có một nhân vật tầm cỡ đứng sau đỡ lưng cho. Chính vì vậy mới được nhiều người kính trọng như vậy, có khác gì nhau đâu. Tần Lạc ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, xem ra tôi cũng phải dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sớm muộn gì cũng kiếm được 10 tỷ. Tần Lạc biết Quốc tế Khuỳnh Thành kiếm được rất nhiều tiền, nhưng vẫn chưa gom đủ 10 tỷ. Một công ty một năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Nghe nói lợi nhuận công ty điện tín Trung Quốc một công ty mạng hầu như độc quyền về mạng Trung Quốc năm ngoái cũng chỉ lên đến 800 triệu, dĩ nhiên số tiền này là thật hay giả thì không tìm hiểu vội, dầu khí Trung Quốc làm ăn còn năm nào cũng thua lỗ. Bọn họ mà có lợi nhuận bằng được điện tín Trung Quốc thì đúng là trò cười của thiên hạ. Người trong hội nghị càng lúc càng đông, nơi đây rất nhanh đã đông kín người. Lúc này, ánh đèn cũng tối đi, chỉ còn mỗi chiếc bàn chủ tịch là được soi sáng nhất. Bùm! Một tiếng pháo nổ giòn tan vang lên, tiếp sau đó là một người đàn ông mặc bộ vest đen, tóc trắng như cước, vẻ mặt nghiêm nghị bước tới chỗ ngồi dành cho chủ tịch, người phụ nữ ngực to ban nãy đứng trực ở cửa đã nhanh chóng đưa cho người đàn ông này một cái micro. Người đàn ông đưa ánh mắt sắc bén của mình đảo khắp căn phòng rồi mỉm cười nói, năm nay đến lượt tôi làm chủ tịch, là người phụ trách của Samsung tại châu Á, tôi tên Lý Kiện Sinh. Trước tiên, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất chào mừng thành viên mới ông Trần Minh Hoài của tập đoàn sắt thép Trung Quốc và ông Will Maxis của gia tộc Maxis nước Anh. Ông vừa mới dứt lời thì một người đàn ông Trung Quốc béo tròn cùng một người da trắng cao lớn đứng thẳng người dậy rồi quay ra xung quanh gặp người cung kính chào mọi người ở đây. Trong hội trường lúc này một tràng pháo tay vang lên không ngớt. Sau khi chào mừng thành viên mới xong, Lý Kiện Sinh tiếp tục chủ trì hội nghị nói, theo thường lệ. Mỗi một năm thì vị chủ tịch sẽ phải phát biểu, sau đó đặt ra vấn đề cho mọi người cùng bàn luận. Nhưng, hôm nay xin cho phép tôi được thay đổi một chút, tôi muốn dành quyền phát biểu này cho một người thanh niên ưu tú khác. Rất vinh hạnh được giới thiệu cho mọi người, người kế thừa tập đoàn Samsung, Lý Thừa Minh tiên sinh. Vừa dứt lời thì một thanh niên trẻ tuổi liền bước lên bục cúi người chào tất cả khách mời tại đây, sau đó mới tiến lên bục chủ tịch để phát biểu. Anh ta cũng tới đây sao? Tần Lạc kinh ngạc nhìn vào gương mặt rất đỗi quen thuộc kia nói. Anh cũng quen anh ta hay sao? Bạch Phá Cục cười hỏi, anh ta ngày trước làm tại Hàn Quốc. Anh và Mỹ, đây là lần đầu tiên tới Trung Quốc đấy. Xem ra tập đoàn Samsung này muốn tạo thanh thế cho người kế thừa của mình đây mà. Tôi đã gặp qua anh ta một lần. Tần Lạc cười nói, chỉ là không được thân thiện cho lắm, dường như tôi đi đến đâu cũng không được ai ưa thích thì phải. Sao anh không nghĩ điều ngược lại nhỉ? Hai người nói xong lại cùng nhìn nhau bật cười vui vẻ, sau đó lại quay ra theo dõi tình hình trên bục chủ tịch. Bây giờ, Lý Thừa Minh tiên sinh sẽ chủ trì hội nghị của năm nay. Có gì không chu đáo xin các vị khách mời lượng thứ và bỏ qua cho. Lý Kiện Sinh nói xong liền lui xuống nhường chỗ lại cho Lý Thừa Minh. Thưa quý ông, quý bà, các vị khách quý có mặt ở đây đều là những người có tiền, và tôi cũng vậy. Mặc dù bên dưới khách mời không thiếu người giàu có, nhưng Lý Thừa Minh vẫn thể hiện được bản tính kiêu ngạo của mình, vừa mở miệng ra đã phải thể hiện một phen, 10 tỷ nhân dân tệ. Cùng với ba người hội viên giới thiệu mới đủ tư cách gia nhập tổ chức. Nếu như thế mà không được coi là người có tiền, thì tôi không biết dùng lời lẽ nào để có thể định nghĩa nó nữa. Mọi người bên dưới nghe vậy đều vỗ tay khen ngợi, nói cho cùng thì trong khi hắn ăn nói tự cao tự đại, cũng không quên khen ngợi tất cả mọi người có mặt tại đây. Chúng ta có tiền, có rất nhiều tiền, nhưng, chúng ta không phải là người duy nhất có tiền, mà ngược lại chúng ta có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Lý Thừa Minh nói, chính vì thế mà hôm nay tôi muốn đề cập tới một vấn đề. Đó là làm thế nào để trở thành một người đứng đầu trong giới thương nghiệp trên toàn cầu. Mọi người nghe xong lại vỗ tay không ngớt. Ông thần kinh doanh người Nhật Matsushita đã từng nói rằng, doanh nghiệp cũng là con người, tài sản lớn nhất của doanh nghiệp chính là con người. Chúng ta học tập quản lý doanh nghiệp, không bằng học cách quản lý con người. Bởi vì con người mới làm việc, mới nói chuyện, mới đem đến cho chúng ta lợi nhuận và thua lỗ. Một chủ tịch hội đồng quản trị tại công ty Mỹ ngài Jack Vilcave cũng là một trong những người đi đầu trong giới thương nghiệp, cũng là một người vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Ông ấy làm lãnh đạo trong công ty 20 năm, đưa quy mô của công ty phát triển từ 12 tỷ đô la Mỹ lên tới hơn 399 tỷ đô la Mỹ. Giá trị công ty tăng tới 5.000%, làm cho những nhà đầu tư thu nhập tăng lên 25%. Trong suốt sự nghiệp của mình, sự cải cách quan trọng nhất của ông chính là đánh giá các nhân viên của mình. Trong thời kỳ đầu ông dùng 30% đến 40% thời gian để đánh giá nhân công của mình,
sau này ông dùng tới 70% thậm chí 80% thời gian của mình để làm công việc đó. Sau khi chấm điểm cho các nhân công của mình xong, thì trong đó có 20% ông cho là xuất sắc. 70% là khá, còn lại 10% là dưới mức trung bình, thông qua cách chấm điểm, đánh giá này ông cuối cùng đã xác định được mình sử dụng nguồn nhân lực trong tay mình ra sao. Chúng ta làm cho những nhân tài xuất sắc trở thành các nhà tỷ phú giàu có, làm cho những người chưa thật xuất sắc lắm biến thành triệu phú, chúng ta làm cho những người ở mức trung bình trở thành những người có tiền, còn những người có tư chất kém cỏi thì chúng ta đào thải không sử dụng nữa. Doanh nghiệp không nuôi những người thừa, chúng ta kinh doanh tài nguyên nhân lực. Bán nhân lực nhưng tiền đề là họ là những người có tài. Mà những người có tài sẽ thực hiện các ý đồ cho chúng ta. Lý Thừa Minh đứng trên bục thao thao bất tuyệt, còn những người ở dưới thì im lặng lắng nghe. Chỉ vì năm nay tổ chức tại Yến Kinh, chính vì vậy mà Lý Thừa Minh phải dùng tiếng Trung để phát biểu. Những người không biết tiếng Trung thì sẽ có người trợ lý dùng máy tính phiên dịch ra cho họ. Vì vậy mà mọi người nơi đây đều hiểu hết những gì mà Lý Thừa Minh vừa phát biểu. Khi Lý Thừa Minh vừa phát biểu xong thì mọi người nơi đây đều vỗ tay rào rào khen ngợi. Anh ta phát biểu hay không? Tần Lạc quay sang hỏi Bạch Phá Cục. Anh không nghe ư? Có chứ, Tần Lạc ngượng ngùng nói, nhưng tôi chả hiểu cái gì cả. Hắn là một bác sĩ, đối với những lý luận về quản lý nhân lực, kinh doanh đa tầng, hợp tác kinh tế cùng với chỉnh lý tài nguyên gì gì đó đều chả hiểu mô tê mù tịt gì cả. Tần Lạc cũng không hiểu bài phát biểu của Lý Thừa Minh có hay hay không nữa. Cũng tạm tạm, chung chung mà thôi, Bạch Phá Cục nói, nhưng tôi lại lĩnh hội được sự kiêu ngạo của tên này rồi. Anh ta có thể tự tin đem ý tướng của mình ra phát biểu trôi chạp. Cùng với sự thản nhiên đón nhận tràng pháo tay của mọi người, thì tên này cũng không phải hạng vừa. Có lẽ do ảnh hưởng của môi trường xung quanh anh ta cũng nên. Tần Lạc cười nói, anh như vậy là hạ thấp người ta sau lưng hả? Không phải, Tần Lạc đáp, tôi có thể hạ thấp anh ta ngay trước mặt anh. Xem ra cuộc gặp gỡ giữa anh và anh ta không được tốt đẹp lắm. Nên anh mới thủ dai tới vậy. Bạch Phá Cục nhìn Lý Thừa Minh đứng trên bục chủ tịch nói, chút nữa sẽ có một cuộc biện luận, anh có cần tôi giúp anh chơi xỏ hắn không? Chương 730, oan uổng quá. Sau khi Lý Thừa Minh phát biểu giải thích xong, sẽ tới lượt mọi người đưa ra câu hỏi. Bạn có thể ủng hộ quan điểm của Lý Thừa Minh, cũng có thể phản đối quan điểm của hắn, hoặc là có thể đặt ra một vấn đề mới để thảo luận. Bạch Phá Cục nói chơi xỏ, chọc ngoáy ở đây là phản đối quan điểm của Lý Thừa Minh, để hắn bị mất mặt trước bao nhiêu người ngồi ở đây. Đề nghị này của Bạch Phá Cục làm cho Tần Lạc vô cùng xúc động, đây là sân nhà của Trung Quốc, nếu như Bạch Phá Cục và văn nhân Mục Nguyệt chen chân vào phá thối, thì e rằng Lý Thừa Minh sẽ thất bại ê chề mất. Nhưng đối với một người mù tịt về các luận ngữ kinh tế, thương nghiệp như Tần Lạc ngồi nghe mọi người tranh cãi về vấn đề này thì hắn cũng chỉ biết ngây người ra nghe không hiểu gì cả. Điều này không hợp với cá tính của Tần Lạc chút nào. Bạn nói người khác là cặn bã, nhưng bạn có khi còn cặn bã hơn họ. Vậy ý của bạn nói có nghĩa là bạn đến rác rưởi cũng không băng sao? Thôi bỏ đi, Tần Lạc từ chối nói, đời còn dài, tương lai còn rộng. Tôi vẫn còn rất nhiều cơ hội mà. Cũng đúng, Bạch Phá Cục nói, anh ta không phải là đối thủ của anh đâu. Cái này thì tôi không chắc được, nhưng sao anh lại khẳng định chắc chắn như vậy? Tần Lạc cười khổ nói, Bạch Phá Cục sao lại bỗng nhiên tin tưởng hắn quá đáng như vậy nhi? Anh lợi hại ra sao? Người khác không biết, nhưng anh ta lợi hại ra sao? Thì người nào cũng biết. Bạch Phá Cục nói, có một nhà nghiên cứu 1.000 trường hợp những người có hai loại cá tính này. Kết quả là người có cá tính như anh thành công hơn người có cá tính như Lý Thừa Minh khoảng trên dưới 1.6 lần. Có lẽ tôi không nằm trong tuýp người anh vừa nói. Tần Lạc khiêm tốn nói. Anh coi tôi là thằng ngu sao? Bạch Phá Cục nhìn Tần Lạc nói, khi trước anh và văn nhân Mục Nguyệt họp sức lại lừa tôi, thế nên tôi mới khuyên ông nội bỏ ra 6 tỷ để hợp tác. Có lẽ 2-3 năm tới chúng tôi cũng khó mà bù đắp lại nổi cái khoản thất thoát này. Đó chỉ là điều ngoài ý muốn mà thôi. Tần Lạc ngượng ngùng nói, hơn nữa, Mục Nguyệt mới là đạo diễn chính, còn tôi chẳng qua chi là một tên chạy vặt mà thôi. Anh đừng bao giờ coi thường bản thân mình thái quá. Bạch Phá Cục nói. Người khác không được phép, tự mình lại càng không được phép coi thường bản thân mình. Anh phải thể hiện sự tự tin của mình như lúc anh hành nghề y vậy. Mà tôi cũng nghe nói là anh đang kinh doanh mặt hàng riêng của mình cơ mà. Không phải là tôi, Tần Lạc nói, chỉ là tôi cùng với một người bạn hợp tác mà thôi. Tôi thì cung cấp thuốc, còn cô ấy thì phụ trách kinh doanh.
thực ra kinh doanh nó cũng đơn giản như vậy. Bạch Phá Cục nói, đầu tư và dùng người, chỉ cần có tiền là có thể đầu tư. Nhưng, dùng người thì vô cùng khó khăn, anh dùng đúng người thì cho dù anh không làm gì anh vẫn có lời. Theo một góc độ nào đó mà nói thì anh đúng là bậc thầy trong thuật dùng người đấy. Nói xong câu này Bạch Phá Cục liền chớp mắt ra hiệu cho Tần Lạc hiểu ý ngay. Hắn biết Bạch Phá Cục đang trêu đùa quan hệ mập mờ ong bướm giữa hắn và Lệ Khuynh Thè Nhí của Bạch Phá Cục muốn nói rằng anh dùng người này. Sau đó biến người đó thành người phụ nữ của mình, độ tin cậy vừa cao. Vốn đầu tư lại thấp, một mũi tên trúng hai đích. Tần Lạc nghe xong liền giả vờ không hiểu Bạch Phá Cục nói gì. Sau đó hắn quay ra chuyên tâm nghe ngóng những cao thủ trong ngành thương nghiệp tranh luận với nhau. Hắn đang thầm nghĩ bao giờ hắn có thể giới thiệu Lệ Khuynh Thành cho tổ chức này. Mặc dù có thể nàng không thể làm ăn được cùng với những người này, nhưng được tiếp xúc với những tầng lớp ưu tú này sẽ học hỏi được rất nhiều thứ. Giá trị của quốc tế Khuynh Thành lúc này cũng đã vượt hơn 10 tỷ rồi, nhưng giá trị sản lượng của nó vẫn chưa đủ 10 tỷ nhưng Tần Lạc tin rằng, chỉ cần 2-3 năm nữa thôi, Lệ Khuynh Thành rất có thể đưa cái quốc tế Kinh Thành kiếm được hàng tỷ nhân dân tệ. Lúc đó nàng cũng sẽ đủ tư cách để vào trong tổ chức này. Nghe người khác phát biểu thêm một giờ đồng hồ nữa hội nghị mới tuyên bố kết thúc. Lý Thừa Minh nói bên ngoài đã chuẩn bị tiệc rượu để mời các vị khách mời ở đây thưởng thức. Ngoại trừ các loại rượu cùng với thức ăn bày biện trên bàn, ngoài sân còn bày biện rất nhiều các loại hoa quả và đồ ăn nhẹ khác nữa. Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt đến một chỗ trống, rất nhanh có rất nhiều người liền đổ xô tới chỗ Văn Nhàn Mục Nguyệt để hàn huyên. Bạch Phá Cục cũng bị bao vây lại, chỉ có mỗi mình Tần Lạc và Văn Nhân Chiếu là không một ai đoái hoài tới. Cũng chẳng trách được, vì hai người này đều là những người mới xuất hiện tại đây, chẳng có ai quen biết tới hai người này cả. Cho dù có người biết Văn Nhân Chiếu, nhưng cũng không hề tiến tới để bàn chuyện làm ăn với cậu ta. Tần Lạc nghĩ, nếu như hắn không thân quen gì với Văn Nhân Chiếu thì hắn cũng chẳng bao giờ tìm một người bất tài như Văn Nhân Chiếu để bàn chuyện làm ăn cả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Náo nhiệt có cái lợi của nó, mà bị bỏ rơi thực ra cũng có cái hay riêng. Tần Lạc và Văn Nhãn Chiếu đều nằm trên ghế dài dưới bóng cây dừa cầm ly rượu vang nhìn ra bờ hồ rộng lớn thưởng thức vầng trăng sáng nơi đây, thậm chí đã có chút gì đó ngây ngất. Sau khi tới Yến Kinh, Tần Lạc có rất ít thời gian để dừng lại thưởng thức một đêm trăng thanh tĩnh tuyệt đẹp như thế này rồi. Anh rể, Văn Nhân Chiếu đột nhiên hét lớn. Gì thế, Tần Lạc hỏi lại, hắn đã quá quen với cách xưng hô này của Văn Nhân Chiếu, nên cũng chẳng buồn để tâm. Hắn cũng đã nhắc nhớ Văn Nhân Chiếu mấy lần rồi. Nhưng tên danh này nói rằng mình kêu anh rể quen miệng rồi, khó mà sửa nổi. Hơn nữa, Văn Nhân Mục Nguyệt cũng có phản đối gì đâu, do vậy mà Tần Lạc cũng mặc kệ cậu ta muốn gọi thế nào cũng được. Có phải em ngốc quá không? Văn Nhân Chiếu hỏi. Tần Lạc nghe vậy kinh ngạc quay ra nhìn gương mặt âu sầu ảo não của Văn Nhân Chiếu. Sao cậu tự nhiên lại nói vậy? Tần Lạc hỏi. Em cứ như cái đuôi của chị Mục Nguyệt vậy, chị lo cho em mọi thứ, nhưng em chẳng làm được gì cả. Mấy người văn nhân tự tức ngày nào cũng bắt nạt em, người trong ngành thì coi thường em, đến dự buổi dạ hội này mà em cứ như là người vô hình vậy. Đến cả chị Mã Duyệt cũng chẳng đoái hoài gì tới em cả. Văn Nhân Chiếu tủi thân nói. Tần Lạc nghe vậy ngồi thẳng người dậy nhìn Văn Nhân Chiếu nói, đúng vậy. Bọn họ đều coi thường cậu. Văn Nhân Chiếu không ngờ Tần Lạc lại nói với mình những câu nói như vậy, Tần Lạc đáng lẽ ra phải an ủi cậu ta một câu mới phải chứ. Hai mắt Văn Nhãn Chiếu đỏ hoe nói như sắp khóc, anh rể. Thế còn anh thì sao? Anh thì bình thường anh chưa bao giờ nghĩ là anh sẽ thay đổi cuộc sống của cậu. Nếu như cậu cảm thấy mình như thế này là ổn, thì cậu cứ như thế này đi, cũng chẳng có gì không tốt cả. Có ăn, có mặc, lại có tiền tiêu xài nữa. Cậu sống hạnh phúc, sung túc hơn 90% người trên thế giới nạp đấy. Nếu cậu muốn giống như Tần Tung Hoành hoặc Bạch Phá Cục, và cả như chỉ cậu nữa thì anh nghĩ sống như vậy khó khăn lắm. Nếu cậu muốn để lại một cái gì đó cho đời thì anh nghĩ cậu thử thay đổi xem sao. Muốn được người khác công nhận thì bản thân mình phải rất nỗ lực. Vậy em nên thay đổi thế nào? Vãn Nhân Chiếu lau nước mắt nói. Thứ nhất, đừng có động một cái là đã nước mắt ngắn nước mắt dài như đàn bà thế. Thứ hai, đừng có động một cái là đỏ mặt như là cậu làm gì khuất tất ấy. Thứ ba, đừng có động một cái máu hám gái lại nổi lên. Cứ như cậu thèm át bọn họ lắm vậy. Đàn bà con gái mê trai thì được, đó là quyền của họ. Nhưng đàn ông thì tuyệt đối không nên. Tần Lạc nói, cậu làm được ba điều này trước đi đã. Còn sau đó thì tính tiếp. Vâng,
Văn Nhân Triều quyết tâm nói, em từ bây giờ trở đi sẽ bắt đầu thay đổi, em muốn làm một người đàn ông thực thụ. Đúng rồi, Tần Lạc khích lệ nói, cậu nghĩ được như vậy là tốt rồi. Nếu như tôi không nhầm thì vị này là một anh chàng bác sĩ trung y nổi tiếng tại Trung Quốc đúng không? Giọng một người đàn ông vang lên. Tần Lạc và Văn Nhân Chiếu lập tức quay người lại, thì thấy Lý Thừa Minh và đám bậu sậu của hắn đang đứng sau lưng họ. Trong đám người này có vị chủ tịch của tập đoàn Samsung tại châu Á Lý Kiện Sinh, còn mấy người kia hắn đều không quen. Anh không nhận lầm đâu. Tần Lạc đứng dậy đi ra chỗ họ nói, tôi ở Hàn Quốc làm rất nhiều chuyện, bất kỳ người Hàn Quốc nào cũng khó mà quên nổi. Gương mặt tuấn tú của Lý Thừa Minh nghe câu nói này hơi đanh lại, lông mày khẽ nhướng lên. Nhưng, rất nhanh hắn lại thể hiện lại sự nho nhã phong độ như ngày thường, liền quay sang Lý Kiện Sinh nói, chú à, xem ra chú phải cho mấy tên bảo an của Lộc Đỉnh ký nghỉ việc thôi. Sao bọn họ lại có thể để loại người nạp vào trong được chứ? Đến cả một tay bác sĩ quèn cũng trà trộn vào được trong này, thì hội viên của cái tổ chức hợp tác kinh tế xuyên quốc gia này sẽ lên tới vài vạn người mất. Lý Kiện Sinh đúng là không quen Tần Lạc, nên ông ta rất nghiêm nghị tiến tới chỗ Tần Lạc lớn giọng hỏi, xin lỗi tiên sinh. Anh có phải là thành viên của tổ chức chúng tôi không? Không, Tần Lạc đáp lại gọn lẹ. Vậy anh vào đây bằng cách nào? Bạn tôi đưa tôi vào, Tần Lạc nói. Ai vậy? Chị tôi, Văn Nhân Chiếu cướp lời. Chị của anh là, Lý Kiện Sinh sau khi nhìn Văn Nhân Chiếu một lượt liền nhận ra hắn ta là ai? Vội nói. Chị cậu là Văn Nhãn Mục Nguyệt. Dĩ nhiên, Văn Nhân Chiếu kênh kiệu gật đầu nói, cái lòng tự tôn của cậu ta được xây dựng trên ảnh hưởng to lớn của bà chị cậu. Điều này làm cho Tần Lạc mắng chửi cậu ta mấy lần không được dựa hơi chị mình thái quá như vậy. Nhưng Tần Lạc biết dục tốc bất đạt, dạy dỗ phải từ từ mới có công hiệu được. Gia tộc Văn Nhân, Lý Thừa Minh không phải không hiểu tình hình trong Trung Quốc, dĩ nhiên biết địa vị của gia tộc Văn Nhân trên thương trường Trung Quốc có ảnh hưởng ra sao. Nhưng một tên bác sĩ quèn sao lại quen biết được gia tộc Văn Nhân cơ chứ? Đúng vậy, Lý Kiện Sinh nói, Thừa Minh, gặp bạn bè xong chúng ta còn phải đi nơi khác để chúc rượu nữa. Ý của ông ta có nghĩa là chúng ta tốt nhất đừng có đắc tội với Tần Lạc tại đất Trung Quốc, sau lưng hắn là cả một gia tộc Văn Nhân to lớn đỡ lưng cho hắn, chỉ vì hắn mà gây mâu thuẫn với gia tộc Văn Nhân là một việc không nên làm. Lý Thừa Minh tiến thoái lưỡng nan không biết nên làm thế nào. Cứ đứng được người ra. Bỏ đi thì thật lòng không muốn. Nhưng nếu gây chuyện thì lại sợ Lý Kiện Sinh không cho, vì nói cho cùng Lý Kiện Sinh rất muốn để lại hình tượng tốt cho gia tộc Văn Nhân. Không ngờ, Tần Lạc chuyển từ bị động sang chủ động, đôi mắt sắc bén của hắn nhìn ra được vấn đề, tôi định nhân một chuyến đi Hàn Quốc để đưa người đó về Hàn. Nhưng hôm nay anh đã tới đây rồi, thì anh dẫn hắn về Hàn giúp tôi nhé. Được không? Đưa ai về Hàn? An Tả Hách Tần Lạc nói. Anh Tả Hách chính là tên sát thủ ám sát Tần Lạc tại Hàn Quốc. Tần Lạc nói vậy có ý nói rằng Lý Thừa Minh chính là người đứng sau vụ ám sát bất thành này. Bất kể có đúng hay không, hắn cũng phải trả đũa tên danh này dám coi thường hắn trước cái đã. Chương 731, va chạm. Lý Thừa Minh dĩ nhiên là biết An Tả Hách là ai, khi trước hắn đã từng vì tranh cướp Mễ Tử An mà sau khi xảy ra xung đột với Tần Lạc trong buổi yến tiệc hôm đó. Hắn cũng là người muốn thuê người đi dạy cho tên danh này một phen. Chỉ là hắn thấy mình vừa mới cãi nhau với người ta trước mặt bao nhiêu người, nên dù muốn trừng phạt tên đó ngay thì cũng phải ngồi chờ thêm mấy ngày mới bắt đầu hành động, chính vì thế mà hắn mới từ bỏ cái ý định này. Nhưng hắn không ngờ là hắn chưa kịp làm gì thì người khác cũng đã làm thay cho hắn. Khi hắn nghe nói Tần Lạc và Mễ Tử An trên đường trở về từ đảo Jujubi ám sát hắn biết gặp chuyện rắc rối rồi. Hắn khi đó nghiễm nhiên trở thành người đi chịu mang tiếng thay cho người khác. Thế là hắn cho người đi lùng sục tên sát thủ kia để tìm hiểu xem tên nào dám cả gan chơi đều hắn như vậy. Nhà họ Lý tại Hàn Quốc có địa vị có khi còn cao hơn cả gia tộc Văn Nhân tại Trung Quốc, nói họ có tầm ảnh hưởng tới cả nền kinh tế thị trường trong nước cũng chẳng có gì là lạ cả. Chính vì thế, họ cố gắng nỗ lực phối hợp trên mọi mặt để tìm kiếm tin tức. Cuối cùng họ cũng tìm ra được một chút tin tức có liên quan. Hắn biết kẻ sát thủ ám sát Tần Lạc và Mễ Tử An là người Hàn Quốc, để tên là An Tả Hách. Còn tên thật của tên sát thủ này là gì thì hắn không biết. Hơn nữa, người này đột nhiên xuất hiện trong thành phố Seoul, không có hộ tịch hộ khẩu cũng chẳng để lại bất kỳ dấu tích gì cả. Chỉ biết sau này tên sát thủ truy đuổi Tần Lạc đến tận Trung Quốc, sau đó mất tích một cách kỳ bí, điều này làm cho Lý Thừa Minh không có cơ hội bắt sống người này để tra hỏi.
nhưng hắn lại càng không ngờ Tần Lạc lại dựa vào cái cớ này để uy hiếp hắn, làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. An Tả Hách là ai? Tôi không biết, Lý Thừa Minh nói, hắn dĩ nhiên là phải phủ định tất cả những đầu mối có liên quan tới hắn rồi, hắn cũng không thể nói thẳng với Tần Lạc rằng thực tế là hắn cũng đang đi tìm hung thủ trong vụ ám sát đó. Vậy hả? Tần Lạc khó hiểu nói, thế tại sao An Tả Hách lại cứ khai là anh là người đứng sau việc này thế? Không thể thế được, tôi không hề có quan hệ gì với anh ta cả. Lý Thừa Miri cười lạnh nói, hắn ngày trước cũng làm những việc vô cùng mờ ám, nhưng tất cả những việc đó đều do mấy tên đàn em của hắn thực hiện. Hắn là người thừa kế đường đường chính chính của nhà họ Lý tại Hàn Quốc, thực sự là chẳng có lý do gì để chạy đi làm một việc nguy hiểm như vậy. Anh dĩ nhiên là không làm rồi, Tần Lạc nói, nhưng mấy tên thủ hạ của anh có làm việc này hay không thì chỉ có trời mới biết được. Vậy sao? Lý Thừa Minh cùng nghĩ tới câu hỏi này. Hắn tỏ ra vô cùng trấn tĩnh nói, nếu hắn ta đã khai là tôi đứng sau giật dây thì hắn cũng phải có chứng cứ chứ, có phải không? Ví dụ như những chi tiết trong kế hoạch tài khoản ngân hàng hoặc là điện thoại liên lạc gì đó chẳng hạn. Cái này thì không có. Tần Lạc nói, người kế thừa của tập đoàn Samsung cũng không ngu ngốc đến nỗi phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy chứ. Thuê một sát thủ cần gì phải để lại nhiều sơ hở như vậy. Thế anh không có chứng cứ gì, sao anh lại có thể nói là tôi thuê sát thủ để hại anh chứ? Lý Thừa Minh khinh khỉnh nói, tôi có thể kiện anh vu khống đấy. Tên sát thủ kia chỉ đích danh anh là người thuê hắn. Cảnh sát có quyền đưa anh về điều tra việc này. Nếu như thiếu gia nhà họ Lý vừa mới đến đất Hiến Kinh mà đã bị mời về đồn hỏi chuyện thì cái danh tiếng này đúng là không tốt chút nào phải không? Rốt cuộc là anh muốn gì? Lý Thừa Minh phẫn nộ nhìn Tần Lạc gằn giọng nói. Cái này nên hỏi là anh muốn gì mới đúng. Tần Lạc cũng không hề khách khí nhìn thẳng vào mặt Lý Thừa Minh. Hắn đúng là rất ghét cái vẻ trịnh thượng coi người như cỏ rác của Lý Thừa Minh, hắn nhìn mình cứ như là nhìn một thằng người ở bẩn thiêu không hơn không kém vậy. Anh tin hay không thì kệ xác anh, việc anh bị ám sát chẳng liên quan gì tới tôi cả. Lý Thừa Minh nói, dĩ nhiên là không tin rồi. Nhưng nếu anh có thể chứng minh được bản thân mình không liên quan gì thì dễ thôi. Anh đi tìm người đứng sau vụ này đi, nếu không anh chính là người đáng nghi duy nhất. Tần Lạc rất thiện ý chỉ ra cho Lý Thừa Minh biết hắn ta cần phải làm gì. Anh nghĩ là tôi sẽ cho người đi tìm giúp anh kẻ đứng sau vụ này sao? Lý Thừa Minh cười lạnh nói. Vậy thì chứng tỏ là anh đã biết người nào đứng sau vụ này rồi đúng không? Tần Lạc nói, tôi là người bị hại. Tên sát thủ kia thì cứ một mực nói là anh đứng sau vụ nạp, lẽ nào anh cũng không hiếu kỳ muốn biết ai là người hãm hại anh hay sao? Lý Thừa Minh đúng là rất tò mò muốn biết ai là người hãm hại yó hắn. Hắn chỉ mong xé xác tên này ra làm trăm mảnh vứt xác xuống biển chết không toàn thây mới hả giận. Tuy lúc này thái độ của hắn vô cùng cương quyết, nhưng Lý Thừa Minh biết rằng có lẽ hắn sẽ phải làm theo những lời mà Tần Lạc vừa nói. Cố gắng tìm ra người đứng sau vụ này để chứng minh bản thân hắn vô tội. Hắn cũng muốn trả thù. Nếu như Tần Lạc không nhắc nhở hắn, thì hắn cũng sẽ đi làm việc này. Nhưng Tần Lạc yêu cầu hắn làm việc này mà hắn cũng phải ngoan ngoãn nghe theo lời Tần Lạc thì hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Nó giống như là hắn phải tuân theo lệnh người khác, nhất là lại tuân lệnh cái người mà hắn khinh ghét nhất thế gian này. Người trẻ tuổi không nên xúc động như thế, có gì cứ từ từ mà nói. Lý Kiện Sinh tuy không biết giữa hai người trẻ tuổi này đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông ta sợ cả hai vì chuyện này mà có mâu thuẫn với nhau. Ông ta sau khi tới Trung Quốc thực sự cảm nhận được những đại gia tại đây có ảnh hưởng lớn tới nguồn tài nguyên chính trị ra sao. Tổng bộ phái ông ta tới đất để phụ trách toàn bộ thị trường châu Á của Samsung, và một điều cốt lõi nữa là sau này thị trường chủ yếu của Samsung chính là Trung Quốc. Nếu như Lý Thừa Minh và nhà văn nhân có mâu thuẫn thì con đường phát triển thị trường sau này của họ cũng sẽ gặp vấn đề. Đây là việc mà Lý Kiện Sinh không hề mong muốn chút nào cả. Lý Tiên Sinh, chúng tôi không phải là đang nói chuyện với nhau sao? Tần Lạc cười đáp. Đúng vậy, không có chuyện gì là không thể giải quyết được cả. Lý Kiện Sinh bật cười ha hả nói, người trẻ tuổi mà, không đánh nhau thì không quen nhau, mọi người có qua có lại thì mới hiểu nhau hơn. Sau nạp chúng ta là bạn rồi, có gì còn giúp đỡ nhau chứ? Tôi nói vậy có phải không? Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu nói. Tôi quen rất nhiều bạn bè bằng phương thức này. Người mà hắn nói đó chính là Vương Dưỡng Tâm và Âu Dương Lâm. Bọn họ khi trước đều có mâu thuẫn với nhau, sau mấy lần tranh cãi với nhau xong thì họ lại trở thành những người bạn thân của nhau. Có vậy chứ? Nhưng Lý Thừa Minh không có trong số đó. Nụ cười trên môi Lý Kiện Sinh bỗng nhiên vụt tắt,
Ông ta là chủ tịch hội nghị, đức cao vọng trọng, trong cái đất Hiến Kinh này cũng là một nhân vật thét ra lửa. Vậy mà lại bị tên danh này vuốt mặt không nể mũi. Lý Kiện Sinh vô cùng tức giận. Người trẻ tuổi nên biết tiến thoái ra sao? Mặt Lý Kiện Sinh đanh lại nói. Tôi ngày trước biết lui, chứ không biết tiến. Vì thế mà tôi bị người khác bắt nạt. Tần Lạc cười nói, bây giờ tôi mới biến tiến thoái ra sao? Coi như tôi thành tài có phần muộn hơn một chút. Tôi là chủ của Lộc Đỉnh Ký, tôi có quyền đuổi anh ra ngoài. Lý Kiện Sinh tức giận nói. Không cần phải đuổi đâu, tôi cũng đang định tới đây nói lời từ biệt với hội trưởng Lý đây. Văn nhân Mục Nguyệt bước tới nhẹ nhàng nói. Văn nhân tiểu thư, đây chỉ là một sự hiểu nhầm nhỏ mà thôi. Lý Kiện Sinh không ngờ câu nói của ông ta bị văn nhân Mục Nguyệt nghe được, liền cười nói, tôi chỉ nói đùa với anh bạn này của chúng ta mà thôi. Tôi thấy chẳng có hiểu lầm gì ở đây cả. Văn nhàn Mục Nguyệt nói, tôi đúng là đến để chào tạm biệt ông. Thôi được rồi, Lý Kiện Sinh cũng không miễn cưỡng nữa, nói, ngày mai rảnh rỗi tôi sẽ dẫn cháu tôi tới bái kiến nhà văn nhân. Mai tôi không rảnh, văn nhân Mục Nguyệt nói xong liền quay người đi luôn, không thèm để ý tới phản ứng của những người đứng đó. Tần Lạc cũng sững người một lúc, sau đó mới lon ton chạp theo đít văn nhân Mục Nguyệt, Mã Duyệt cũng lục đục chạy theo sau hai người. Lý Kiện Sinh thấy vậy thì thở dài thầm nghĩ, văn nhân Mục Nguyệt đúng là đã hiểu lầm mọi chuyện rồi. Kiêu ngạo quá mức, cô ta đúng là một người kiêu ngạo, Lý Thừa Minh chỉ vào bóng hình văn nhân Mục Nguyệt nói. Hắn chưa bao giờ gặp mặt một cô gái nào dám làm như vậy trước mặt hắn cả. Đúng vậy, nhưng cô ấy là văn nhân Mục Nguyệt, Lý Kiện Sinh nói, thầm nghĩ mày ở Hàn Quốc còn kiêu căng ngạo mạn hơn người ta nhiều, người khác mới đối xử với mày một tí như vậy mà mày đã không chịu được rồi, thật đúng là. Dĩ nhiên, Lý Kiện Sinh không dám nói những suy nghĩ của mình ra ngoài, cho dù có là chú cháu ruột đi chăng nữa thì ông ta cũng giữ ở trong bụng thôi, chứ không cần thiết phải nói ra dẫn tới những cuộc xung đột không đáng có. Cùng lắm không làm ăn với họ nữa là xong chứ gì. Lý Thừa Minh khinh khỉnh nói. Thừa Minh, ăn nói thì phải biết suy nghĩ. Lý Kiện Sinh nói, không có kẻ địch nào là vĩnh viễn, chỉ lợi ích là bạn bè mà thôi. Chỉ có lợi ích chúng ta phải đoàn kết lại với nhau. Cháu về sau sẽ ngồi vào ghế tiếp quản của cháu phải học cách đứng trên toàn cục để xem xét vấn đề. Cháu hiểu rồi, Lý Thừa Minh ngoan ngoãn đáp lại, nhưng trong bụng hắn thì lại tức anh ách. Hắn biết, hắn và cái tên danh tên là Tần Lạc kia không bao giờ trở thành bạn tốt của nhau được, kể cả về mặt lợi ích. Dĩ nhiên, đây cũng là điều mà Tần Lạc nghĩ. Một người đàn ông đứng ở chỗ khuất suốt từ đầu đến giờ mới tiến ra cười nói, Lý công tử hôm nay phát biểu rất có sáng tạo. Đặc biệt là những lập luận về điều chỉnh về tài nguyên từ nhiều phương hướng làm cho người nghe hiểu hết vấn đề. Tung Hoành vô cùng cảm phục, bấp giờ tới đây nói câu cảm ơn. Vị nạp là một trong tam kiệt tại đất Hiến Kinh, có tên là Chí Công Tử Tần Tung Hoành. Lý Kiện Sinh cố gắng làm bộ mặt vui vẻ đưa tay ra giới thiệu Tần Tung Hoành cho Lý Thừa Minh biết. Thấy Chí Công Tử Tần Tung Hoành danh tiếng lẫy lừng chủ động chạy tới làm quen với mình làm cho Lý Thừa Minh cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Bộ mặt của hắn sau khi bị Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt làm cho tức giận khó chịu bỗng chốc trở nên vui vẻ lạ thường. Hắn khiêm tốn nói, Tần thiếu gia quá lời rồi, Thừa Minh là người học vấn nông cạn, chẳng qua cũng chỉ là người mới trong giới thương gia mà thôi. Nói ra những quan điểm làm cho những chuyên gia như anh cười nhạo rồi. Sau này mong Tần thiếu gia dạy bảo nhiều cho mới được. Mọi người đều là người trẻ tuổi mà, đừng khách khí như vậy. Tần Tung Hoành nâng chén rượu lên nói, uống chén rượu này. Về sau chúng ta sẽ là bạn. Lý thiếu gia cần gì cứ việc nói cho tôi biết, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Được, vậy chúng ta cùng cạn chén này. Lý Thừa Minh cũng rất sảng khoáng, nói xong liền ngửa cô lên ực cạn luôn ly rượu. Bạch Phá Cục lúc này đứng gần cửa trông thấp cảnh này chỉ biết cười lắc đầu. Tên nhóc này chắc lại bị Tần Tung Hoành chơi rồi. Có đem đến phiền phức cho em không? Tần Lạc ái ngại nói. Lúc này, hắn ngồi trên chiếc xe sáu cạnh của văn nhân Mục Nguyệt cùng nhau ra về. Có, văn nhân Mục Nguyệt trả lời thẳng đuột ruột ngựa làm Tần Lạc chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống, ọ. Anh thật sự không ngờ là lại kéo em vào trong việc này. Tần Lạc ngại ngùng nói. Không sao, em không quan tâm tới chuyện này cho lắm, văn nhân Mục Nguyệt đáp. Chương 732, mở rộng dấu bé đạo ra thập nhị đoạn cẩm dấu lớn. Văn nhân Mục Nguyệt nói ra câu này như là gà mẹ đang che chở gà con vậy, vì vậy mà Tần Lạc nghe mà cảm thấy ấm áp lạ thường. Trong lòng hắn cũng có chút gì đó mong đợi, nếu như văn nhân Mục Nguyệt mang thai hoặc là nàng dẫn một lũ nhóc kéo đi chơi công viên,
thì đó chắc chắn sẽ là một bức tranh vô cùng đẹp. Em và bọn họ có hợp tác làm ăn gì với nhau không? Tần Lạc hỏi. Có, Văn Nhân Mục Nguyệt đáp, mấy công ty con của bọn em dùng đồ điện tử cùng các thiết bị đều là đồ của bọn họ cả. Trung Quốc đối với mấp thứ này vẫn còn rất nhiều thiếu kém. Chất lượng cũng không ổn định. Vậy em có mâu thuẫn với bọn họ thì có sao không? Bọn họ không cung cấp hàng cho em thì làm thế nào? Tần Lạc lo lắng hỏi. Không có chuyện đó đâu. Văn Nhân Mục Nguyệt biết Tần Lạc chẳng hiểu gì về làm ăn thương trường cả, nên nàng hết sức nhẫn nại giải thích, bọn họ là người cung cấp hàng, còn chúng ta là người sử dụng. Nếu như bọn họ từ chối cung cấp sản phẩm cho bọn em, vậy thì bọn họ phải chịu tổn thất chứ không phải bọn im chúng ta cũng có tổn thất, nhưng thực ra chỉ cần bỏ nhiều tiền hơn một chút là chúng ta có thể mua đồ của người Mỹ. Em có thể mua hàng bọn họ để họ kiếm tiền, mà cũng có thể cho người Mỹ kiếm tiền của em. Bọn họ chắc chắn sẽ không muốn trông thấy kết quả này đâu, nếu như em không đoán nhầm thì ngày mai công ty sẽ có người đến chơi. Như vậy có nghĩa là ầm có mâu thuẫn với họ thì em lại là người có lợi, có phải vậy không? Tần Lạc kinh ngạc hỏi. Xem ra mình phải xem thêm mấy quyển sách dạy cách làm ăn mới được. So với những người phụ nữ tài giỏi như Lệ Khuynh Thành hay Văn Nhân Mục Nguyệt thì mình đúng là thằng ngốc trong lĩnh vực này. Lẽ nào anh còn muốn em phải cảm ơn anh sao? Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn Tần Lạc nói. Cái này thì không cần đâu. Tần Lạc cười hề hề nói. Hắn không ngờ Văn Nhân Mục Nguyệt lại cũng biết nói kiểu bông đùa như vậy, có thể giúp được em. Anh rất lấy làm vinh hạnh. Sắp bắt đầu quay rồi. Văn Nhân Mục Nguyệt đột nhiên đổi chủ đề câu chuyện nói, anh có ý kiến gì về sự lựa chọn nam nữ diễn viên chính không? Thực ra bộ phim nạp cũng đã được chuẩn bị mấy tháng nay, từ khi ký kết với Tần Lạc xong, công ty điện ảnh Liên coi việc này là công việc quan trọng nhất của bọn họ. Cho dù bọn họ biết rằng bộ phim này không kiếm ra tiền, nhưng trong mỗi người bọn họ đều nghe nói rằng có một người phụ nữ rất có tiền sẵn sàng bỏ ra cả núi tiền để ủng hộ bộ phim này. Vì bộ phim này nói về người tình của người phụ nữ giàu có kia. Thậm chí người này còn bê nguyên mô hình của người tình của mình lên màn ảnh bạc để lấy lòng anh ta, bất kể lời đồn này có thật hay không, nhưng mọi người trong công ty điện ảnh cũng như đoàn làm phim đều tin đó là thật, vì vậy mà chẳng ai dám coi thường, ai nấy cũng hết lòng cho bộ phim này. Dưới tầm ảnh hưởng về tài lực của tập đoàn Văn Nhân, cộng thêm việc Văn Nhân Mục Nguyệt đích thân giám sát việc này, do vậy tốc độ làm việc được đẩy lên rất cao. Đạo diễn là Phùng Tiểu Cương. Người đã quay mấy bộ phim nổi tiếng như Dấu Bé Đường Sơn, Đại Địa Chấn, Dấu Lớn, v.v. kịch bản cũng đã tìm người viết sẵn, mọi việc cũng đã sẵn sàng xong hết rồi, chỉ còn mỗi nam nữ diễn viên chính là vẫn còn chưa lựa chọn được. Nam nữ diễn viên chính mà đoàn làm phim gửi lên đều bị từ chối, hầu hết không có ai đạt yêu cầu cả. Đó đều là những gương mặt sáng giá nhất trong làng giải trí Trung Quốc, nhưng đều không được, lẽ nào cần những diễn viên mới nổi hay sao? Bên trên không đồng ý nên bên dưới cũng không dám quyết định. Thế là mọi người cứ chờ đợi mãi đến bây giờ. Cuối cùng Phùng Tiểu Cương nói nếu mà cứ chờ đợi thế này ông sẽ đi quay bộ phim khác. Một đạo diễn tốt cũng giống như một vị bác sĩ giỏi, đều là cung không ứng cầu. Người phụ trách công ty điện ảnh cũng không còn cách nào khác nên phải tìm tới Mã Duyệt. Nhưng Mã Duyệt nói nàng không thể quyết định được, nhưng nàng cũng kịp thời phản ánh cho Văn Nhân Mục Nguyệt, do vậy mà bây giờ Văn Nhân Mục Nguyệt mới lên tiếng hỏi Tần Lạc. Anh cũng đang đau đầu về chuyện này đây. Tần Lạc nói, lần trước anh nói ai cũng không diễn nổi anh lại không thể đảm nhận vai diễn, hơn nữa anh cũng không biết diễn. Hay là để em diễn anh rể được không? Văn Nhân Chiếu xúc động nói, em hay ngồi nói chuyện với anh rể, hơn nữa em cũng biết anh rể thích cái gì và không thích cái gì, em có thể bắt chước các động tác của anh ấy nữa. Không được, Tần Lạc từ chối thẳng thừng luôn. Hắn tưởng tượng ra lúc hắn xem bộ phim này là một, Tần Lạc, có bộ mặt non choẹt. Sinh gái thì bất giác cảm thấy toàn thân nổi da gà. Tại sao không được? Văn Nhân Chiếu thắc mắc nói. Cậu ta cứ tưởng chỉ có mỗi bà chị của cậu là coi thường cậu. Nhưng bấp giờ cậu ta không ngờ đến cả anh rể mà cậu ta kinh trọng nhất cũng coi thường cậu ta nữa. Bởi vì cậu đẹp trai quá. Tần Lạc nói, cái này không phù hợp với nhân vật cho lắm. Nhưng các nhân vật chính trong phim đều là những người đẹp trai mà. Văn Nhân Chiếu vẫn chưa chịu thôi nói. Cậu ta đột nhiên phát hiện ra mục tiêu cùng với lý tưởng cuộc sống của mình, có lẽ cậu nghĩ mình sẽ trở thành một nam diễn viên nổi tiếng nhất. Không được, Tần Lạc lại từ chối thêm một lần nữa. Hắn thà không quay bộ phim nạp còn hơn để Văn Nhân Chiếu diễn hắn, khí chất của hai người chúng ta không giống nhau. Cậu thuộc vào kiểu đẹp trai tuấn tú, còn anh thì thuộc kiểu đàn ông phong trần. Nhân vật nam lý tưởng của anh là người có cơ bắp, lực lưỡng.
Tần Lạc nói xong liền bóp bóp vào tay của Văn Nhân Chiếu giễu cợt nói, cậu làm gì có cơ bắp gì đâu. Cái này em có thể tập được, Vãn Nhãn Chiểu hạ quyết tâm. Văn Nhân Chiếu, em không hợp đâu, Văn Nhân Mục Nguyệt cuối cùng đành lên tiếng giải vây cho Tần Lạc. Văn Nhân Chiếu không dám cãi lại lời bà chị, nhưng trong bụng vẫn không chịu thua, cúi đầu xuống không biết là đang nghĩ gì nữa. Anh đã có người lựa chọn chưa vậy? Văn Nhân Mục Nguyệt nói, bộ truyện và phim sẽ xuất bản ra cùng một lúc và sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Truyện thì có thể lăng xê phim, phim thì có thể làm cho truyện bán chạy hơn. Đập là một kinh doanh có lợi đôi đường, có thể làm anh trở lên nổi tiếng hết cỡ. Thế này vậy, những vấn đề này nên để cho các chuyên gia về truyện nạp họ lo. Tần Lạc nói, chọn diễn viên thế nào thì nên để đạo diễn cùng với biên tập họ lựa chọn. Bọn họ sẽ dựa trên kịch bản mà chọn nhân vật thôi. Còn những người không chuyên như chúng ta tốt nhất không nên nhúng tay vào làm gì, chúng ta chỉ yêu cầu một điều duy nhất đó là phải tôn trọng sự thật, không được nghệ thuật hóa cuộc sống một cách thái quá. Anh không phải là một nhân vật cao lớn tài giỏi gì. Mà ngược lại anh là một người hết sức bình thường và có rất nhiều nhược điểm nữa là đằng khác. Không cần phải nhấn mạnh câu sau của anh làm gì, Vãn Nhân Mục Nguyệt nói, cái đó thì mọi người ai cũng biết cả. Tần Lạc phát hiện Văn Nhân Mục Nguyệt tối ngày hôm nay nói chuyện rất hài hước, khiến cho người ta cảm thấy thần kỳ như việc mặt trời mọc ra từ đằng Tây vập. Có cần chọn nhân vật xong rồi đưa đến cho anh xem mặt không? Ok, Tần Lạc gật đầu nói, nhưng anh không chắc chắn được thời gian của anh. Vì anh còn phải đi Thụy Điển một chuyến. Đi Thụy Điển? Đúng vậy, anh vừa nhận được lời mời của Hoàng gia Thụy Điển sang đó trao đổi kinh nghiệm với các vị giáo sư trường đại học y bên đó. Trao đổi kinh nghiệm, giống như lần anh đi Hàn Quốc đó hả? Văn Nhân Mục Nguyệt bất giác nhướng mày lên nói. Nàng biết mỗi lần Tần Lạc nói đi trao đổi kinh nghiệm đều vô cùng nguy hiểm. Hắn chỉ là đi truyền bá trung y, nhưng lại bị nhòm ngó rình rập cứ như đi buôn thuốc phiện vậy. Ồ, không không, lần nạp không giống, Tần Lạc vội giải thích, lần trao đổi trao rồi kinh nghiệm nạp sẽ diễn ra dưới không khí vô cùng hữu nghị và hòa bình. Hơn nữa, anh và Hoàng tử Thụy Điển Philip cũng là bạn tốt của nhau, anh ấy sẽ chăm lo cho anh mà. Vậy thì tốt. Văn Nhân Mục Nguyệt cuối cùng cũng yên tâm đôi chút nói. Tần Lạc trông thấy rõ được gương mặt nàng giãn ra yên tâm như thế nào. Nên hắn liền cười hỏi, em lo lắng cho anh hả? Em chỉ lo là phim và truyện đều xuất bản xong hết rồi. Nhưng người cần lăng xê là anh thì lại không còn nữa. Văn Nhân Mục Nguyệt trả lời không thương tiếc. Long Vương xem xong cuốn khẩu quyết của dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn mà Tần Lạc đưa cho liền nói, con đi một đường cho ta xem. Vâng, Tần Lạc nói xong liền biểu diễn luôn một bài tu luyện tinh túy nhất trong dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn ngay trong vườn. Hắn nhắm mắt tĩnh tâm một lúc lâu, sau đó liền từ từ ngồi xuống. Tần Lạc xếp chân ngồi trên nền đất, hai mắt nhắm lại, lưỡi trong miệng hắn cong lên chạm vào vòng miệng trên, hắn loại trừ hết tạp niệm ớ trong đầu, điều tức 10 phút. Hắn ngồi thẳng lưng, các ngón này nắm chặt lại vào nhau. Đây không phải là cuộc biểu diễn luyện võ múa may vớ vẩn. Mà Tần Lạc muốn biểu diễn cho Long Vương biết tác dụng tuyệt vời của phương pháp tu luyện này. Chính vì vậy mà trông Tần Lạc vô cùng nhập tâm, mỗi một bước đi đều thể hiện một cách cẩn thận, không hề có chút sai sót nào cả. Sau khi hắn biểu diễn xong thì 2 tiếng đồng hồ cũng đã trôi qua. Hắn cứ luyện như thế, còn Long Vương ngồi xem, trong vườn không có bất kỳ động tĩnh nào, vô cùng yên lặng. Sư phụ, con đã biểu diễn xong rồi. Tần Lạc đứng lên hai mắt sáng như sao nhìn Long Vương nói. Long Vương thấy thần sắc của Tần Lạc sáng lạng lạ thường, trong bụng thầm nghĩ dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn đúng là một tâm pháp tu luyện hiếm có. Tần Lạc mới biểu diễn có một chút thôi mà diện mạo tinh thần cùng với trạng thái cơ thể của hắn tăng lên trông thấy. Quan trọng hơn nữa, nếu tu luyện cái này cũng ngang với việc người ta nằm ngủ 8 tiếng đồng hồ. Điều này là vô cùng quý báu đối với những người quý thời gian như sinh mệnh của đám quân nhân bọn họ. Con nói là nó đã cứu mạng ông của con sao? Long Vương trầm tư hỏi. Đúng vậy, Tần Lạc nói, ngày trước thì con không chắc lắm, sau đó con và ông cũng đã nói chuyện với nhau về cái này. Cái luồng khí lưu thông trong cơ thể của ông, cứu mạng ông đó chính là dòng khí của đạo gia. Tần Lạc không thể đem chuyện ông hắn bị bắt cóc và tra tấn ra sao nói cho Lệ Vĩnh Cương biết, vì hắn sợ chuyện này quá lớn sẽ làm ảnh hưởng tới Lệ Vĩnh Cương, do đó sẽ làm cho Lệ Vĩnh Cương không dám phát triển và mở rộng dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn. Nhưng Long Vương là một nhân vật tầm cỡ, ông có chuyện gì mà chưa gặp. Ông biết khí nội công là có tồn tại ở trên đời này.
do vậy mà Tần Lạc mới đem sự thật ra nói cho ông biết. Thơ Ngụy Long Vương trầm tư không nói gì, Tần Lạc liền sốt ruột nói, sư phụ cảm thấy thế nào? Có thể tìm một tiểu đội tới để thử nghiệm công hiệu của dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm không dấu lớn. Thí nghiệm, con nghĩ tiểu đội đặc chủng của ta là chuột bạch hả? Long Vương mỉm cười mắng Tần Lạc một câu. Chương 733, câu chuyện về ngón tay bị gãy. Con không có ý đó. Tần Lạc cười nói, sư phụ, con đã dùng chính bản thân mình thể nghiệm nó rồi. Cái dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn này chỉ có lợi cho cơ thể chứ không hề có hại. Hơn nữa ông của con cũng đã chứng minh cho điều đó, còn có cả viện trưởng của bệnh viện trực thuộc Lâm Thanh Nguyên nữa, ông ấy cũng tu luyện qua rồi, tuy là vẫn chưa được một năm. Sư phụ có thể cho người đi thăm dò xem tình hình của hai người đó. Ta tin con, Long Vương nói, ta cũng tin sư phụ con. Huyền Cơ Tử là một đạo gia kỳ tài, ta đã ngưỡng mộ danh tiếng của ông ấy từ lâu. Cũng vô cùng khâm phục phong thái làm người của ông ấy. Nhưng chưa có cơ hội gặp mặt mà thôi. Ta nghĩ ông Ơ Ủy đã tặng cho đệ tử của mình dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn thì ta nghĩ nó là một món quà rất quý hiếm. Sư phụ nói vậy là đồng ý rồi phải không? Tần Lạc vui vẻ nói. Ta đồng ý rồi. Long Vương gật đầu nói. Ta sẽ đem nó cho mấy đứa trong doanh đội dự bị thử trước xem bọn chúng có những tiến bộ như thế nào. Nếu như kết quả khả quan, ta sẽ đưa nó vào trong các doanh trại quân đội khác để thử nghiệm tiếp. Hơn nữa ta thấy bản thân ta cũng cần tới cái dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn này. Doanh đội dự bị là một tiểu đội dự bị cho các tiểu đội tinh anh trong quân đội. Có những người là những học viên xuất sắc nhất trong các trường quân đội gửi tới đây, có những người thì là do các thành viên trong Long Tức giới thiệu tới. Bọn họ đều có những đặc điểm và sở trường của riêng mình, sau khi tập huấn xong bọn họ sẽ có một buổi sát hạch xem họ được vào trong Long Tức làm việc hay không, ngay sang đặc khu khác. Sư phụ cũng muốn tu luyện sao? Tần Lạc kinh ngạc nói. Long Vương gật gù đáp, không đích thân thử nghiệm, sao có thể biết được nó tốt xấu ra sao? Đây là việc trọng đại, sao ta có thể lơ là được? Long Vương nói xong vỗ vỗ vào chân mình nói, hơn nữa, sức khỏe của ta cũng đã đỡ được 7-8 phần rồi. Còn hai phần cuối nữa mãi mà vẫn không đột phá được. Ta muốn thử luyện xem sao. Có khi nó lại giúp ta khôi phục được thì sao? Nếu ta vẫn mãi không đứng dậy được, thì ta sẽ già chết trong đau khổ mất. Nghe Long Vương oán trách như vậy, Tần Lạc cũng vô cùng đau khổ. Sư phụ, để con giúp sư phụ thử châm cứu xem sao. Có khi lại được thì sao? Long Vương nghe xong liền khoát khoát tay nói, không cần đâu, đừng lãng phí thời gian nữa. Con đi xem quán sư thế nào đi. Xem nó hồi phục ra sao rồi. Dạ, vâng, Tần Lạc gật gật đầu. Đang định bỏ đi thì bất giác quay lại nhìn Long Vương nói, sư phụ. Người cũng không nên sốt ruột quá. Nếu chân không khỏi được thì sư phụ cứ ngồi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cũng được. Sư phụ phục vụ đất nước quá nhiều rồi, bấp giờ sư phụ cũng nên tĩnh dưỡng rồi. Hơn nữa, sư phụ vẫn còn bọn con nữa. Đất nước không nuôi dưỡng sư phụ, thì bọn con sẽ làm chuyện đó. Bọn con sẽ không bao giờ bỏ mặc sư phụ đâu. Vớ vẩn, Long Vương trợn ngược mắt lên quát, ta bị liệt nằm trên xe lăn này sung sướng lắm sao hả? Ta thà chết trong tay của kẻ địch còn hơn phải sống những năm tháng đau khổ như thế, nãy con về sau đừng nói với ta những lời như thế nữa. Con cũng chỉ nói vậy thôi, xin sư phụ đừng giận. Tần Lạc cười nói, con chỉ muốn thể hiện lòng hiếu thảo với sư phụ mà thôi, sư phụ cứ nghỉ đi, con bấp giờ đi xem quân sư ra sao. Tần Lạc vẫn cố nói thêm mấy câu, sau đó liền bỏ chạy luôn ra ngoài. Tính khí nóng như lửa của Long Vương không vì bị thương mà có phần thuyên giảm, ông tuy cũng có lúc ăn nói sảng khoái, nhân từ, nhưng khi nổi giận thì lại hung dữ như một con sư tử vậy. Khi nãy Long Vương đập tay vào chiếc xe lăn mà Tần Lạc chỉ sợ ông ta chụp lấy hắn đập cho một trận lên bờ xuống ruộng. Chả trách mấy người trong Long Tức khi thấy Long Vương thì chẳng khác nào chuột trông thấy mèo. Chẳng dám ho he gì cả. Thằng danh con. Long Vương nhìn theo bóng hình Tần Lạc chạy vù ra bén ngoài chửi với theo, giết người là thiên chức của ta, giống như cái nghề bác sĩ của mày đấy. Nếu như không để cho mày đi chữa trị cho người khác, thì mày có chịu nổi không hả? Nhưng lúc này do Tần Lạc đã ba chân bổn cẳng chạy mất hút rồi, nên hắn không nghe thấy câu nói này của Long Vương. Tần Lạc lẩn nhanh như một con trạch, hắn quá quen thuộc đường trong này. Nơi đây cũng chả có ai canh giữ, nên không có ai ngăn hắn lại cả. Tần Lạc chạy vù ra bên ngoài đại sảnh rộng lớn, nơi đây không có một ai cả. Hắn liền đi vào trong phòng của quân sư, trông thấy một người con gái đang ngồi trên chiếc ghế trúc cạnh cửa sổ đọc sách.
Nàng mặc một chiếc áo ngủ màu đen kiểu cổ điển, tóc đen dài buông xòa xuống vai. Che hết một bên mặt cùng với nửa ngực nàng. Ánh nắng ấm áp xuyên qua khe kính như những giọt thủy ngân in vào trong phòng rọi lên trên người nàng. Tất cả ngũ quan trên gương mặt của nàng đều được rọi sáng thanh tú. Điềm đạm như một nàng tiên cá trong bộ phim vậy. Chỉ có đôi mắt nàng hơi khép lại, đầu nàng gật xuống như đang ngủ gật. Hiển nhiên, nàng không phải là một học sinh chuyên tâm học bài. Nếu nàng giống như các cô gái khác, Tần Lạc lúc này hoàn toàn có thể nhẹ nhàng tiến tới gần. Rồi vỗ nhẹ lên bộ ngực căng tròn của nàng một cái, sau đó chờ nàng giật mình tỉnh dậy hắn sẽ cười híp mắt lại bông đùa nói, không làm em giật mình chứ. Nhưng người con gái này là một quái vật của Long Tức, nên Tần Lạc từ bỏ luôn cái suy nghĩ này. Tần Lạc đang định quay người bỏ đi thì có tiếng gọi giật lại. Anh đã tới đây rồi sao lại muốn bỏ đi luôn thế? Quân sư đột nhiên mở mắt ra nhìn Tần Lạc nói. Tại tôi trông thấy chị đang ngủ nên không muốn đến làm phiền chị. Tần Lạc cười nói, chị đã khá lên chưa? Đỡ hơn nhiều lắm rồi. Quân sư nói, có thể nói là đã hoàn toàn bình phục rồi. Vậy thì tốt, như vậy có nghĩa là bột kem kim dũng của tôi vẫn có tác dụng. Tần Lạc nhân tiện làm quảng cáo thêm cho mình. Đúng vậy, quân sư nói, tiếc là anh cung cấp cho quân đội không phải hàng xịn mà là hàng thải. Tần Lạc nghe vậy vội nói, sao lại là hàng thải được? Tôi đưa cho chị dùng loại kem này cũng giống với chúng hết mà, chỉ là số lượng ké quá ít. Chính vì vậy mà phải dùng các loại vật phẩm khác để thay thế thôi. Quân sư nghe vậy bật cười nói, tôi chỉ đùa thôi mà, anh làm gì mà nóng thế? Tần Lạc nhìn vào hàm răng trắng đều của quân sư bất giác cảm thấy nàng xinh đẹp lạ thường. Tần Lạc nghĩ mãi mà vẫn không thể tưởng tượng nổi cô gái dễ thương này lại có biệt hiệu hoàng hậu oai phong. Nếu cô ấy gạt bỏ hết những thứ ngụy trang thường này, thì có lẽ quân sư cùng là một người con gái bình thường như bao người con gái khác. Phụ nữ đầu tiên phải là phụ nữ trước đã, rồi mới thành những người phụ nữ mạnh mẽ được. Nhưng khi họ cởi quần áo ra, thì họ cũng chỉ giống như các cô gái bình thường khác mà thôi. Tôi không thích nợ ai cái gì cả. Nói đi, anh muốn tôi phải trả ơn anh thế nào? Quân sư gấp sách lại đứng dậy nói. Tần Lạc lúc nạp mới để ý thấp quyển sách trong tay quân sư có tên Trả Trách mà mỗi khi nàng xuất hiện đều làm cho người ta có cảm giác rất khác nhau. Cải trang thành quỷ thì giống quỷ, cải trang thành người thì giống người. Thì ra khả năng hóa trang, cùng với sắc thái tình cảm trên mặt nàng, nàng đều nghiên cứu sâu sắc về nó cả rồi. Chỉ là bên tay trái của nàng thiếu một ngón tay dường như ngón tay đó của nàng bị một vật gì đó vô cùng sắc nhọn cắt đứt. Nhìn ngón tay bị mất của nàng mà Tần Lạc bỗng nhiên cảm thấy đau đớn. Chua xót, cứ như ngón tay hắn bị cắt lìa ra vậy. Chị không nợ tôi cái gì cả. Tần Lạc nhẹ nhàng nói, hơn nữa, ngạp trước chị cũng cứu mạng tôi mà. Coi như hòa nhẹ. Quân sư cũng rất nhạy cảm, nàng trông thấy Tần Lạc đã để ý tới ngón tay bị cụt của mình trên bàn tay mình. Nàng thấy vậy liền giơ tay lên nhoẻn miệng cười nói, người con gái có bốn ngón tay xấu lắm phải không? Không hề, Tần Lạc thầm thất kinh trong bụng nói, chị không nói thì tôi cũng không biết đâu đấy. Thật sao, nếu như nó là nhân vật chính hãm hại đồng đội của mình thì sao? Gương mặt nàng bỗng chốc trở nên vô cùng đáng sợ. Tần Lạc biết nàng đang tự trách bản thân mình, nàng trở nên đáng sợ như vậy cũng chính là mặc cảm tội lỗi của bản thân nàng. Chị ấy căm hận bản thân mình, một ý nghĩ hoang đường bổng lóe lên trong đầu óc của Tần Lạc. Tần Lạc biết rằng hắn không thể nói dối nữa rồi, vì nói dối với phụ nữ chẳng khác gì coi thường họ cả. Hơn nữa, Tần Lạc cũng thật lòng muốn giúp đỡ quân sư, thật lòng muốn giúp đỡ người con gái gánh vác trách nhiệm cao cả này, ví dụ như Ly, quân sư, hoặc là những người khác nữa. Bọn họ đã hy sinh rất nhiều rồi, bọn họ đáng được hưởng hạnh phúc, cho dù sự nghiệp của họ ra sao, nhưng hạnh phúc cuối cùng cũng sẽ tới với họ, đem lại cho họ sự bình yên và an lành. Từ ngày đầu tiên chị vào trong Long Tức, thì sẽ có người nói cho chị biết nếu chị không giết người thì sẽ bị người khác giết hại. Không hề có sự lựa chọn thứ ba, Tần Lạc chậm chậm tiến tới chỗ quân sư nhẹ nhàng nói, chị biết điều đó và đồng đội của chị cũng biết. Nếu bọn họ đã có sự lựa chọn của mình rồi thì bọn họ không còn đường lui nữa, đó chính là chuẩn bị đón nhận các tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Do vậy điều đó chẳng có liên quan gì đến chị cả, chị đã cố hết sức mình là được rồi. Anh không biết gì cả đâu, quán sụ cười nhạt nói, anh tưởng là lấy mấy câu nói vớ vẩn trong sách tâm lý học là có thể giải quyết vấn đề của tôi được hay sao? Lẽ nào Ly chưa nói cho anh biết tôi là một chuyên gia tâm lý? Đã từng lấy được bằng chuyên gia thôi miên cấp quốc tế hay sao? Tần Lạc nghe vậy thầm xấu hổ trong lòng,
nhưng hắn vẫn mặt dày nói, đây không phải là các tri thức tôi lấy trong tâm lý học. Đây là tấm lòng chân thành của tôi dành cho chị. Chị và đồng đội của mình chiến đấu không phải vì lợi ích của riêng mình, mà là vì đất nước, vì đồng bào chị còn sống, còn đồng đội chị đã ngã xuống nhưng đây không phải là lỗi của chị. Nếu như có thể lựa chọn, chị cũng không muốn có kết quả này đúng không? Nếu như có thể lựa chọn, nét mặt của quán sư vô cùng đau khổ nói, nếu như có thể lựa chọn, tôi sẽ không hút điếu thuốc vào thời điểm đó. Hút thuốc? Đúng vậy, chỉ vì hút thuốc, ngón tay này đã bị chính tay tôi cắt đi. Quân sư đau khổ nói, lúc đầu tôi định cắt hết tất cả các ngón tay trên đó. Nhưng tôi sợ tôi không còn cầm được súng nữa, do vậy mà chỉ cắt đi một ngón. Tại sao chị lại phải cắt ngón tay mình đi? Tần Lạc không thể tưởng tượng nổi, hắn cứ tưởng ngón tay này là do quân địch cắt đi. Tôi đã nói rồi, tôi là người đã hại chết đồng đội của mình. Quân sư nói, nếu như tôi không hút thuốc, thì không bị bọn chúng phát hiện, tôi khi đó hoàn toàn có thể rời khỏi đó một cách an toàn. Nhưng chỉ vì điếu thuốc mà mọi chuyện hỏng bét, tôi sống, còn anh ấy thì vì cứu tôi mà chết. Anh ấy là ai? Tần Lạc hiếu kỳ hỏi. Chương 734, fan cuồng nhiệt. Anh không cần biết những chuyện này. Quân sư không muốn tiết lộ bất kỳ chu viện gì cho Tần Lạc hay cả. Tôi muốn giúp chị. Anh không giúp được tôi đâu. Thế thì thôi vậy, Tần Lạc gật đầu nói, nếu chị không muốn nói thì tôi cũng không ép. Anh cũng không cần đi dò hỏi Từ Lỵ đâu. Không được sự cho phép của tôi, cô ấy cũng không nói cho anh biết đâu. Tần Lạc kinh ngạc vô cùng, đến cả dự trù trong bụng mình mà nàng cũng đoán ra được. Dĩ nhiên, quân sư cũng chỉ đoán vậy thôi chứ làm gì có chứng cứ gì. Do vậy hắn liền chối bay chối biến, tôi làm gì có ý đó đâu. Tôi tôn trọng ý kiến của chị mà. Quân sư lúc nạp nhìn Tần Lạc một cái, rồi mệt mỏi nói, tôi mệt rồi, muốn nghỉ một chút. Anh đi đi. Được, vậy chị cứ nghỉ đi. Tần Lạc gật gật đầu sau đó rời khỏi phòng của quân sư. Tần Lạc lần này tới Long Tức đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, hắn đã thuyết phục được Long Vương áp dụng và mở rộng dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn trong quân đội, và bản thân ông cũng muốn đích thân thử nghiệm xem sao. Tần Lạc rất tin tưởng dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn. Do vậy mà hắn tin rằng những người tu luyện tâm pháp này sẽ thu được những kết quả hữu hiệu. CS 1-2 năm sau, hắn sẽ nhận được thư thông báo kết quả từ quân đội. Đến lúc đó hắn cũng sẽ đủ tư cách mở rộng và phát triển cái dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn này ra các trường trên toàn quốc. Từ đó sẽ làm nền móng sức khỏe cho bậc mầm non của đất nước, làm cho mọi người thoát khỏi các bệnh tật thường gặp trong xã hội, đủ sức khỏe gánh vác mọi trọng trách. Đại đầu, Tần Lạc gọi lớn. Đại đầu không hề đáp lại mà vẫn chuyên tâm vào việc lái xe. Tần Lạc thấy vậy liền mỉm cười, vì hắn biết đại đầu trong những lúc thế này sẽ không trả lời hắn. Vì cậu ta không muốn mất thời gian và tinh lực vào những câu chuyện vớ vẩn. Đây cũng là tính cách của cậu ta. Chính vì thế mà đại đầu rất khác với Giê-xu. Giê-xu thích chém gió, tính tình cởi mở phóng khoáng, do vậy mà hai người thường xuyên có những xung đột không cần thiết với nhau. Cậu có biết gì về quân sư không? Tần Lạc cuối cùng cũng nói ra những điều mà hắn quan tâm. Nếu như hắn không thăm dò gì được từ Ly, thì cũng có thể thăm dò từ đại đầu. Anh muốn biết cái gì? Đại đầu hỏi. Ngón tay của cô ấy. Tần Lạc nói, cô ấy sao lại cắt ngón tay mình đi vậy? Vì ai mà phải tự mình làm khổ mình thế? Tôi biết cái gì thì anh cũng biết, anh không biết cái gì thì tôi cũng không biết. Đại đầu với khuôn mặt không hề có cảm xúc gì đáp, khi tôi vào trong Long Tức thì không ai nói cho tôi vấn đề này cả và tôi cũng không hỏi. Tần Lạc nghĩ thấy cũng đúng. Đại đầu không phải là hạng người đi chim lợn mấy cái chuyện vớ vẩn này, khi mới vào Long Tức thì chắc chắn cậu ta vô cùng thận trọng. Nếu như không có gì cần thiết thì cậu ta cũng không làm gì thêm, thậm chí cũng chẳng nói thêm câu nào theo tính cách cậu ta mà nói, thì cậu ta sinh ra là để làm sát thủ. Vốn đây là một chặng đường dài nhạt nhẽo và vô vị. Tần Lạc có thể nhân cơ hội này nghỉ ngơi một lúc, chiều nay vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Hắn muốn trước khi rời khỏi Yến Kinh phải giải quyết hết toàn bộ mọi việc ở nhà mới được. Nhưng hắn không ngờ khi hắn vừa mới nhắm mắt lại một lúc thì tiếng chuông di động của hắn lại đổ lên. Hắn thực sự không ngờ đó lại là số điện của một người con gái gọi tới. Mễ Tử An, Tần Lạc kinh ngạc hỏi. Vâng, ở đầu dây bên kia truyền lại một giọng nói vừa xa lạ, nhưng lại vừa quen thuộc. Tần Lạc lúc này mới sực nhớ ra, hắn đã rất lâu rồi chưa liên lạc gì với nàng, và Mễ Tử An dường như cũng rất bận nên cũng chẳng có thời gian gọi lại cho hắn. Ha ha ha,
Tần Lạc cười gượng để lấy thời gian suy nghĩ xem phải nói câu gì tiếp theo, em vẫn khỏe chứ? Tần Lạc tự sờ lên mũi của mình và biết mình vừa mới hỏi một câu vô cùng ngu ngốc, nhưng đây không phải là câu hỏi mà những người bạn lâu ngày hay hỏi thăm nhau sao? Em đang ở Yến Kinh, Mễ Tử An đi thẳng luôn vào vấn đề. Hả, em đến Yến Kinh rồi sao? Tần Lạc kinh ngạc nói, bây giờ em đang ở đâu? Em đang tham gia một nghi lễ khánh thành tại Thiên Nhai, một giờ đồng hồ sau sẽ xong, chúng ta có thể gặp nhau ở đâu đây? Anh thì sao cũng được. Tần Lạc nhìn vào đồng hồ thầm tính thời gian, theo tốc độ lái xe của đại đầu thì hắn chỉ cần 40 phút nữa là tới công ty giao dịch quốc tế Thiên Nhai, nhưng em có tiện không? Hắn biết, Mễ Tử An là một ngôi sao, bất luận đi tới đâu nàng cũng dễ gây sự chú ý của mọi người. Lần trước ở Đài Loan hắn chỉ giúp nàng mua một chiếc áo lót thôi mà đã bị chụp trộm, điều này quả thật là một việc vô cùng kinh khủng. Tần Lạc rất sợ qua lại với các ngôi sao, điều này làm cho hắn không có cảm giác an toàn. Tuy hắn cũng là một ngôi sao, nhưng không phải ngôi sao trong điện ảnh, ca nhạc mà là ngôi sao của Trung Y. Anh lái xe tới quán cà phê Starbucks gần Thiên Nhai, em sẽ lên xe ở đó, Mễ Tử An nói, anh lái xe gì? Biển số là bao nhiêu? Anh không lái xe, anh có tài xế riêng. Tần Lạc nói, một chiếc Chevrolet rẻ tiền thôi, còn số xe là Yến, rất dễ nhớ. Một giờ sau gặp nhé, Mễ Tử An nói xong liền cúp luôn điện thoại. Đến Thiên Nhai. Tần Lạc nói với đại đầu. Một lời khuyên của người bạn tốt. Giê-xu quay mặt lại nói với Tần Lạc, tôi biết anh sắp đi gặp một người đẹp, nhưng tôi vẫn muốn khuyên anh nên từ bỏ ý định này đi ngay, bởi vì địa điểm hẹn hò của anh là Thiên Nhai, một nơi vô cùng đông đúc và sầm uất. Đó là nơi mà kiếm khách có thể lợi dụng địa hình để tiến hành cuộc tấn công nhằm vào anh. Anh ấy là người rất giỏi trong việc tận dụng thiên thời địa lợi. Tần Lạc cũng có phần lo lắng về vấn đề này. Nhưng sau một hồi suy nghĩ hắn liền nói, không nên vì e sợ kiếm khách mà làm những việc mình không dám làm. Đến cả một người bạn cũng không dám gặp, nếu mà như vậy thì tôi không đi được Thụy Điển nữa rồi. Dĩ nhiên, là anh có thể từ chối lời hẹn gặp này. Kiếm khách là một người tận dụng thời cơ rất tốt, anh đi châu Âu thì càng tạo cơ hội cho anh ấy ra tay. Anh ta lớn lên ở châu Âu nên nắm rất rõ địa hình cũng như con người ở đó như anh ta hiểu cây bảo kiếm ở trên người anh ta vậy. Cây bảo kiếm trên người anh ta không phút nào rời khỏi anh ta sao? Tần Lạc hỏi, nếu như anh ta cứ cầm cây kiếm đi trên đường như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng phát hiện ra anh ta. Phải không? Đúng vậy, Giê-xu nói, anh ấy sẽ bung một cái túi, hoặc là những thứ gì đó để che thanh kiếm lại. Chúng ta vẫn có thể phát hiện ra được hành tung của anh ta dựa trên đặc điểm nãy nhưng thực tế là đã có rất nhiều người chết dưới lưỡi kiếm của anh ấy trước khi phát hiện ra anh ấy. Thật là phiền phức. Tần Lạc chán nản nói, phải giải quyết cái của nợ này càng sớm càng tốt mới được. Tôi cũng cho là như vậy. Giê-xu động viên nói, lần trước vì muốn bắt được tôi. Anh đã vận động nhiều nhân tài như vậy, lần này sao không bảo họ giúp anh đi? Ý của Giê-xu nói có nghĩa là bảo Tần Lạc gọi mấy thành viên của Long Tức tới đây để bảo hộ Tần Lạc. Việc này không phải tôi muốn là được đâu, mà bọn họ cũng phải rảnh rỗi mới giúp tôi được. Tần Lạc nói, rất không may. Bọn nhỏ hiện giờ đều không có ở đây. Bọn họ đi đâu rồi? Xin lỗi, cái này tôi không thể nói cho anh biết được. Tần Lạc cảnh giác nói. Hắn không ngu đến mức đem một chuyện quan trọng như vậy nói cho một tên da trắng biết được. Dĩ nhiên, ý câu nói của hắn vẫn còn một hàm ý khác đó chính là chẳng có gì để nói cho Giê-xu biết cả. Bởi vì bản thân Tần Lạc cũng biết không nhiều về Long Tức, các thành viên Long Tức xuất quỷ nhập thần, lúc ẩn lúc hiện rất thần bí. Khi Ly rời khỏi đây cũng chẳng nói cho hắn biết là nàng đi làm gì. Mãi đến khi bọn họ xuất hiện trước mặt Tần Lạc rồi, thì hắn mới biết là các thành viên trong Long Tức vừa mới hoàn thành nhiệm vụ quay về. Tòa nhà Thế Mậu Thiên Nhai nằm gần đường đi bộ Thanh Niên và đường Vương Phủ Đại Nhai của Yến Kinh, do vậy nơi đây vô cùng náo nhiệt, khách chủ yếu ở đường đi bộ Thanh Niên hầu hết đều là học sinh cùng với những người thu nhập thấp, còn bên đường Vương Phủ Đại Nhai thì dành cho những người khách thuộc tầng lớp cao cấp hơn. Còn tòa lầu Thế Mậu Thiên Nhai thì dành cho các đại gia nhà giàu rồi. Bởi vì các thứ đồ nơi đây đắt đến kinh người, một món đồ nơi đây có giá có khi còn ngang cả mấy tháng lương, thậm chí mấy năm lương của một nhân viên viên chức thông thường. Dĩ nhiên, đường ranh giới ngăn cách giàu nghèo này là vô hình, không hề có tấm biển nào có ghi, một tháng thu nhập chưa đủ 100.000 nhân dân tệ thì không được vào đường này mua đồ cả. Chính vì vậy mà Thế Mậu Thiên Nhai cũng có nhiều học sinh xuất hiện ở nơi đây. Nhưng bọn họ vĩnh viễn không mua nổi một đôi tất được bày bán ở đấp.
Những loại đồ xa xỉ này là dành cho lớp người thượng lưu, là minh chứng cho sự văn minh nhân loại. Có người tới đây để ngắm nhìn cho đã mắt, có người tới đây để mặc thử đổ cho đỡ nghiền. Hôm nay, tại tòa lầu này bỗng nhiên náo nhiệt hơn hẳn mọi hôm. Một đám người đông đúc tụ tập ngay ở cửa của tòa lầu. Trên tay bọn họ cầm những tấm biển, những cuốn sách để chờ được ký tên. Người mà bọn họ mong đợi ký tên chính là Mễ Tử An. Có người thì đang thét gào tên của Mễ Tử An, còn đám phóng viên thì đã sẵn sàng micro. Máy quáp chờ đợi cùng với đám fan cuồng nhiệt đang nhìn ra xung quanh tìm kiếm bóng hình của ngôi sao mà mình yêu thích. Fan tới đây vì yêu thích thần tượng của bọn họ, còn phóng viên tới đây vì bát cơm manh áo. So với đám fan và các tay phóng viên kia, thì có một cô gái nét mặt có vẻ không được vui cho lắm cũng đứng ở đây. Nàng mặc một chiếc áo thêu hoa hoét lòe loẹt như một bộ áo của người dân tộc. Trên cổ nàng còn đeo một chiếc vòng bạc sáng bóng, tay trái nàng đeo một cái khuyên to cũng bằng bạc. Tay bên phải thì không đeo cái gì cả. Cô gái để tóc dài xõa xuống vai, nước da mịn màng, trắng hồng trông rất đáng yêu. Nhưng nàng thi thoảng lại đưa tay che miệng ngáp một hơi thật dài làm cho mấy người đứng cạnh cảm thấy vô cùng khó chịu. Ủa, bạn có phải là fan của An An không vậy? An An sắp xuất hiện rồi mà bạn không xúc động sao? Một cô gái nói với cô gái đeo vòng bạc kia với giọng tức giận. Tôi rất xúc động đấy chứ, cô gái đeo vòng bạc nói. Xúc động mà bạn ngáp ngắn ngáp dài thế hả? Đây không phải tư chất của một fan chân chính của An An. An An trông thấy bộ dạng của bạn chắc là buồn lắm đấy. Cô ấy chắc không trông thấy chúng ta đâu, cô gái không dám chắc nói. Trong tay cô nắm một nắm thuộc bột thầm do dự xem có nên rắc ra xung quanh để cho mấy đứa ngốc này bị dính thuốc nằm dạp xuống hết không nữa. Sao có thể như thế được? An An sẽ trông thấy tất cả chúng ta. Một cô gái đeo kính mặt mọc đầy mụn tức giận nói, An An đã nói rồi, cô ấy luôn cảm nhận được chúng ta. Cô ấy có thể nhận ra giọng nói của từng người. An An là vị thân của chúng ta, cô ấy không có cái gì là không làm được cả. Vậy hả? Cô gái đeo vòng bạc cứ như là bị cô gái đeo kính mặt đầy mụn kia thuyết phục rồi vậy, thế thì tôi nên biểu hiện nhiệt tình hơn một chút đúng không? Đúng đấy, bạn nên cùng chúng tôi thét gào tên của An An, như vậy cô ấy mới nhớ tới chúng ta. Được rồi, cô gái đeo vòng bạc nói xong liền đưa tay lên vẫy vẫy như đang chào đón Mễ Tử An như bao nhiêu fan cuồng khác, Mễ Tử An, I love you An, I love An Hư vậy đã đúng chưa? Đúng rồi đấy. Hai cô gái kia thấy mình vừa làm được một chu viện tốt liền tỏ ra vô cùng xúc động nói. Bọn họ còn dúi vào tay cô gái đeo vòng bạc kia một tờ tạp chí rồi nói, chờ chút nữa bạn có thể cầm tờ tạp chí này lên xin chữ ký của An An. Chương 735, bỏ trốn. Thương nhân và sát thủ có sở trường lợi hại nhất đó là báo chí. Thương nhân lợi dụng báo chí để quảng cáo rồi truy tìm cơ hội làm ăn, còn sát thủ thì lợi dụng tin tức trên báo để tìm cơ hội cho mình ra tay. Ví dụ như điều kiện thời tiết ra sao, các hoạt động tổ chức náo nhiệt thế nào. Rồi sau đó sẽ vạch ra được con đường thoát thân cũng với kế hoạch ám sát sao cho hoàn mỹ nhất. Cổ Vương nhận được tình báo rằng bạn thân của Tần Lạc là Mễ Tử An hôm nay sẽ có một buổi hoạt động tại Yến Kinh. Nếu đã là bạn bè thì Tần Lạc và Mễ Tử An không có lý do gì không gặp mặt nhau cả. Khi cả hai gặp mặt nhau sẽ là thời cơ rất tốt để ra tay ám sát Cổ Vương có phần am hiểu về tính cách cũng như nhân phẩm của Tần Lạc. Cô nàng cũng đã tận mắt chứng kiến cảnh Tần Lạc cùng với một cô gái xinh đẹp hoan lạc trong suối nước nóng. Chính vì vậy mà khi gặp Mễ Tử An, Tần Lạc chắc chắn sẽ có những hành động thân mật với nàng, và đây sẽ là một cơ hội rất tốt để Cổ Vương ra tay hạ độc. Cổ Vương dĩ nhiên cho rằng Mễ Tử An và Tần Lạc có quan hệ mập mờ với nhau. Khi Mễ Tử An tới Yến Kinh, Cổ Vương đã theo sát không rời. Hôm nay Cổ Vương lại trà trộn được vào trong đám fan này. Như vậy vừa dễ dàng tránh được tai mắt người khác mà vừa không bị phát hiện, lại tiện cho việc tiếp cận Mễ Tử An hoặc Tần Lạc nhưng. Không ngờ thái độ của Cổ Vương lại làm cho các fan của Mễ Tử An cảm thấy khó chịu. Sau khi được fan của Mễ Tử An lên lớp rồi tạo cơ hội xin chữ ký thì Cổ Vương quyết định từ bỏ ý định thả độc vào đám fan này, vì bây giờ cô Vương cũng giống như các fan cuồng khác thét gào tên của Mễ Tử An, như vậy càng không bị người khác để ý tới. Sau khi gào thét một hồi. Cổ Vương thấy cũng hay hay, thấy làm fan cho một minh tinh cũng có cái khác lạ của nó. Chỉ là, Tần Lạc không biết có tới đây hay không nữa. Cổ Vương vừa thét gào, vừa đưa mắt ra nhìn bốn hướng thận trọng suy nghĩ. Trên chiếc xe Audi, một người đàn ông da trắng và một cô gái mặc bộ quần áo đen bó sát người ngồi sát bên nhau. Cô gái là người cầm lái, đang đưa mắt ra nhìn đám người náo nhiệt kia,
còn người đàn ông da trắng thì như đang ngồi suy nghĩ điều gì đó. Trên đùi anh ta có một chiếc hộp màu đồng trông rất kỳ quái. Anh ta thi thoảng lại đưa tay vuốt ve nó như vuốt ve cái đùi của người tình mình vậy. Hắn ta có tới đây không? Cô gái mặc áo đen đưa mắt lên tìm một hồi nhưng không phát hiện ra mục tiêu liền lên tiếng hỏi. Hắn đã tới rồi, người đàn ông da trắng kia mỉm cười nói. Ngũ quan trên mặt anh ta không có gì đặc sắc lắm. Nhưng nụ cười trên môi của anh ta lại làm cho gương mặt trở nên sáng lạng, đẹp đẽ hơn một chút. Cô gái áo đen thầm nghĩ, nếu như được lên giường với anh chàng này một lần cũng được đấy chứ. Sao anh biết được? Cô gái áo đen hỏi. Cảm giác. Anh tin vào cảm giác của mình. Một sát thủ không tin vào cảm giác của mình thì người đó vô cùng đáng thương. Người đàn ông da trắng cười nói. Anh ta cuối cùng cũng cất chiếc hộp kỳ quái trên đùi mình đi. Sau đó móc ra một bao thuốc, rồi rút từ trong đó ra một điếu đưa lên mũi hít hà. Muốn hút thì hút một điếu đi. Cô gái kia nhẹ nhàng khích lệ. Người đàn ông da trắng nghe vậy trợn mắt lên gằn giọng nói. Đừng có khêu gợi, dụ dỗ tôi. Cô gái áo đen nghe xong mà không biết nói thế nào cho phải. Mình ăn mặc khêu gợi thế này mà anh ấy không nói mình khêu gợi, thế mà mình mới chỉ nói anh ấy hút thuốc thôi mà đã bảo mình đừng khêu gợi dụ dỗ anh ấy rồi, hễ nào độ khêu gợi của mình không bằng điếu thuốc ư. Tự cảm thấy thái độ của mình có phần quá đáng, người đàn ông da trắng liền mỉm cười nói, thật xin lỗi. Do tôi lo lắng quá độ, cô biết đấy, tôi khó lòng mà cưỡng lại nổi sự hấp dẫn của nó là một sát thủ. Tôi không nên để lại mùi vị gì đặc trưng cả, mùi thơm của thuốc quá nặng, hơn nữa Giê-xu lại quá hiểu tôi, anh ấy biết tôi chỉ hút Marlboro như vậy khả năng bị phát hiện là rất cao. Anh quả là cẩn thận, cô gái áo đen thở dài nói. Xem ra, mình sau này cũng phải chú ý đến các đồ trang sức và nước hoa rồi nhưng, nếu như không dùng nước hoa thì lấy gì át đi cái mùi hôi khó ngửi trên người mình đây. Cô có tin trên đòi này có thần sát thủ không? Người đàn ông da trắng kia nhìn vào đôi mắt của cô gái áo đen hỏi. Tin chứ, cô gái áo đen đáp, cô thầm nghĩ thần sát thủ mà anh nói kia không phải là anh sao? Anh chưa bao giờ thất bại, được người đời xưng danh thần sát thủ đấy thôi. Tôi thì không tin, người đàn ông da trắng nói, mỗi lần chấp hành một nhiệm vụ nào đó, tôi đều coi nó là nhiệm vụ cuối cùng đi hoàn thành. Tôi không dám chắc rằng mình sẽ sống để quay trở về, chính vì vậy mà tôi cố gắng hết mình để hạn chế những sai sót của bản thân. Làm cái nghề này của chúng ta, không có gì là đương nhiên, không có tuyệt đối. Không có ai là không thất bại, chúng ta là những người may mắn và may mắn đến từ sự cẩn thận của bản thân. Anh đã sợ hãi như vậy, sao không rời khỏi cái nghề này đi? Cô gái áo đen buột miệng hỏi. Biết mình lỡ miệng, cô gái áo đen cảm thấy ân hận vô cùng, sao lại có thể hỏi một sát thủ nổi tiếng như kiếm khách câu hỏi như vậy cơ chứ? Có lẽ... Do thái độ gần gũi ôn hòa ban nãy của kiếm khách làm cho cô gái áo đen quên mất anh ta là một sát thủ cao cấp. Ánh mắt của kiếm khách rực cháy như muốn thiêu đốt cô gái áo đen này vậy, mặt anh ta không chút biểu cảm. Nó lầm lì khó hiểu hơn bao giờ hết. Thái độ kiếm khách làm cho cô gái áo đen kia cảm thấy kinh hãi. Bất giác bàn tay của cô khẽ đưa lên đùi mình, vì ở đó cô có cài một khẩu súng và một con dao. Tôi chưa hề nghĩ tới vấn đề này, kiếm khách ngại ngùng nói. Sư phụ của tôi là một sát thủ. Tôi học kiếm thuật của ông ấy dĩ nhiên cũng sẽ trở thành một sát thủ. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gác kiếm cả, và cũng chưa nghĩ ra được không làm sát thủ nữa thì tôi sẽ làm gì nữa. Cô gái áo đen kia khẽ thở phào một cái, thầm nghĩ, anh chàng này có những lúc cũng khá là dễ thương đấy chứ. Tần Lạc báo Giê-xu vào quán Starbucks mua cà phê và pizza. Sau đó ba người lại chui vào trong xe đánh chén. Cửa xe và cửa sổ xe đều đóng rất kín. Điều hòa mở hết cỡ. Do vậy mà không lo sợ người ngoài nhìn vào trong này. Tần Lạc ngồi chờ Mễ Tử An, nhưng không biết có hai nhân vật đang ngồi chờ hắn nhảy vào miệng cọp như đang há miệng chờ sung vậy. Trong tiếng thét gào vang dội của đám fan, cuối cùng Mễ Tử An cũng đã xuất hiện. Hôm nay nàng mặc một chiếc quần jean màu xanh bạc, chân đi đôi giày vải đen, một chiếc áo phông màu vàng đỏ, tai và cổ đều đeo trang sức của Petilo. Vì khách hàng chủ yếu của Petilo là những cặp tình nhân, mà những đối tượng khách hàng này lại là những người không giàu có nhưng lại thích theo đuổi lãng mạn và một ước định cả đời ở bên nhau. Chính vì vậy mà đồ trang sức đeo trên người của Mễ Tử An cũng không thuộc vào hãng đắt tiền, mà nó chỉ là có hình dạng thời thượng, tinh xảo mà thôi. Sự xuất hiện của Mễ Tử An làm cho mọi người nơi đây bỗng chốc trở nên cuồng nhiệt. Các fan bây giờ giống như một thùng nước sôi vậy, lửa càng to thì hơi nước bốc lên càng dữ dội.
trông thấy Mễ Tử An tạo ra hiện tượng cuồng nhiệt như vậy, ban tổ chức vô cùng hài lòng. Sau khi các ông giám đốc của thị trường Trung Quốc vừa mới dứt lời xong thì micro lập tức được chuyển sang ngay cho Mễ Tử An. Mễ Tử An trông đám fan cuồng nhiệt bên dưới cũng vô cùng xúc động liền cười nói, trời nóng thế này mà các bạn cũng đến đây chung vui với tôi. Các bạn vất vả quá. Không vất vả, đám fan bên dưới gào lên đáp lại. Tôi vốn lúc đầu cũng muốn xuất hiện sớm hơn một chút để gặp mặt các bạn, để các bạn về nghỉ ngơi cho sớm. Mễ Tử An nói tiếp, nhưng ban tổ chức không đồng ý, do vậy mà tôi đành phải có mặt đúng giờ đã định ở đây. Những người trong ban tổ chức nghe Mễ Tử An nói vậy thì chỉ biết mếu giờ khóc giờ. Nhưng Mễ Tử An cũng cố gắng vớt phát lại thể diện cho ban tổ chức nói, dĩ nhiên, chúng ta cũng không thể trách ban tổ chức được, bởi vì tất cả các hoạt động đều đã quy định sẵn thời gian rồi. Vì vậy mà không thể làm việc một cách vô tổ chức được, phải không các bạn? Mễ Tử An vừa dứt lời thì pháo tay vang lên rầm trời, mấy người trong ban tổ chức nghe xong cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Hạng mục tiếp theo trong buổi lễ ngày hôm nay là Mễ Tử An biểu diễn ca khúc. Điệu nhạc nhanh mạnh cùng với điệu nhảy rực lửa. Rất đúng với tên của bài hát, tất cả mọi người có mặt nơi đây đều bị bài hát này đưa lên đến cao trào. Dưới sự yêu cầu của các fan, Mễ Tử An lại tiếp tục hát lại mấy ca khúc thành danh của mình như Và Dấu Bé, Động Tác Nhanh, Dấu Lớn. Xong đâu đấy rồi Mễ Tử An mới kết thúc buổi biểu diễn của mình lui vào hậu trường. An An, các fan vẫn còn đứng chờ chị để ký tên kìa. Chị có cần ra ký cho mấy người lấy lệ không? Người trợ lý lên tiếng hỏi. Muốn ký thì phải ký hết, còn không muốn ký thì thôi. Tại sao lại phải đối phó như vậy? Tôi chỉ là thấy người đông quá, nhưng lại không thể ký hết được. Trời thì nóng thế này, người trợ lý nói. Vậy chị đi lấy hết mấy cuốn sách dùng ký tên vào đây. Sau đó gửi nó về khách sạn, tối tôi sẽ ký cho họ, Mễ Tử An nói. Tối quay về ký, An An, chị định đi đâu nữa? Người trợ lý lo lắng hỏi. Tôi có hẹn với bạn. Bây giờ sao, An An, bây giờ đang là ban ngày, ý tôi là bạn của chị tại sao? Không hẹn nhau vào buổi tối có thể che giấu được mình, hơn nữa. Buổi tối làm những chuyện kia không phải sẽ có mùi vị hơn sao? Những người trẻ tuổi này sao mà hấp tấp vội vàng thế nhỉ? Chúng tôi là bạn bè, chẳng việc gì phải giấu giếm như thế. Tại sao cứ phải chờ đến tối mới gặp mặt nhau? Nhưng, tối nay chúng ta vẫn còn một buổi tiệc sâm panh nữa. Chị đi thay tôi đi. An An, có cần đưa vệ sĩ đi cùng không? Không cần đâu. Mễ Tử An cầm lấy túi sách của mình. Sau đó rút từ trong đó ra một chiếc kính đen to bản đeo lên. Rồi nàng bím tóc lại rồi đội mũ lên. Xong đâu đấy liền đi ra từ cửa sau. Đi ra cổng của tòa lầu, Mễ Tử An bất giác dừng chân lại. Nàng đưa tay áo lên mũi ngửi ngửi xác định xem người mình có mùi lạ không, sau đó mới yên tâm chạy xuống cầu thang. Mễ Tử An đã trông thấy một chiếc xe đổ ngay trước cửa Starbucks, cũng nhìn ra được biển số xe của Tần Lạc. Nàng mừng húm vội vã chạy tới trước chiếc xe. Nhưng, sự ngụy trang của nàng không thể che đậy được tai mắt của các fan cuồng. Mễ Tử An ở kia kìa, đuổi theo mau, một cô gái chỉ vào Mễ Tử An hét toáng lên. Mễ Tử An, An An, mau đuổi theo đi, đừng đứng được đó làm gì. Tần Lạc trợn tròn mắt lên chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này, hắn cố gắng nuốt miếng pizza vào trong bụng nói với đại đầu, mau lái xe đi. Nhưng đại đầu chần chừ do dự, người mà bọn họ chờ đang chạy về phía này. Thế mà Tần Lạc lại bảo cậu ta lái xe đi là sao? Lái đi nhanh lên, Tần Lạc gầm lên. Đại đầu nghe vậy bất đắc dĩ nhấn chân ga rồi xe chạy đi. Từ gương chiếu hậu, Mễ Tử An đã bị đám fan cuồng bu lấy chung quanh. Chương 736, truy bắt cổ vương. Khi chiếc xe quẹo vào một góc đường, tấp vào một nơi an toàn rồi thì Tần Lạc mới thở phào nhẹ nhõm. Không có ai đuổi theo chứ? Tần Lạc lúi húi bên dưới cửa kính xe rồi ngó ra ngoài hỏi. Đại đầu im lặng không nói. Cậu ta có thể tiếp nhận tất cả mệnh lệnh của Tần Lạc, bất kể nó có hợp lý hay không. Giê-xu lúc này lại có ý kiến nói, lẽ nào chúng ta lại bỏ rơi người bạn của anh như vậy hay sao? Tần Lạc nghe vậy vô cùng kinh ngạc nhìn Giê-xu nói, sát thủ cũng đồng cảm với người khác hay sao? Tôi không phải là sát thủ, tôi bây giờ là một con tin của Chúa Giê-xu mà thôi. Một vị mục sư chân chính, Giê-xu phản đối nói, tôi thấy hành động này của chúng ta không được lịch thiệp cho lắm. Tôi cũng đồng ý với anh, Tần Lạc gật đầu nói, anh có sáng kiến nào hay hơn không? Giê-xu ngẫm nghĩ một lát rồi nói, tôi chưa nghĩ ra. Nhưng đây là vấn đề của anh mà.
Tần Lạc nghe vậy thở dài nói, rất rõ ràng là có người cố ý dụ chúng ta đến đây. Chúng ta bỏ chạy như vậy cùng lắm là danh tiếng của tôi bị hao tổn một chút, bị các anh chửi vài câu là không lịch thiệp, còn cô ấy thì bị đám fan cuồng vây lại đòi ký tên thế thôi. Nhưng, chúng ta nếu như không bỏ chạp thì chúng ta sẽ bị các fan cuồng vây cho không chạy đi đâu được. Đến lúc đó tin đồn sẽ đăng ầm trên báo, muốn giải thích cũng khó. Ánh mắt của Tần Lạc lúc này nhìn ra ngoài đám người đông như kiến cỏ kia. Cứ như hắn đang suy tính điều gì vậy, tôi bây giờ sợ cảnh ám sát tại trường học tái diễn lại lần nữa lắm. Tần Lạc không phải sợ bị ám sát, mà là hắn không muốn ai khác bị thương vì hắn. Bây giờ làm thế nào đây? Giê-xu cười hỏi. Đại đầu, cậu ra kia xem sao? Xem bọn họ có ra bảo hộ Mễ Tử An hay không? Tần Lạc nói, nếu như có người rồi thì chúng ta không cần quay lại. Còn không có người, thì cậu đứng canh chừng ở đó để phòng bất trắc. Tần Lạc lo lắng có người sẽ bắt cóc Mễ Tử An để uy hiếp hắn. Vì thế nên mới phái đại đầu ra đó canh giữ. Giê-xu nghe xong mà cảm thấy vô cùng bất công nói, tại sao không bảo tôi đi hả? Bảo vệ chị em phụ nữ vốn là sở trường của tôi mà. Anh ở lại đây báo hộ cho tôi đi. Tần Lạc nói, đại đầu đi ra đó thì tung tích của tôi sẽ không làm lộ mục tiêu của chúng ta. Nhưng nếu anh đi rồi thì chắc chắn sẽ bại lộ hết. Bọn họ làm loạn lên như vậy là muốn ép hắn xuất hiện, nếu như là đại đầu xuất hiện ở một góc khuất nào đó canh chừng cho Mễ Tử An thì sẽ an toàn. Còn nếu như Giê-xu đi thì vô cùng nguy hiểm, Tần Lạc thật sự không yên tâm về Giê-xu cho lắm. Hắn chỉ sợ tên hám gái này lại chủ động chạy tới bên cạnh Mễ Tử An tình nguyện làm vệ sĩ cho nàng, như vậy bọn sát thủ sẽ nhận ra hắn. Và tung tích của hắn vì thế mà cũng bị bại lộ theo. Thật không công bằng, Giê-xu nói. Đại đầu không thèm để ý tới Giê-xu, cậu ta không nói không rằng mở cửa xe rồi chạy ra ngoài, rất nhanh cậu ta đã mất hút vào trong đám đông. Chạy rồi ư? Sao lại bỏ chạy như vậy? Hắn ta có còn là đàn ông nữa không hả? Hắn ta không có lấy phong cách của một người đàn ông chút nào cả. Hồng Phu Cổ Vương tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nàng đã chuẩn bị bắt được Tần Lạc xong sẽ hành hạ hắn một trận lên bờ xuống ruộng. Làm cho hắn bị hàng trăm loại côn trùng rắn rết cắn xé cho đau đớn tột cùng tới chết. Tần Lạc đã bỏ chạy rồi thì nàng ở đây còn ý nghĩa gì nữa, còn tại sao nàng không bắt cóc Mễ Tử An uy hiếp Tần Lạc thì là vì thân phận của nàng là cổ vương của Miêu Cương. Đường đường một cổ vương danh tiếng lẫy lừng mà lại phải dở trò bắt cóc đê hèn để ép đối thủ hay sao? Mễ Tử An bây giờ là trung tâm của đám fan cuồng ở đây, tất cả mọi người đều vây lấy nàng, Hồng Phu chính là người gây ra vụ này. Nàng cũng là người hét lên câu, Mễ Tử An ở đây. Mọi người mau đuổi theo. Chính vì vậy mà nàng là người chạy tới chỗ Mễ Tử An đầu tiên. Nhưng bây giờ nàng muốn chui ra khỏi đám người không ngừng ùn ùn kéo tới này là một việc vô cùng khó khăn. Nàng vốn đã rất tức giận rồi bây giờ lại bị ép chặt cứng ở đây lại càng tức giận hơn nữa. Hồng Phu khẽ vỗ vỗ vào vai một người đàn ông lực lưỡng mỉm cười nói, này bạn, bạn nhìn xem cái này là gì thế? Người đàn ông kia cúi đầu xuống nhìn, thì thấy đây là một cô gái ăn mặc độc đáo, nét mặt vô cùng dễ thương nhìn mình cười. Người đàn ông nạp như bị vẻ đẹp của nàng hút hồn lại vậy, hắn đang định từ bỏ Mễ Tử An để có thời gian làm quen với cô gái dễ thương này, thì bất giác liếc mắt trông thấy trong tay nàng lúc này là một con rắn lục màu xanh ngọc. Trong lúc hắn đang nghĩ là mình bị hoa mắt, thì con rắn kia đã mở cái miệng xấu xí rồi lè cái lưỡi ra như muốn liếm lấy mặt hắn vậy. Á án! Người đàn ông lực lưỡng này há hốc mồm, hai mắt trợn ngược lên gào thét, sau đó hắn bán sống bán chết chui bằng được ra bên ngoài rồi bỏ chạy. Vì hắn là một người cao to lực lưỡng, lại đang trong lúc hốt hoảng nên không ai có thể ngăn cản hắn lại được cả. Người đàn ông cao lớn này cứ thế dẫn từng lớp người rẽ sang hai bên chạy thẳng ra bên ngoài. Mục đích của Hồng Phu cũng đã đạt được, nàng lập tức chạy theo sau lưng gã đàn ông cao lớn này ra bên ngoài. Người ngoài đứng nhìn thì thấy một người đàn ông đang chạy bán sống bán chết, sau lưng gã là một cô gái nhỏ bé xinh xắn ăn mặc theo lối dân tộc đang chạy đuổi theo sau. Thì lập tức nghĩ ngay rằng gã đàn ông cao lớn này đang bị cô gái kia đuổi đòi cưới, vì thế mà ai cùng nhìn gã mà ngưỡng mộ. Đột nhiên một người đứng gần đó há hốc mồm kinh hãi kêu lên, ối, rắn rắn. Hồng Phu vừa mới chạy ra khỏi đám người kia, chưa kịp làm gì thì bỗng nhiên tóc gáy dựng ngược lên, nàng cảm giác có nguy hiểm đang ép tới gần. Nói thì chậm, nhưng thực chất hành động rất nhanh, Hồng Phu lui người lại một bước, thì lại lọt luôn vào trong đám người đông đúc kia, hai người đàn ông giả vờ là fan của Mễ Tử An chộp trượt Hồng Phu. Hai người đàn ông này trông rất giống nhau,
cùng đưa mắt nhìn nhau vô cùng kinh ngạc. Sau đó hai người một trái một phải xông vào trong đám người kia quyết bắt bằng được Hồng Phu. Thân hình của cả hai vô cùng nhanh nhẹn, luồn lách khéo léo như một con rắn, hai người không ngừng lách bên nọ luồn bên kia như chỗ không người vậy. Nhưng Hồng Phu cũng không vừa, thân hình nàng như một con bướm lúc nhảy bên này, lúc bay bên kia, cũng liên tục lấy tay gạt đám phen cuồng này ra làm bia đỡ đạn cho mình để hạn chế bước chạy của hai người đàn ông kia. Chẳng mấy chốc Hồng Phu dường như cùng đã thoát khỏi sự truy đuổi của hai người kia. Trong đám người đông đúc này có ba cao thủ đang luồn lách ở trong làm cho đám người này bị chen lấn xô đẩy, có người chỉ trực ngã xuống. Một bên trong đám đông này dường như bị một sức mạnh vô hình nào đó không ngừng dẫn họ tiến tới. Ở đầu bên kia mọi người vừa sợ bị ngã vừa muốn tiếp xúc gần Mễ Tử An, thế là cùng xô người lên. Thế là tất cả mọi người nơi đây đều dùng sức chèn ép nhau, nhưng như thế vô hình chung lại hình thành một sự cân bằng trong chốc lát. Nếu như chỉ một lực tác động nho nhỏ tác động lên một bên nào đó thì có thể sẽ dẫn tới thảm họa dẫm đạp lên nhau mà chết. Lão đại, lên đi, người đàn ông chạy bên trái hét lên. Ok, người đàn ông bên phải đáp lại. Sau đó hô lên một tiếng rồi nhảy lên cao hơn một mét, người đứng cạnh đó chưa kịp có phản ứng gì thì hai tay của người này đã dang rộng ra, chân dẫm lên vai người đàn ông còn lại. Đứng ở trên cao thì nhìn được càng rộng, trèo được càng cao, thì nhảy được càng xa. Người đàn ông này rất nhanh đã trông thấy Hồng Phu trong đám đông, liền ngay lập tức hét vang một tiếng, rồi nhún xuống, bắn thẳng người về phía Hồng Phu như một viên đạn. Còn người đàn ông ở dưới kia cũng đồng thời phát lực, nhảy theo đà của người kia. Ha! Toàn bộ thân thể của người này dang hết ra, hai tay mở rộng hết cỡ theo thế đại bàng tung cánh, giống như một con chim ưng đang vồ mồi vậy. Hai tay của người này hướng về phía trước. Móng tay cong lại như những cái vuốt sắc nhọn của diều hâu chộp lấy thân hình của Hồng Phu. Hồng Phu thấy vậy cả kinh, nàng không ngờ hai người đàn ông này trong đám đông như vậy mà cũng thực hiện được động tác khó như thế. Nếu như không phải là người hợp tác lâu năm nhau, cùng với tố chất cơ thể hơn người thì e rằng muốn hoàn thành động tác này là vô cùng khó. Hồng Phu lắc người một cái, một sợi roi đã xuất hiện trên tay của nàng. Tay nàng khẽ phất lên, ngọn roi cuốn luôn vào người một thiếu nữ thấp bé ở phía trước. Nàng giật tay lại, kéo thiếu nữ kia hất văng lên không trung. Á thiếu nữ kia kêu lên thất thanh, nàng chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Thì còn một chuyện khủng khiếp hơn nữa diễn ra. Hự. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiếng kêu của thiếu nữ kia chưa kịp dứt thì cô đã đập cả thân hình vào một bộ ngực săn chắc. Khỉ, một thành viên trong Long Tức đang bay trên không lập tức ôm lấy cô gái rơi xuống đất. Hắn định đuổi theo Hồng Phu nhưng khi ngẩng đầu lên thì không phát hiện ra mục tiêu đâu nữa. Hồng Phu lúc này đã lẩn ra ở đầu khác trong đám người này. Tuy khoảng cách chưa đầy 50 mét, chỉ cần hơn 2 phút chạy là tới. Nhưng độ nguy hiểm của nó ra sao thì chỉ có người trong cuộc mới biết được. Hồng Phu quay đầu lại nhìn thì thấy mấp người đuổi theo nàng lúc nạp đã bị mắc kẹt trong đám đông bất giác nở một nụ cười đắc ý. Đang trong lúc nàng định bỏ đi thì một lưỡi dao sáng quắc đã kê lên ngực nàng. Đây là một bộ phận vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng rất kín đáo. Người ngoài rất khó để ý thấy. Người cầm dao là một cô gái mặc một bộ đồ màu đen. Hai mắt lạnh lùng sắc bén, trông vô cùng xinh đẹp. Nét mặt nàng lạnh lùng như lưỡi dao trong tay nàng vậy. Lưỡi dao này sắc nhọn, lạnh lẽo như lưỡi hái tử thần làm người nhìn vào không khỏi ớn lạnh xương sống. Thôi đừng cố chạy nữa, giọng cô gái kia lạnh lùng nói. Cô là ai, sao lại tới bắt tôi? Đến tận bây giờ, Hồng Phu vẫn ra vẻ vô tội. Dường như không hề cảm thấy sợ hãi là gì cả. Không biết là nàng có cách chạy trốn, hay là không sợ bị bắt nữa. Giúp một người bạn. Ai vậy? Tần Lạc, Ly nói, nàng đang đợi khỉ và chuột đi tới, rồi định sau đó mới đưa cô gái ma mãnh này lên xe rời khỏi đây. Ồ, hóa ra là hắn hả? Tôi cũng đang tìm hắn. Hồng Phu cười hi hi nói, thật không ngờ hắn lẩn nhanh như con trạch. Đằng sau lại có nhiều cao thủ giúp hắn như vậy. Đưa cô ta đi, Ly không muốn nhiều lời, quay sang khỉ và chuột nói. Hai người kia hiểu ý, liền một trái một phải cắp vào tay Hồng Phu, hai người giống như một người anh đến đón em gái mình, cứ thế dẫn nàng lên một chiếc xe chờ sẵn ở một góc đường. Chương 737, thủ đoạn của cổ vương. Cô ta là ai vậy? Cô gái mặc áo đen ngồi trong chiếc xe Audi nhìn về phía Hồng Phu đang bị mấy người của Ly áp giải đi hỏi. Không biết, kiếm khách lắc đầu nói, nhưng xem ra mục tiêu của cô ấy cũng giống với chúng ta.
Ý của anh là mục tiêu của cô ấy cũng là Tần Lạc ư? Nếu như mục tiêu của cô ấy mà là cô nàng minh tinh màn bạc kia, thì e rằng cô ả ngôi sao kia đã không có cơ hội thoát thân rồi, và sự xuất hiện của mấy vị cao thủ kia cũng thành thừa thãi mà thôi. Kiếm khách phân tích tình hình nói. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Cô gái áo đen hỏi. Không phải làm gì cả. Kiếm khách thở dài nói, hắn vừa thấy tình hình không ổn đã lẩn nhanh như con trạch rồi, chúng ta không có cơ hội để ra tay. Xem ra lần thất bại trước đã dạy cho hắn rơ một bài học bổ ích. Đều tại tôi cả, cô gái áo đen mặc cảm nói, tại tôi mà sự việc mới trở nên khó khăn thế này. Chẳng qua hắn gặp may mà thôi, kiếm khách nói, nếu như không có học sinh đỡ cho hắn nhát dao kia, thì có lẽ cô cũng đã thành công rồi. Sự việc đã vậy rồi cứ đổ lỗi cho nhau xem ai đúng ai sai thì thật là vô vị. Chẳng có ý nghĩa gì cả. Chấp hành nhiệm vụ cùng với anh thật là một điều hạnh phúc. Cô gái áo đen cảm kích nói. Trên danh tiếng của một sát thủ khi nói ra những câu nói này đồng nghĩa với việc cô ta đã tỏ rõ lòng mình với kiếm khách. Thật sao, kiếm khách vờ như không hiểu câu nói của cô gái áo đen là gì, nếu đã như vậy thì chúng ta cùng nỗ lực cố gắng hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ này, sau đó quay về lãnh tiền thưởng. Vâng, cô gái áo đen gật đầu đáp, trong bụng có một cái gì đó hơi thất vọng. Sát thủ cũng là đàn bà con gái, mà đàn bà cũng phải có tình cảm. Bất luận cô gái áo đen có kìm nén hay biểu hiện có hàm xúc thì sự thật là cô đã có tình cảm với kiếm khách. Mễ Tử An lúc này chỉ muốn khóc lên thật to. Chuyện gì đang xảy ra thế này, rõ ràng mình đã ngụy trang kín lắm rồi mà sao vẫn có người nhận ra được. Tệ hại hơn nữa là trong lúc này nàng đang bị đám fan cuồng nhiệt bao vây, tất cả mọi người ở đây đều không hề thương tiếc đưa những cuốn sách trên tay mình ra nhờ nàng ký tên. Đối diện với hàng trăm hàng ngàn cánh tay không ngừng vươn tới chỗ mình đòi hỏi. Mễ Tử An giờ đây muốn rút điện thoại ra gọi cầu cứu cũng không được nữa. Điều làm nàng căm hận hơn cả là Tản Lạc đã bỏ chạy. Hắn rõ ràng đã trông thấy nàng đang chạy về chiếc xe của hắn, vậy mà hắn không dừng xe lại mà rồ ga phóng thẳng đi chỗ khác mất dạng. Tần Lạc sao lại có thể đối xử với nàng như vậy? Mễ Tử An cảm thấy ấm ức, tủi thân vô cùng. Cảm giác của nàng bấp giờ giống như trông thấy bạn trai của mình đang ngồi trong vòng tay của một người đẹp khác vậy. Nàng vốn vừa mới nhảy múa ca hát xong nên mồ hôi trên người vẫn còn đọng trên áo. Giờ lại bị ánh nắng mặt trời chiếu rọi thẳng vào là cho lớp mồ hôi càng thêm nhơn nhớt dinh dính như một lớp màng mỏng bao bọc khắp cơ thể. Mễ Tử An bỗng nhiên cảm thấy khó thở vô cùng. Nàng lần đầu tiên cảm thấy chờ mong mấy tên vệ sĩ lực lưỡng đáng ghét của mình nhanh chóng tới đây. Có bọn họ ở đấp thì họ sẽ trở thành một bức tường thành kiên cố che chở cho nàng, khiến nàng dễ thở hơn. Hơn nữa, nàng không được phép thét gào ở đấp, vì nàng vẫn phải duy trì phong độ vốn có của một minh tinh. Nàng vẫn phải mỉm cười tỏ ra thân thiện không ngừng tiếp lấy những cuốn sách và bút để ký tên cho fan. Nàng trả lời từng câu hỏi của fan mà không biết là mình đang nói những gì. Tai của nàng ù ù đau nhức và khó chịu khôn tả. Phù, Mễ Tử An khẽ thở dài nặng nề thầm nghĩ, mình sắp bị cảm nắng tới nơi rồi. Không biết nàng chịu đựng trong bao lâu. Càng không biết bên cạnh nàng vừa mới xảy ra chuyện gì, thân hình của nàng vốn nhỏ bé, giờ đây lại bị tầng tầng lớp lớp dãy người vây lấy xung quanh, thậm chí nàng còn không trông thấp có hai người đàn ông cao lớn vừa mới bay lượn ở đây để tóm một cô gái dân tộc nữa. Mãi cho tới lúc nàng nghe thấy có tiếng người thét gào, nàng mới cảm nhận được vòng vây xung quanh nàng được nới lỏng ra một chút. Tránh ra, tránh ra, một người gào lên, nghe thấp giọng nói quen thuộc này. Nước mắt của Mễ Tử An như trực trào ra đến nơi. Vệ sĩ của nàng cuối cùng cũng tới nơi. Xin tránh ra một chút. An An, chị không sao chứ? Người trợ lý dưới sự bảo hộ của đám vệ sĩ cao lớn chạy tới bên Mễ Tử An, trông nàng mồ hôi nhễ nhại thì thương xót vô cùng. Tôi không sao, Mễ Tử An cười đáp lại. Không sao là tốt rồi. Người trợ lý kia cảm thấy yên tâm, rồi quay sang vệ sĩ nói, đưa An An về đi. Sau đó lại quay sang đám fan cuồng nói, các bạn, xin các bạn cho An An quay về nghỉ ngơi đi, cô ấy vừa biểu diễn xong, thể lực tiêu hao cũng nhiều, nếu như không để cho cô ấy uống nước, cô ấy sẽ bị cảm nắng mà ốm mất. Người trợ lý vừa mới dứt lời thì đám fan cuồng cũng cảm thấy mình có lỗi, do vậy mà đám người tự tách sang một bên nhường đường cho Mễ Tử An đi. Mễ Tử An vừa đi vừa nhìn sang hai bên cảm kích mỉm cười với bọn họ. Dưới sự bảo hộ của đám vệ sĩ nàng cuối cùng cũng thoát khỏi nơi đây. Mễ Tử An hôm nay đúng là đã hao phí rất nhiều sức lực. Trông thấy Mễ Tử An đã thoát được nguy hiểm,
thì bóng một người đàn ông đứng trong góc tường mới rời đi. Trông thấy đại đầu quay lại xe, Tần Lạc vội nhướn người lên hỏi, sao rồi? Cô ấy không bị làm sao chứ? Không sao rồi, anh cứ yên tâm, vệ sĩ đã đưa cô ấy về rồi. Đại đầu nói, tốt rồi, Tần Lạc lúc này mới cảm thấy an tâm, tôi gọi điện cho cô ấy giải thích một chút. Tần Lạc nghĩ, bây giờ gọi cho nàng thì thể nào cũng bị ăn chửi cho mà xem. Tính tình của nàng thì mình còn lạ gì nữa. Tôi trông thấy Ly, đại đầu đột nhiên nói. Ly, Tần Lạc kinh hãi nói, cô ấy đâu? Cô ấy cùng với khỉ và chuột đi bắt người. Đại đầu nói, chính là cô gái thả rắn độc ám sát chúng ta. Là cô ta sao? Cô ta cũng xuất hiện ư? Tần Lạc lo lắng hỏi. Đúng vậy, cô ta trà trộn vào trong đám phen, nhưng đã bị Ly tóm gọn rồi. Đại đầu nói, tôi cứ tưởng là anh và Ly đã lên kế hoạch từ trước nên không nhúng tay vào. Tôi chẳng biết gì cả. Tần Lạc nói, tôi chỉ nhờ hòa thượng điều tra tài liệu về cô gái này thôi. Không ngờ bọn họ lại trực tiếp động thủ. Ly và mấy người nữa giờ đang ở đâu? Tôi muốn đi xem sao. Đã rời khỏi đấp rồi. Đại đầu nói. Ly không đánh cô ta ngất đi đấp chứ. Tần Lạc vẫn chưa yên tâm cho lắm hỏi. Cô ta bị áp giải lên xe rồi, vẫn còn trong trạng thái tỉnh táo, đại đầu nói. Nguy rồi, Tần Lạc vội rút di động ra gọi cho Ly. Tần Lạc đâu, tôi đã bị các người bắt rồi, sao anh ta vẫn chưa xuất hiện? Hồng Phu nhìn Ly nói, thầm nghĩ trông cô gái này ngầu như vậy, nhưng lại rất xinh, lẽ nào lại là một nhân tình nữa của Tần Lạc. Anh ấy không rành, Ly lạnh lùng nói, sau đó, cô đi ra mở cửa xe ra ý bảo khỉ và chuột còng hai tay Hồng Phu lại. Lị đã tận mắt chứng kiến khả năng chạy trốn của Hồng Phu, do vậy nàng không muốn cô gái này trên đường đi dở trò gì ra. Nên biết rằng, nếu như không gặp may thì kể cả cơm bưng đến miệng rồi vẫn còn bị rớt nữa. Nếu anh ấy không xuất hiện, thì tôi không đi theo mấp người đâu. Hồng Phu nói. Cô không có sự lựa chọn nào khác. Lị liếc mắt nhìn Hồng Phu một cái rồi nói, còng tay cô ta vào. Cạch, cạch, tiếng khóa tay vang lên. Sau đó hai tay và hai chân của Hồng Phu đã bị chiếc còng quân dụng còng chặt cứng. Tôi đã nói rồi, tôi không đi cùng các người đâu, Hồng Phu cười nói. Cô không có cơ hội để thoát thân đâu. Chuột cười hề hề, lộ ra một hàm răng sắc lẹm, nếu như cô không nghe lời tôi sẽ bẻ cổ cô. Hắn ta và đại ca khỉ đều là những thành viên chính thức của Long Tức. Cho dù Hồng Phu có lợi hại tới mấy, giờ hai tay hai chân lại bị còng như vậy cũng không thể nào là đối thủ của hai anh em. Lẽ nào cô ta nghĩ mình là Long Vương chắc? Không tin thì thôi, Hồng Phu tức khí nói rồi quay đầu sang hướng khác không để ý tới hai tên này nữa. Ly đích thân lái xe, còn khỉ và chuột thì ngồi kẹp Hồng Phu vào giữa, giống như áp giải tù nhân nguy hiểm vậy, bọn họ không dám lơ là một giây phút nào. Khi xe lái tới khu công nghiệp qua đại lộ Huyền Vũ, chỉ cần một đường vòng nữa là ra khỏi ngoại thành đến con đường độc đạo dẫn tới viện điều dưỡng của Long Tức. Chiếc cầu treo Yến Kinh nổi tiếng khắp cả nước, từng vòng nối đan xen nhau cứ như là một mẻ cung vậy. Nếu như không phải tài xế quen thuộc đường xá nơi đây e là xe cứ chạy vòng vòng cũng không ra được đường mới. Cũng may mà cảm giác phương hướng của Ly rất tốt, nàng lại là một bộ đội đặc chủng nên những chuyện vặt thế này không thể làm khó nàng được, nàng lái xe trên con đường mê cung này cứ như lái nó trên đường quốc lộ. Cứ thế băng băng tiến tới. Tôi đã nói rồi, Tần Lạc không tới. Tôi không theo các người về đâu, giọng Hồng Phu cất lên. Ly cao mày lại nói, nhét rẻ vào mồm cô ta cho tôi. Cái này không cần phiền các người đâu, tự tôi làm được, Hồng Phu cười nói. Khỉ, Ly hét lên. Không có ai đáp lại. Ly khẽ chột dạ hét, chuột. Không cần phải hét nữa đâu, cả hai đều ngủ hết rồi. Hồng Phu đắc ý nói, cô cứ tưởng là hai cái còng vớ vẩn này là còng được tôi sao? Trong khi nói Hồng Phu còn cố ý giơ hai tay mình lên cho Ly nhìn, chiếc còng trên tay của nàng đã được tháo ra. Còn khỉ và chuột ngồi bên cạnh thì nằm ngủ như chết tự bao giờ. Đến cả Ly cũng cảm thấy kỳ lạ. Không biết Hồng Phu làm cách nào mà khi tay bị còng như vập vẫn còn làm cho hai thành viên Long Tức ngủ say như chết. Tốc độ của xe bỗng đẩy lên nhanh chóng, Ly chuẩn bị lái xe qua cầu xong rồi sẽ tóm cổ Hồng Phu. Hồng Phu rõ ràng là hiểu được ý đồ nạp của Ly. Nàng cười nói, cô bây giờ rất muốn dừng xe lại đúng không? Tiếc là xe của cô chỉ cần dừng lại thôi thì các xe ở phía sau sẽ đâm vào đít xe ngay. Đây là đường cao tốc, cô tốt nhất là đừng có làm liều. Hồng Phu nhìn mặt Ly đanh lại, thì nàng lại mỉm cười lộ ra hai má lúm đồng tiền trông hết sức dễ thương.
Trong tay nàng bỗng xuất hiện một con rắn màu xanh lục, sau đó nàng đưa con rắn đang le lưỡi kia dí vào mũi của chuột cười nói, hơn nữa, bây giờ cô phải nghe lời tôi. Tôi bảo cô làm thế nào cô phải làm thế đó. Đừng có chống cự, vô ích thôi. Lý Tức đến độ phát điên lên. Nàng không ngờ miếng mồi ngon này bưng tới tận miệng rồi còn bị rớt xuống đất. Cô gái nào ốt cuộc là quái vật phương nào vậy? Chương 738, thuận tay hái quả. Đưa tôi đi gặp Tần Lạc. Hồng Phu Thấp Ly không có ý phản kháng liền đưa ra điều kiện của mình, hoặc là dẫn hắn tới đây gặp tôi. Tôi không thích bị ai uy hiếp cả. Ly lạnh lùng nói. Như tôi đã nói, cô không có sự lựa chọn nào khác. Hồng Phu nhoẻn miệng cười nói, cô muốn tôi tặng cho bạn cô một ký hiệu trên cổ hay sao? Bọn họ là lính, cũng không sợ bị người khác uy hiếp. Ly nheo mắt lại, chân khẽ nhấn ga, tốc độ xe càng lúc càng nhanh nhưng lại khó làm cho người trong xe nhận ra được điều đó. Thật là cảm phục tinh thần hy sinh cao cả của các người. Hồng Phu nhếch môi nói, nhưng tôi vẫn chuẩn bị quà lưu niệm cho bọn họ. Trong lúc nói thì con rắn lục trong tay Hồng Phu đã được đặt xuống trước lỗ mũi của chuột. Nàng khẽ chu môi lên huýt gió một tiếng, con rắn kia lập tức chui luôn vào lỗ mũi của chuột luôn nó coi lỗ mũi của chuột như hang rắn vậy. Hành động này của cô là tấn công ác ý vào quân đội quốc gia nhân dân. Cô có biết hậu quả việc mình vừa làm là gì không? Ly nói với giọng đe dọa. Tôi chỉ biết là, nếu như cô không làm theo ý yêu cầu của tôi, thì anh ta sẽ bị con rắn hút máu của tôi hút sạch tinh huyết trong người. Hồng Phu nói, cô không phải vì một người vớ vẩn mà giữ bí mật đúng không? Gọi Tần Lạc tới đây, hoặc là đưa tôi đi gặp hắn. Bên cạnh anh ấy có rất nhiều cao thủ bảo hộ. Cô tiếp cận anh ta cũng chưa chắc đã làm gì được anh ấy. Ly chủ động tiết lộ tình hình cho Hồng Phu biết. Tôi dĩ nhiên là biết rồi. Hồng Phu cười nói, trông nàng dễ thương đến tột độ, giúp tôi tìm được anh ta là chuyện của cô. Còn tôi làm gì với anh ta là việc của tôi. Ly không nói thêm câu nào nữa, chỉ im lặng lái xe, dường như nàng đang suy nghĩ điều gì đó. Trong lúc hai người nói chuyện thì xe đã ra đến đường vành đai thành phố đi lên con đường dẫn tới viện điều dưỡng của Long Tức. Cô muốn đi đâu hả? Hồng Phu tức giận nói, cô không quan tâm tới sự sống chết của đồng đội hay sao? Cô muốn bọn họ phải chết à? Dĩ nhiên là quan tâm rồi, Ly nói, chính vì thế. Vừa mới dứt lời thì Ly đã đánh mạnh vô lăng, chiếc xe liền tông thẳng vào lan can bên vệ đường, sau đó đâm thẳng xuống dưới cái ao gần đó. Chiếc xe cắm thẳng xuống ao, ầm lên một tiếng, sau đó nước văng tung tóe khắp nơi. Vì chiếc xe này xông tới với tốc độ rất lớn, nên mực nước bắn lên cao tới hơn 1 mét, đến tận khi Ly mở cửa xe ngoi lên khỏi mặt nước thì nước vẫn rơi lộp bộp trên đầu. Cách đó không xa có một bóng người màu đỏ khẽ vung roi cuốn vào chiếc xe vừa đi qua trên đường, chỉ 1-2 động tác là bóng người đó đã leo lên đỉnh xe. Hồng Phu ngồi trên nóc xe nhìn Ly, nét mặt nở một nụ cười tươi tắn. Nhưng lại khiến cho người khác nhìn mà cảm thấy lạnh sống lưng. Hồng Phu sau khi phát hiện ra ý đồ của Ly liền đạp cửa xe nhảy ra ngoài, có lẽ nàng biết tấn công trong cự ly gần không phải đối thủ của Ly. Do vậy mà nàng lựa chọn chạy trốn. Đánh không được thì chạy, đây là phong cách điển hình của một sát thủ. Cho đến khi chiếc xe kia chạy mất hút rồi thì Ly mới chu môi lại huýt sáo. Dưới ao vang lên mấy tiếng lọc bọc, sau đó là hai cái đầu của khỉ và chuột cùng nhô lên. Phù chiếc xe tiếc thật đấy. Chuột cố hít một hơi thật sâu, nhìn vào chiếc xe đang chìm dần xuống nói. Lợi hại thật đấy, khỉ chỉ vào hướng chạy của Hồng Phu tấm tắc khen ngợi, cô ấy nên gia nhập Long Tức. Ly nghe vậy liền quắc mắt lên lườm hai người một cái. Sau đó rút di động từ trong người ra, sau khi lau đi vết nước trên đó, nàng liền bấm số gọi, đến lượt vai diễn của các người rồi đấy. Cô ấy đúng là nhét con rắn vào mũi tôi rồi phải không? Chuột không ngừng day day cái mũi mình như là muốn bóp chết con rắn kia vậy. Hắn cố gắng cảm nhận một lúc, nhưng vẫn cảm thấy thân thể không có gì khác lạ cả. Đúng vậy, Ly nói. Rắn hút máu. Chuyên hút tinh huyết người. Có lẽ vậy. Làm thế nào để lấy nó ra? Không biết. Chuột nghe vậy vội nói, bây giờ phải làm sao đây? Nghĩ tới có người ra lệnh cho rắn vào chui vào trong người mình làm trò thì đến cả một người từng trải nơi chiến trường như chuột cũng cảm thấy khó chịu. Cứ nuôi nó trước đã, Ly nói. Tần Lạc và Đại Đầu cùng với Giê-xu ba người khi đuổi tới nơi. Thì trông thấy chuột, khỉ và Ly đang ướt như chuột lột đứng ở bên đường. Nét mặt của Ly và khỉ vô cùng trầm trọng,
đang đứng trước một chiếc máy nghiên cứu những đường sáng đỏ chạy loằng ngoằng trên đó. Còn nét mặt của chuột thì còn khó chịu hơn nữa, cứ uệ oẹ như những bà chửa muốn nôn mửa vậy. Cô ta đâu? Tần Lạc hỏi, trông thấy ba người với bộ dạng thế này hắn cũng đã đoán biết được chuyện gì vừa xảy ra. Điều mà hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Ở đây, Ly chỉ vào những chấm đỏ ngoằn nghèo trên màn hình trên chiếc máy quân dụng của quân đội trong tay khỉ nói. Mấy người đã theo dõi cô ta từ lâu rồi sao? Tần Lạc kinh ngạc nói. Cô ấy chỉ là một quân cờ mà thôi. Cần phải tìm ra người đứng sau cô ấy là ai, mục đích là gì? Ly nói. Không sai, đây là một trò chơi. Diễn viên chính, Ly, Hồng Phu. Vai phụ, chuột, khỉ và những chấm đỏ đang đuổi theo Hồng Phu là Hòa Thượng và Tiểu Lý Thám Hoa. Chân chạy vặt, Lon Ton, Tần Lạc, Đại Đầu. Giê-xu và cả Minh Tinh màn bạc Mễ Tử An nữa. Đạo diễn, quân sư. Kịch bản đại khái sẽ là thế này, Tần Lạc liên tiếp bị một cô gái người Mường ám sát. Hắn không còn cách nào khác phải tìm tới Hòa Thượng nhờ giúp đỡ. Hòa Thượng không thẹn là một thiên tài trong truy lùng, trong một thời gian tìm kiếm, ông ta cuối cùng cũng nắm được hành tung của Hồng Phu, sau đó đem chuyện này nói cho quân sư và Ly. Quân sư vừa mới được Tần Lạc cứu giúp, vốn đang định trả ơn cho hắn, bây giờ lại nhận được tình báo liền ngay lập tức sắp xếp bảy binh bố trận để tóm gọn Hồng Phu. Bọn họ biết rằng đang phải đối đầu với một nhân vật vô cùng nguy hiểm, nên đã chuẩn bị rất cặn kẽ. Khỉ và chuột đều dùng còng quân đội còng chân tay của Hồng Phu, nhưng lại bị nàng dùng mùi hương vô hình vô vị trên cơ thể làm cho bất tỉnh. Đó là một loại hương liệu vô cùng quý hiếm, tiếp cận hương liệu này nếu không chú ý thì không bao giờ phát hiện ra sự tồn tại của nó. Hồng Phu là cao thủ dùng độc, toàn thân đều là thuốc độc, chính vì thế mà nàng đã có khả năng để kháng với loại hương liệu này rồi. Nếu như là người bình thường khác chắc chắn sẽ mê man bất tỉnh ngay. Nhưng cả khỉ và chuột đều không phải là những nhân vật tầm thường, bọn họ vốn là thợ săn trên núi, từ nhỏ đã được ông của mình cho ngâm mình vào các loại thuốc để tăng sức mạnh cho gân cốt, hai người còn uống rượu rắn rết côn trùng lâu năm, để có sức đề kháng với các độc tố của rắn rết gây nên. Do vậy mà tố chất cơ thể của cả hai đều hơn người bình thường rất nhiều, và khả năng đề kháng với độc tố cũng rất cao. Bọn họ đúng là bị mùi hương của Hồng Phu làm cho mê man bất tỉnh, nhưng không đến nỗi nặng lắm, mà chỉ là hơi chóng mặt buồn ngủ mà thôi. Do vậy cả hai đều giả vờ ngủ để đánh lừa Hồng Phu. Tại đây chúng ta phải đặc biệt khen thưởng diễn viên phụ chuột đã diễn một vai diễn vô cùng xuất sắc. Khả năng diễn xuất cao siêu cùng với tinh thần chuyên nghiệp của hắn đã làm cho buổi trình diễn hôm nay hoàn thành tốt đẹp. Nếu như đổi vai diễn này cho các diễn viên khác, thì e rằng khi Hồng Phu nhét con rắn lục kia vào mũi bọn họ, thì bọn họ chắc đã hét toáng lên rồi. Đây là một con rắn thật, lại rất độc, lại còn nhét thật vào mũi, do vậy chắc chẳng có diễn viên nào có thể diễn đạt được như chuột cả. Chuột đã gánh vác trọng trách nặng nề này để hoàn thành vai diễn của mình một cách thành công rực rỡ, cho dù sau khi bị nhét rắn vào mũi thì hắn đã nôn đến xanh cả mặt, nhưng cũng tuyệt đối từ chối người đóng thay thế hắn diễn cảnh nãy trong thời gian vỏn vẹn vài phút đồng hồ, nhưng nó đối với chuột lại dài như một thế kỷ. Chuột đã không có bất kỳ một hành động quá khích nào. Thậm chí đến cả lông mày cũng không cau lại, tim vẫn đập nhẹ nhàng bình thường như mọi khi hắn ta đã thành công lừa được Hồng Phu, đặt nền móng vững chắc cho thắng lợi sau này. Tất cả đều theo đúng như những gì quân sư đã tính trước, dĩ nhiên việc Hồng Phu nhét rắn vào mũi của chuột là một việc nằm ngoài dự kiến. Mấy người sao không nói cho tôi biết? Tần Lạc cười nói, tôi bị các người bỏ lơ hết cả rồi. Nói cho anh biết để làm gì? Ly hỏi vặn lại. Tôi có thể giúp mọi người chứ sao? Tần Lạc nói, tôi không giúp được ai, nhưng Đại Đầu và Giê-xu đều có thể hỗ trợ. Anh không biết cái gì là một sự giúp đỡ to lớn nhất dành cho chúng tôi. Ly không hề nể nang gì nói, hơn nữa, tôi đã diễn xong phần mình cần diễn rồi. Vậy vai diễn của tôi chẳng qua chỉ là chân chạy Lon Ton thôi sao? Tần Lạc cười khổ nói, chúng ta bây giờ phải làm thế nào? Hòa Thượng và Thám Hoa đang theo dõi cô ta. Chỉ cần phát hiện ra nơi lẩn trốn của cô ta là chúng tôi sẽ cho người tới bắt ngay. Ly nói. Tần Lạc nhìn vào chiếc máy trên tay khỉ hỏi, mấy người gắn thiết bị dò tìm lên trên người cô ta sao? Khi áp giải cô ấy lên xe, chúng tôi đã cài lên áo của cô ấy rồi. Khỉ đáp. Lợi hại thật đấy, Tần Lạc cười nói, chờ chút nữa chúng ta cùng tới đó bắt người. Tôi cùng muốn biết là ai năm lần bảy lượt muốn hãm hại tôi như vậy. Qua 20 phút sau. Điểm đỏ trên chiếc máy dừng lại. Di động của Ly vang lên. Giọng của Hòa Thượng Dương Dương tự đắc nói, phát hiện ra địa bàn của cô ta rồi.
có cần tôi và thám hoa vào trong bắt cô ta trước không? Không cần đâu, đưa địa chỉ đây cho tôi, chúng tôi sẽ tới đó ngay. Ly nói, đừng bứt dây động dừng là được. Chiếc xe của quân sư coi như đã hỏng hết rồi, cho dù không hỏi thì mấy người này cũng không đủ sức kéo nó lên khói ao. Cũng may mà đại đầu lái chiếc Chevrolet tới đây. Do vậy mọi người liền chui hết vào trong này. Chuột lúc này cầm lấy tay Tần Lạc cầu cứu nói, anh ơi! Anh có thể lấy con rắn ra giúp tôi được không? Tôi phải nuôi nó trong này bao lâu nữa? Chương 739, chắp thêm cánh cũng khó mà thoát nổi. Rắn là thiên địch của chuột, dĩ nhiên chuột cũng là con mồi của rắn. Chuột đúng là rất lo âu, một chàng trai cao to lực lưỡng vốn phải được chiến đấu trên chiến trường một cách vinh quang, nhưng bây giờ lại bị một con rắn trời ơi đất hỡi ở đâu cắn chết thì xuống dưới suối vàng hắn cũng chẳng còn mặt mũi đâu mà gặp ông bà ông vải của hắn nữa. Chuột nghĩ, cho dù hắn có chết trong lòng người đẹp cũng được mang tiếng làm quỷ phong lưu, còn hơn chết vì một con rắn chui vào mũi một cách lãng xẹt thế này. Hắn không biết Tần Lạc có lôi được con rắn trong mũi hắn ra không, nhưng hắn biết Tần Lạc là một bác sĩ tài giỏi, có lẽ Tần Lạc sẽ có cách giúp hắn lấy được con rắn ra ngoài. Tần Lạc cũng không muốn chuột bị con rắn bỏ loằng ngoằng trong cơ thể, hơn nữa chuột cũng vì hắn nên mới hy sinh một cách anh dũng như vậy. Chính vì điều này nên Tần Lạc càng cảm thấy áy náy và cảm động hơn, hắn hạ quyết tâm phải chữa trị cho chuột bằng mọi cách. Tần Lạc mỉm cười an ủi nói, anh cũng không nên lo lắng quá. Chúng ta từ từ sẽ nghĩ cách giải quyết, tôi cũng lần đầu tiên gặp chuyện này. Ngày trước tôi chữa trị cho rất nhiều người rồi, nhưng cũng chưa gặp trường hợp lạ kỳ thế này bao giờ cả. Anh cũng không có cách gì giúp tôi sao? Chuột thất vọng nói. Cũng không phải là không có, chỉ là tôi chưa thử qua bao giờ thôi. Không biết cách này có được hay không? Tần Lạc nói, cô ta nói con rắn này hút máu để sinh tồn. Vậy có nghĩa là con rắn này khi bỏ vào trong người anh thì nó còn sống, chưa thể chết ngay được. Chúng ta chỉ cần ép con rắn này bò ra ngoài là được. Nhảm nhí, ai mà chả biết con rắn nó còn sống cơ chứ? Ly bĩu môi nói, vì trong xe lúc này không đủ chỗ ngồi, do vậy nàng ngồi ngay sát bên Tần Lạc. Nửa chiếc mông của nàng còn ghé lên đùi của hắn một chút, điều này làm cho nàng cảm thấy bực bội khó ở. Tần Lạc nghe vậy cũng chỉ mỉm cười thôi chứ không phản bác lại câu nào. Hắn quá hiểu cách ăn nói của Lị rồi, tuy ngoài miệng nàng nói chua ngoa như vậy. Nhưng thực chất bên trong lại không thế. Ly là điển hình của người khẩu xà tâm Phật. Lần này cũng vậy, tuy ngoài mặt nàng luôn tỏ ra không hề quan tâm tới Tần Lạc, nhưng lại âm thầm giúp hắn đi bắt hồng phu đấy thôi. Rắn chết và rắn sống thì có gì khác biệt với nhau cơ chứ? Nếu như con rắn đó chết rồi, thì chỉ cần nghĩ cách làm cho người bệnh nôn mửa, hoặc đại tiện là có thể đưa nó ra ngoài thôi. Còn nếu con rắn còn sống, hơn nữa lại là một con rắn bị người khác khống chế, thì phải nghĩ cách ép hoặc dẫn dụ nó chui ra ngoài càng sớm càng tốt. Dẫn dụ nó kiểu gì? Ép nó ra ngoài bằng cách nào? Chuột sốt ruột hỏi, hắn không muốn con rắn kia luồn đi luồn lại trong người hắn thêm một phút nào nữa. Thế thì phải xem rắn thích gì và sợ cái gì mới được. Tần Lạc nói, các anh ở trên núi, chắc cũng hiểu về tập tính của rắn chứ. Đúng không? Khi lúc này lên tiếng nói, rắn sợ nhất là thời tiết xấu. Nếu như gặp phải thời tiết xấu thì rắn sẽ bỏ ra khỏi hang chạy trốn lung tung. Rắn cũng có thiên địch ví dụ như chim ưng, nhím, hồ ly, dĩ nhiên có cả con người nữa. Rắn sợ nhất những thứ có mùi nồng cay, đặc biệt là các loại thuốc hóa chất, ví dụ như cồn, khói thuốc, lưu huỳnh. Rắn sợ lửa, cũng sợ khói, rắn sợ nhất là chồn, đây là một loại sát thủ chuyên giết rắn. Rắn chỉ cần gặp chồn là chạy, chồn chỉ cần đái một bãi là rắn đã kinh hồn bạt vía rồi. Ông của tôi ngày trước đi săn trong hang rắn thường dẫn theo người hai con chồn, rắn gặp phải đều sợ không dám tiến lại gần. Tần Lạc nghe vậy gật gật đầu nói, đúng là chuyên gia. Nhưng điều kiện bây giờ của chúng ta vô cùng có hạn, không có lưu huỳnh, cũng không có thuốc hóa học. Đến cả kiếm một chút khói thuốc trong thời điểm này cũng là rất khó, chuột lại lo lắng như vậy. Tôi không còn cách nào khác là phải thử cách này rồi. Cách gì vậy? Chuột hỏi. Ngân châm thủ hóa. Dùng ngân châm để lấy lửa, Tần Lạc nói. Ngân châm thủ hòa, chuột khó hiểu nói, ngân châm sao có thể lấy lửa được? Không phải người ta thường nói dùng mộc lấy lửa sao? Được chứ sao không, Tần Lạc nói, nhưng anh phải chịu được đau đớn mới được. Tần Lạc chuẩn bị dùng hỏa châm kết hợp với thiêu sơn hóa châm vào huyệt đan điền của chuột, làm cho khí huyết trong người chuột tăng lên nhanh chóng, làm cho toàn bộ cơ thể của hắn như là đang bị lửa thiêu đốt vậy. Tần Lạc lần trước đã thử chiêu này trên người của quân sư rồi,
hiệu quả rất tốt. Chính vì vậy lần này hắn lại một lần nữa thử nghiệm trên người của chuột xem có thể ép rắn chui ra bên ngoài được không. Dĩ nhiên, hắn làm vậy là vô cùng mạo hiểm. Nếu như con rắn kia chịu được lửa thì cho dù hắn có thiêu có đốt thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không bao giờ chui ra, thế là bao công sức của hắn sẽ đổ sông đổ bể hết. Còn một khả năng nữa là, con rắn này nằm bên trong cơ thể của chuột, nó bị thiêu đốt nóng như vậy sẽ bò khắp nội tạng của chuột mà cắn xé, điều này sẽ làm cho chuột bị nội thương, đây là một việc mà Tần Lạc cần phải tránh. Đau lắm phải không? Chuột hỏi. Rất đau, Tần Lạc gật đầu nói, hơn nữa lại vô cùng nguy hiểm. Nếu như rắn không chui ra ngoài, thì hành động này của chúng ta sẽ làm cho nó trở nên hung ác. Nó ở trong cơ thể của anh mà chui rúc lung tung cắn xé bậy bạ thì vô cùng nguy hiểm. Hay là chờ cho chúng ta bắt được cô ả kia rồi bảo cô ta bắt con rắn ra cho cậu ấy được không? Khi nói với giọng lo lắng, hắn sợ con rắn này bị thiêu đốt trở nên hung dữ, như vậy nó lại đục cho em trai hắn mấy cái lỗ trên người thì ai chịu trách nhiệm đây? Tôi cũng nghĩ như vậy, Tần Lạc nói. Đến lúc không còn cách nào khác rồi, thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp này. Không nên mạo hiểm quá. Được, nghe theo lời anh vậy. Chuột nghe Tần Lạc nói vậy cũng sợ ngộ nhớ con rắn kia nổi điên lên thật, thì cái mạng còn con này của hắn cũng tiêu tùng theo mất. Nói xong, chuột bất giác lại đưa tay sờ sờ lên mũi tìm xem con rắn rốt cuộc chui đi đâu rồi. Sao không có bất kỳ động tĩnh nào cả thế nhỉ? Nhưng nghĩ tới kích thước của con rắn, chuột lại thấy có phần yên tâm. Kể cả nó hút máu để sinh sống đi chăng nữa, thì trong một chốc một lát cũng không thể nào hút hết máu trên người hắn được, ít ra trong lúc này máu trong người hắn vẫn đủ để nuôi con rắn chết tiệt kia. Nghĩ tới đây, chuột bỗng nhiên cảm thấy căm hận Hồng Phu vô cùng, nếu như chộp được cô ả này. Nhất định hắn sẽ không buông tha cô ả một cách dễ dàng như vậy. Xe vừa dừng ở dưới chân núi thì liền trông thấy Hòa Thượng và Tiểu Lý Thám Hoa. Người đâu? Ly nhảy từ trên đùi Tần Lạc xuống xe. Tiến tới chỗ hai người kia lên tiếng hỏi. Vào trong kia rồi, Hòa Thượng mỉm cười nói, cô ta giờ này chắc đang nằm nghỉ, hoặc là đã thay xong quần áo rồi. Anh ta chỉ vào chiếc máy giống như của Ly ban nãy. Sau đó chỉ vào chấm đỏ màu hồng trên đó nói, cô ta có 20 phút chưa hề động đậy gì rồi. Cô ta ở phòng nào? Ly nhìn vào ngôi biệt thự trên núi hỏi. Cách ăn mặc của cô gái quá đỗi khác người, nếu như sống trong khách sạn sẽ làm người khác chú ý tới. Nhưng không ngờ người thuê cô ta lại có thể cung cấp cho cô ấy một căn biệt thự như thế này. Phòng số 6, Hòa Thượng chỉ tay về một tòa lầu nhỏ nói, cô bảo chúng tôi không được bứt dây động rừng, do vậy mà chúng tôi vẫn chưa hề tiếp cận nó. Có phát hiện người nào vào trong này nữa không? Ly hỏi. Không, Hòa Thượng lắc lắc đầu nói, chúng tôi đợi ở ngoài cổng không thấy có ai ra vào cả. Tiếp sau đó Hòa Thượng lại đắc ý nói với Tần Lạc. Cậu chắc là không thể ngờ được căn nhà này là của ai đúng không? Ai thế? Tần Lạc hỏi. Tần Tung Hoành. Tần Tung Hoành, Tần Lạc phẫn nộ nói, lại là hắn ta. Mỗi lần có chuyện gì y như rằng là có mặt hắn. Nếu như hắn nói là hắn không có liên quan gì tới chuyện này thì chỉ có quỷ mới tin nổi. Chúng ta lần này chứng cứ đầy đủ rồi xem lần này hắn sẽ ăn nói thế nào. Hòa Thượng cười ha hả nói, lần này bắt hắn vào rồi không cần phải thả ra nữa. Động thủ thôi, Ly nói xong liền ra tay luôn, con dao sáng quắc đã ở trong tay nàng rồi. Đối với nàng mà nói thì con dao này còn lợi hại hơn cả súng đạn. Đây chính là khả năng trời phú của nàng, mà tiền đề của nó chính là sở thích của nàng nữa. Chúng ta cũng vào trong đó giúp một tay, Tần Lạc quay sang Đại Đầu và Giê-xu nói. Hắn lại quay sang Tiểu Lý Thám Hoa nói, ở đây anh là người lớn tuổi nhất, kinh nghiệm cũng dồi dào, anh sắp xếp lực lượng đi. Tiểu Lý Thám Hoa vốn là nhân vật chủ chốt thứ hai trong Long Tức, khi quân sư không có ở đây, thì anh ta sẽ phụ mọi chuyện tại Long Tức. Chính vì vậy khi nghe Tần Lạc nói thế anh ta cũng không từ chối. Anh ta quay sang Ly nói, chuột và khỉ thủ ở cổng sau. Còn Ly ở bên trái, Đại Đầu và Giê-xu ở bên phải, tôi sẽ đem theo Tần Lạc xông vào từ cổng Chí Nhòa Thượng ngồi đây chỉ huy. Đồng thời sẽ cung cấp tin tức con mồi cho chúng ta biết. Người trong Long Tức đều có thói quen gọi đối tượng cần ám sát là con mồi, do vậy mà bọn họ cũng đã lỡ miệng nói ra như vậy trước mặt hai người bên ngoài Long Tức là Tần Lạc và Giê-xu. Tiểu Lý Thám Hoa, Ly, Chuột, Khỉ, Đại Đầu. Giê-xu, Tần Lạc, Hòa Thượng. Toàn bộ cao thủ đã xuất hiện ở đây chỉ để đi bắt một cô gái, điều này có thể cho thấy cô gái này nguy hiểm chừng nào. Nên biết rằng, Long Tức phái người đi làm nhiệm vụ thường là hai người một tổ.
ngoại trừ những nhiệm vụ khó khăn lắm thì mới có thêm người vào trợ giúp. Tiểu Lý Thám Hoa phất tay lên nói, xuất phát. Vút. Tiếng nói vừa dứt thì những người bên cạnh Tần Lạc đã chạy mất dạng, mấy người này một khi đã vào trong trạng thái chiến đấu thì tốc độ trở nên vô cùng khủng khiếp. Chúng ta cũng đi thôi. Tiểu Lý Thám Hoa cúi người xuống nhặt mấy cục đá dưới đất. Sau đó phóng người xông vào thẳng cổng chính của tòa biệt thự kia. Tần Lạc sớm đã nghe nói khả năng sát thương từ xa của Tiểu Lý Thám Hoa rồi, hắn cũng đã tận mắt chứng kiến anh ta dùng đá ném nổ con chim gắn bom trên người của Dê Sơ Xuyên, lạ trên đời không gì là không có, khi trước còn là thù địch với nhau. Vậy mà bây giờ đã trở thành chiến hữu, cùng sát cánh bên nhau tác chiến. Mọi chuyện tiến triển vô cùng thuận lợi, khi Tiểu Lý Thám Hoa phóng người vào trong mở chiếc cung điện tử ra. Thì cô Vương đang ngồi uống sữa xem tivi trong phòng khách cũng đã phát hiện ra điều gì khác thường, nàng lập tức chạy thẳng lên trên lầu. Khi nàng chạy hết từ phải sang trái, rồi lại ra cửa sau đều phát hiện ra có người canh giữ hết cả rồi, liền biết mình đã bị người ta bao vây, trong tình hình này thì nàng biết nàng có được chắp thêm cánh cũng khó lòng chạy thoát nổi. Thế nên, Hồng Phu quyết định không bỏ chạy nữa mà ngang nhiên đi ra từ cổng chính. Vì Tần Lạc là người đột nhập vào trong này từ cổng chính. Chương 740, sự khủng khiếp của Loli. Hồng Phu sau khi về đến phòng liền cởi chiếc áo dân tộc Miêu của mình ra, sau đó nàng liền thay một chiếc váy mỏng màu hồng vào. Từ khía cạnh tâm lý học mà nói, thì những người con gái nào yêu màu hồng thì đều có thiên hướng trẻ thơ. Thân hình đầy đặn khêu gợi, cùng với nước da trắng như trứng gà bóc, mái tóc đen dài, một đôi mắt to tròn, từ ngoại hình mà nói thì Hồng Phu là một cô gái vô cùng xinh xắn dễ thương. Rất dễ trở thành đối tượng bị hãm hiếp của bất kỳ một ông chủ nào có máu dê trong người. Nhưng nếu như bạn biết rằng Hồng Phu chính là cổ vương của người Miêu, một người chơi với các loài độc vật từ nhỏ thì e rằng bạn sẽ không nuốt nổi cơm nữa. Hồng Phu lúc này không hề làm cho người khác có cảm giác rằng nàng sắp bị bắt. Mà ngược lại còn tỏ ra mình là một người chủ rộng lượng, nói với những người bên ngoài, mọi người vào trong này ngồi chơi một chút, đừng ngại. Không có trà uống. Mà chỉ có sữa chua thôi, mấy người có muốn uống không? Tôi không thích uống trà, chỉ thích uống sữa chua thôi. Nói xong, trong tay của Hồng Phu lúc này đã xuất hiện một bịch sữa chua, trên mép của nàng vẫn còn một vệt trăng trắng của sữa còn đọng lại. Một cô gái dễ thương như vậy, sao có thể làm cho người khác căm ghét được cơ chứ? Đến cả người bị Hồng Phu nhét cả con rắn vào mũi như chuột, trông thấy bộ dạng của nàng lúc này cũng không còn căm hận nàng như trước nữa. Khi trước đứng bao vây bên ngoài, chuột chỉ muốn băm vằm Hồng Phu ra làm trăm mảnh, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy chùn tay. Không nỡ lòng nào sát hại một cô gái dễ thương như thế này. Không cần đâu, Tần Lạc nói, hắn không ngồi lên ghế, cũng không dám uống sữa cho. Đây là một nhân vật nguy hiểm nhất mà Tần Lạc đã gặp từ trước đến nay. Người khác nguy hiểm thế nào? Bạn có thể trông thấy mà phòng ngừa, ví dụ như đệ nhất sát thủ Giê-xu, là một người huấn luyện thú cao thủ. Nhưng bạn chỉ cần cẩn thận chú ý các loại động vật xuất hiện xung quanh bạn, là bạn có thể đề phòng được rồi. Khả năng bắn súng của đại đầu là không thể chê vào đâu được, động tác rút súng của cậu ta rất nhanh, dường như mỗi một phát đạn là có thể cho một người về chầu Diêm Vương luôn rồi. Nhưng, Hồng Phu lại khác, cô ả có thể âm thầm hại chết người khác mà không gây nên bất kỳ tiếng động nào. Sau khi vào trong phòng này, khi giống như một con chó săn đưa mũi lên ngửi khắp nơi. Còn Tiểu Lý Thám Hoa thì đứng ở bên ngoài không vào trong, anh ta sợ tất cả mọi người trong ni đều bị đánh thuốc mê rồi mê man bất tỉnh hết cả thì nguy to. Mấy người không ngồi, cũng không uống sữa, vậy thì tôi cũng chẳng việc gì phải khách khí làm gì nữa. Hồng Phu nói xong liền ngồi phịch luôn xuống ghế sofa, đặt chân lên bàn, ngẩng mặt lên nhìn mấy người ở đây nói, mấy người cuối cùng cũng đã bắt được tôi rồi đấy. Cô không sợ sao? Tần Lạc bị hành động và thái độ của Hồng Phu làm cho phì cười nói. Cô đến tận bây giờ dường như vẫn chưa nhận thức ra được mình đã bị bắt rồi hay sao? Mấy người sẽ không giết tôi đâu, Hồng Phu kiêu ngạo nói, và cũng không thể giết nổi tôi. Tại sao chúng tôi lại không giết cô? Tại sao cô nói chúng tôi không giết nổi cô? Tần Lạc tò mò hỏi. Anh nên biết thân phận của tôi là ai? Tôi là cổ vương của người Miêu, là thần của bọn họ. Nếu như tôi chết trong tay các người, thì tất cả các thầy mo cùng với tất cả mọi người trong dân tộc Miêu sẽ đứng lên chống lại các người. Câu dù các người có thể tự bảo vệ bản thân mình được, nhưng bọn họ sẽ luôn gây phiền phức cho các người, đến lúc đó các người cũng khó mà chịu nổi. Hồng Phu Dương Dương tự đắc nói. Cô đang uy hiếp chúng tôi sao? Không phải, Hồng Phu lắc đầu nói, tôi chỉ muốn nói tình Hiri cho các người biết thôi.
Nếu như các người không tin thì cứ việc đi điều tra, các người có thể theo dõi tung tích của tôi như vậy, thì điều tra về tôi cũng chẳng có gì khó khăn cả. Hơn nữa, tội của tôi không đáng chết. Hồng Phu chỉ vào chuột nói, nếu như tôi là các người, thì tôi đầu tiên sẽ tìm cách dẫn dụ con rắn trong người anh ta ra ngoài. Đây là một loại rắn đã được tôi luyện qua lửa. Một khi nó gặp nguy hiểm sẽ lập tức chui qua tim mạch, phá vỡ nó mà chui ra ngoài. Anh ta bây giờ vẫn còn sống, chứng tỏ là các người vẫn chưa làm chuyện gì ngu ngốc. Tần Lạc nghe xong mà mồ hôi vã ra như tắm, thầm nghĩ may mà mình từ chối lời cầu xin của chuột, nếu như mình mà ra tay thì e rằng sẽ mang tội giết chuột mất. Nếu như vậy thì mình còn mặt mũi nào đứng trước mặt Long Vương, Đại Đầu, Ly, Quân Sư và những người khác trong Long Tức nữa. Cho dù bọn họ không thể trách mình, nhưng mình cũng tự thấy mình có tội. Cô chắc chắn là có cách đúng không? Tần Lạc cười nói thật nhé. Tôi không sợ mấy thầy mo cùng với mấy trăm nghìn người miêu chút nào cô chết rồi. Chúng tôi sẽ tung tin đồn người giết cô là một đối thủ của tôi. Người này vì muốn vu khống cho tôi nên mới làm như vậy. Người miêu của cô sẽ tin chuyện này thôi, nhưng tôi lại càng quan tâm tới sự an nguy của bạn tôi hơn. Nếu như cô có những biểu hiện chân thành, thì chúng tôi sẽ có đền đáp xứng đáng cho cô. Hồng Phu nhìn vào Tần Lạc lạnh lùng nói, chả trách mà sư phụ của tôi không cho tôi tới thành phố. Người trong thành phố thật là bỉ ổi và đê tiện. Những người đang đứng trước mặt cô đây hầu hết đều là những người chân thành, chất phác lắm rồi đấy. Tần Lạc cố giải thích nói. Anh cũng chẳng là cái thá gì cả, toàn dùng những lời ong bướm đi dụ khị con gái nhà người ta. Hồng Phu dường như nhớ ra chuyện gì đó, đột nhiên lửa giận đùng đùng mắng nhiệt Tần Lạc. Tôi có nhiều thói hư tật xấu như cô nói vậy sao? Tần Lạc mặt dày nói. Anh còn không chịu nhận sao? Hồng Phu nhảy dựng lên chỉ vào mặt Tần Lạc mắng nhiếc, người phụ nữ tóc vàng trong khách sạn Kỳ Bào. Cô gái tóc dài trong suối nước nóng ở Vân Điển, hai cô gái ngực bự trong thẩm mỹ viện Khuynh Thành, còn cả cô ca sĩ Mễ Tử An nữa. Ngón tay của cô ta chỉ hết một vòng, rồi sau đó chỉ vào người Ly nói, còn cả cô ấy nữa, anh hãm hại nhiều phụ nữ như vậy mà vẫn chưa đủ hay sao? Tần Lạc bị Hồng Phu nói cho chỉ biết há hốc mồm không biết nói sao. Tất cả những chuyện hắn XXX với mấy người kia Hồng Phu đều trông thấy hết, hắn muốn phản bác cũng không phản bác nổi. Hồng Phu tuy không biết tên những cô gái kia là gì, nhưng lại có thể mô tả hình dạng của họ ra, nào là tóc vàng, tóc dài, ngực bự. Ca sĩ. Những người được Hồng Phu chỉ đích danh kia càng làm tăng thêm độ tin cậy của lời nàng nói. Khỉ, chuột. Tiểu Lý Thám Hoa và những người khác đều đổ dồn lên Tần Lạc nhìn không chớp mắt. Ly nghe xong thì vô cùng tức giận nói, tôi với anh ta chẳng có liên quan gì với nhau cả. Phút, con dao phóng cắm ngập vào bịch sữa chua trên tay Hồng Phu, từng dòng sữa trắng đục chảy ra từ từ, cứ thế tràn ra hết lên váy và đùi của Hồng Phu. Hồng Phu lúc này rút con dao ra vứt vào trong thùng rác, rồi đưa tay lên liếm liếm, khinh khỉnh nhìn Ly nói, không nhận thì thôi. Ly tức đỏ mặt, như muốn chém Hồng Phu ra làm trăm mảnh. Tần Lạc thấy vậy vội nói, để cô ta cứu chuột trước đã. Lúc này chuột cũng dương hai con mắt đáng thương lên nhìn Ly cầu cứu, xin nàng đừng nóng vội. Nếu như một giao kết liễu đời của cô gái này, thì con rắn trong người hắn sẽ an cư lạc nghiệp mãi trong người hắn sao? Hừ, Ly hừ lên một tiếng lạnh lùng rồi thu con dao lại. Tần Lạc nhìn Hồng Phu nói, chúng ta không phải là bạn, cũng chẳng phải là người thân. Tôi sống như thế nào thì đó là chuyện của tôi, chẳng liên quan gì tới cô cả. Tôi vừa nãy nói rất rõ rồi, cô giúp tôi lấy hộ con rắn trong người bạn tôi ra trước, chúng tôi cũng sẽ đổi xử lại tốt với cô. Tôi không muốn ép buộc cô chút nào, cũng không muốn dùng hình. Nhưng trong trường hợp vạn bất đắc dĩ thì cũng không phải là không thể làm được chuyện này. Hồng Phu cũng không từ chối lời nói của Tần Lạc, chỉ quay sang chuột vẫy tay nói, lại đây. Chuột thấp thỏm lo âu tiến tới chỗ Hồng Phu. Cảnh giác nhìn nàng nói, cô định làm gì? Xuyệt, Hồng Phu chu môi lên huyết gió. Phút, một đường kẻ đen phóng ra từ lỗ mũi của chuột rồi nằm gọn trong bàn tay của Hồng Phu, đây chính là con rắn hút máu đã chui vào mũi của chuột khi trước. Không đau đớn, không ngứa ngáy, chuột thậm chí còn chẳng cảm giác thấy gì mà con rắn một giờ đồng hồ trước làm hắn mất ăn mất ngủ đã chui ra ngoài rồi. Đúng là người chuyên nghiệp có khác, Tần Lạc tấm tắc khen ngợi. Được rồi. Bây giờ chúng ta giải quyết vấn đề giữa hai chúng ta. Tần Lạc mỉm cười nói, tôi không thù không oán với cô, sao cô lại năm lần bảy lượt hãm hại tôi vậy? Anh giết bà của tôi. Hồng Phu nói. Bà của cô là ai? Là người nuôi tôi lớn lên. Cô phải nói bà ấy là ai? Tên bà ấy là gì?
Tần Lạc cũng phải bó tay trước cô gái này, lúc thì nguy hiểm đến đáng sợ, lúc thì ngây thơ ngốc nghếch một cách đáng vêu. Hồng Song, Hồng Phu nói, tên của tôi là do bà tôi đặt cho. Bà của cô làm gì? Thảo cổ bà. Tần Lạc lắc đầu nói, tôi có thể thể với cô rằng cả đời tôi chi một lần nhìn thấp xác của một thảo cô bà. Tôi còn chưa gặp bà tạ sao tôi có thể giết bà ta được. Anh dĩ nhiên là không nhận rồi. Hồng Phu cười lạnh nói. Tôi chẳng việc gì phải chối cả. Tần Lạc nói, ai nói với cô là tôi giết bà ta? Tôi không thể nói cho anh biết được. Lẽ nào cô lại tin lời một phía của người đó sao? Lẽ nào tôi lại tin vào anh, một tên sở khanh chuyên dùng lời lẽ ngon ngọt dụ khỉ con gái nhà người ta để chiếm đoạt thân thể của họ? Tần Lạc đúng là không biết nói thế nào. Cái tiếng sở khanh của hắn đúng là không đáng để người khác tin cậy. Anh không chối được rồi phải không? Ai đã nói với cô? Tần Lạc nói, cô nói cho tôi biết, tôi sẽ gọi người đó ra đây chúng ta cùng đối chất nhau. Nếu như tôi giết bà của cô thì người đó phải có bằng chứng chứng minh, còn nếu không phải tôi thì tôi vô tội. Không được, Hồng Phu nói, tôi không thể bán đứng người ta được. Đây không phải là bán đứng, mà là muốn có chân lý thì phải có minh chứng. Tất cả mọi người đều công nhận như vậy, tôi không hy vọng có người nào đó lừa cô. Tần Lạc cố gắng dẫn dụ nói, con danh này nói năng có vẻ ngốc ngốc, chắc là sẽ trúng kế thôi. Anh tưởng tôi là trẻ lên ba chắc, Hồng Phu cong môi lên vặc lại. Nụ cười trên môi Tần Lạc tắt hẳn, hắn quay sang Chuột nói, cô ta khi nãy nhét rắn vào mũi của anh, lẽ nào anh không muốn trả thù hay sao? Ý của Tần Lạc là Chuột lúc này có thể tiến hành bức cung được rồi. Tôi... Chuột cười vẻ mặt đau khổ hỏi lại, nói thật hắn không dám động đến cô gái này chút nào. Anh không muốn sao? Tần Lạc cười hỏi. Được rồi, Chuột đồng ý nói, hắn rút con dao bên hông mình ra, lột da, rút gân, đập xương bánh chè, hay đâm dao vào móng tay móng chân là món đòn hay được dùng nhất trong Long Tức. Tôi quên mất không nói cho anh một việc, Hồng Phu quay sang Chuột nói. Chuyện gì vậy? Chuột hỏi. Con rắn này là con rắn mẹ. Mỗi lần hút máu xong thì nó sẽ đẻ trứng. Gương mặt dễ thương xinh đẹp của Hồng Phu mỉm cười tươi như hoa nói, có lẽ nó đã đẻ trứng trong người anh rồi đấy. Chuột nghe xong mặt mày xanh mét, hắn cảm thấy buồn nôn vô cùng. Chương 741, chất vấn hỏi tội. Cô nói thật không? Tần Lạc tức nổ đom đóm mắt hỏi, hắn không ngờ Hồng Phu lại có thể giở trò ác độc ra như vậy. Nếu như Hồng Phu không nói cho hắn biết thì có lẽ hắn đã tưởng Chuột đã thoát khỏi cái con rắn chết tiệt kia rồi cơ. Tôi chỉ đùa thôi, Hồng Phu cười hi hi nói. Dùng hình đi, Tần Lạc lạnh lùng nói, là một người đàn ông lạnh lùng xương gió. Hắn không hề bị mỹ, sắc của Hồng Phu mê hoặc, hắn phải cảnh giác với sắc đẹp của cô gái này. Tất cả đối với hắn bây giờ đều là phù phiếm. Chuột cũng vô cùng tức giận, hắn cầm con dao lên nhằm vào Hồng Phu tiến tới. Anh tin vào lời nói của tôi không? Hồng Phu giả bộ ngây thơ lên tiếng hỏi. Chuột chỉ muốn khóc. Rốt cuộc là con rắn kia nó có đẻ trứng hay không đây? Có hay là không, Tần Lạc bị cô gái này làm cho tức tới hộc máu mồm, hắn chỉ muốn lột quần cô ả ra dùng roi tét nít cho bỏ ghét. Anh tin thì là có, còn anh không tin thì là không. Hồng Phu nói, anh dùng hình với tôi thì có, còn không dùng hình thì không có. Tần Lạc hiểu rằng đây là một sự uy hiếp. Một sự uy hiếp cao cấp. Nói thật lòng, bất luận có hay không thì Tần Lạc cũng không dám mạo hiểm. Bởi vì tính mạng này là của Chuột, chứ không phải là của hắn. Nếu như hắn giải quyết Hồng Phu rồi, thì những con rắn hút máu mới sinh ra trong người của Chuột sẽ giải quyết ra sao đây? Hắn nghĩ có thể dùng nhiệt độ cao để ép rắn chui ra ngoài, nhưng sau khi nghe Hồng Phu nói thì hắn thật sự không dám mạo hiểm với tính mạng của Chuột nữa. Tần Lạc hiểu rằng, bất kể lời của Hồng Phu nói là thật hay giả, hắn đều không đủ tự tin cũng như tư cách làm liều nữa. Ai dám lấy tính mạng ra làm trò đùa cơ chứ? Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân mình như bị rơi vào trong, bắt được tù binh rồi nhưng lại không làm gì được cô ta cả, lại còn bị cô ả uy hiếp nữa chứ yếu như có thể hắn chỉ hy vọng hắn chưa bao giờ quen biết cô gái này. Cô tưởng cô không nói là tôi không biết ai đứng sau lưng cô hay sao? Tần Lạc cười lạnh nói. Nói xong hắn liền rút di động ra, sau một hồi tìm kiếm hắn liền bấm một số để gọi. Sau hai hồi chuông, đầu dây bên kia có người nhấc máy. Trông thấy số máy này thật làm tôi vô cùng kinh ngạc. Giọng một người đàn ông điềm đạm vang lên ở đầu dây bên kia, nếu như phía trên không hiện lên tên của anh thì tôi cứ nghĩ là mắt mình bị hoa rồi cơ đấy.
Tôi không hy vọng là tôi đã làm phiền anh. Tần Lạc cười nói, chỉ là muốn hẹn anh ra ngoài nói chuyện một lúc, không biết anh có rảnh không. Nếu như là người khác thì tôi nghĩ tôi đã từ chối luôn rồi. Nhưng anh đã gọi tới tôi mới thế nào, nói thế nào cũng phải đi với anh một chuyến, ở đâu vậy? Ở tòa biệt thự số 6 tại Hương Sơn, Tần Lạc nói. Đầu dây bên kia trầm ngâm đôi lúc rồi nói, được, nửa giờ sau tôi sẽ tới gặp anh. Tôi chờ anh, Tần Lạc nói. Một điều kỳ lạ là ở đầu dây bên kia không có dấu hiệu dập máy ngay. Điện thoại cứ để không như vậy mấy giây sau, giọng người đàn ông bên đầu dây bên kia lại vang lên, nếu như anh gọi điện sớm cho tôi. Có lẽ chúng ta bây giờ đã là bạn của nhau. Bây giờ cũng chưa muộn mà, Tần Lạc cười nói, nhưng trong bụng hắn không ngừng suy nghĩ xem đằng sau câu nói này của đối phương có ẩn ý gì. Hắn hy vọng làm bạn với mình ư, hay là hắn cố tình nói câu này để chơi đòn gió với mình đây? Tần Lạc lắc lắc đầu, thầm nghĩ, nếu như văn nhân Mục Nguyệt có mặt ở đây thì có lẽ nàng sẽ đoán ra được ẩn ý câu nói này của hắn ta. Nhưng mình không hiểu hắn ta nói câu này rốt cuộc là có ý gì nữa. Ai cũng đều có cái phạm vi giao lưu, bạn bè riêng của mình. Người có tiền thì chơi với người có tiền, người thông minh thì chơi với người thông minh mà. Các người không định bắt tôi nữa hay sao? Hồng Phu cười hỏi. Chờ chút đi, Tần Lạc nói, chúng ta chờ một người bạn tới đây rồi nói chuyện. Tần Tung Hoành đúng là một người rất giữ chữ tín, đúng nửa giờ đồng hồ sau. Ly nhận được điện thoại của Hòa Thượng nói có một đoàn xe đang lái tới đây. 2-3 phút sau, đoàn xe này liền đi vào tòa biệt thự số 6. Tần Lạc thấy vậy liền đích thân ra mở cửa tiếp đón. Không chờ đám vệ sĩ mở cửa, Tần Tung Hoành đã tự dẫn cửa xuống xe. Điền Loa cũng bước xuống theo hắn kèm theo một nụ cười nham hiểm trên môi nhìn Tần Lạc gật đầu chào một cái. Làm phiền anh rồi, Tần Lạc cười nói. Không có gì, Tần Tung Hoành cười đáp lại, khuôn mặt điển trai cùng với nụ cười quyến rũ luôn hiện hữu trên gương mặt của hắn, một người đàn ông trông sáng lạng. Ngời ngời là vậy, ai mà nghĩ anh ta lại là một tên khốn cơ chứ. Nhưng, bất luận ngày trước văn nhân Mục Nguyệt bị trúng độc, hay là cổ vương đây thì đều có quan hệ mật thiết với hắn ta. Mặc dù văn nhân Mục Nguyệt chọn Tần Tung Hoành để đổi phó với Bạch Gia, nhưng Tần Lạc vẫn luôn nghĩ Tần Tung Hoành mới là hung thủ đứng sau lưng làm mọi chuyện. Hắn chỉ là một tên bác sĩ quen, không có nhiều lợi ích để người khác phải cạnh tranh, suy nghĩ. Tần Tung Hoành đưa mắt nhìn tứ phía rồi cười nói. Tôi không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Tần đại thiểu gia, anh nhất định rất quen thuộc với nơi này đúng không? Tần Lạc khích bác nói. Tần Tung Hoành dường như không để ý tới câu nói sách mé này của Tần Lạc, chỉ cười nói, đừng gọi tôi là đại thiếu gia đối với tôi chỉ là một thứ hữu danh vô thực mà thôi. Anh biết không, trong giới làm ăn bây giờ mọi người mới gọi anh là Tần đại thiếu gia đó, danh tiếng của anh sớm đã vượt qua tôi rồi. Tần đại thiếu gia, anh quá khách khí rồi. Tần Lạc cười đáp, hắn cũng nghe qua tin đồn này rồi, chỉ là bọn họ không gọi hắn là Tần đại thiếu gia, mà gọi hắn là Hương Soái, bởi vì cái tên này là do bản thân Tần Lạc tự đặt cho hắn. Dĩ nhiên, bọn họ gọi hắn bằng cái tên này là có ý đồ không tốt với hắn. Thậm chí còn có kẻ ác mồm ác miệng gán ghép hắn với văn nhân Chiếu, Hợp Thành, Song Kiệt hám gái, nói rằng văn nhân Mục Nguyệt thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lại có quan hệ mật thiết với hai tên hám gái. Nếu như nói những tin đồn thất thiệt hay những cái tên ngoại hiệu này không liên quan gì tới Tần Tung Hoành, thì có đánh chết Tần Lạc cũng không tin. Tôi không hề khách khí, Tần Tung Hoành nói, còn nhớ lần đầu tiên khi nghe tới tên của anh, tôi cứ nghĩ anh chỉ là một thầy giáo quèn mà thôi, nói thật lòng, khi đó tôi không coi một anh giáo quèn như anh lại là một đối trọng của tôi. Chính vì vậy mà thái độ của tôi có phần ngạo mạn với anh. Vậy mà chỉ trong một năm thôi, anh đã lập nên bao nhiêu kỳ tích ở cái đất Yến Kinh này, anh đúng là con ngựa ô của thành Yến Kinh này. Những chuyện ngày trước giờ tôi không muốn nhắc tới, tôi cũng chẳng quan tâm đến nó lắm. Tần Lạc mỉm cười nói, hắn càng lúc càng không thể nắm bắt nổi người đàn ông đối diện hắn đang nghĩ gì nữa, thôi, chúng ta nói vào việc chính nhé. Được thôi, Tần Tung Hoành không hề chần chừ nói, anh hẹn tôi tới đây là có việc gì vậy? Giới thiệu với anh một người bạn thôi, Tần Lạc nói, sau đó hắn liền đưa tay ra mời. Tần Tung Hoành cũng rất lịch sự đưa tay ra mời lại. Sau đó hai người cùng đi vào trong phòng khách của biệt thự. Tần Lạc chỉ vào Hồng Phu đang ngồi trên ghế sofa ôm bịch sữa chua tu ừng ực hỏi, anh có quen cô ta không? Rất dễ thương, Tần Tung Hoành nhìn Hồng Phu cúi đầu lịch lãm chào nói. Sau đó hắn lại quay sang Tần Lạc nói, nếu như không có Tần huynh đệ giới thiệu, thì tôi thật sự không có cơ hội quen biết một cô gái dễ thương như vậy.
Lẽ nào Tần Huy Ri đệ muốn làm bà mối cho tôi hay sao? Tần Lạc nhìn chằm chằm Tần Tung Hoành, rồi lại quay sang Hồng Phu nói, cô quen anh ta không? Không, Hồng Phu lắc đầu nói, nhưng anh ta đẹp trai hơn anh. Tôi không hỏi cậu vấn đề này. Nhưng tôi vẫn muốn nói thế đấy. Hồng Phu chỉ vào Tần Lạc nhoén miệng cười khanh khách. Tần Lạc lúc này chỉ muốn đập đầu vào tường cho bỏ tức, hắn quen biết Lâm Hoán Khê, Lệ Khuynh Thành, Tô Tử. Vu Ưng Cửu Cửu, Trần Tư Tuyển, Mễ Tử An Chi có mỗi con nhóc Hồng Phu này là làm hắn muốn phát điên lên thôi. Đúng là khắc tinh của mình, Tần Lạc thầm nghĩ. Cô thật sự là không quen anh ta chứ? Tần Lạc hỏi lại lần nữa. Không quen, Hồng Phu lắc đầu nói, nhưng tôi rất vui khi được làm quen với một anh chàng đẹp trai thế nạp. Anh ta đẹp trai như vậy, nhìn mãi mà không thấy chán. Không giống ai kia, nhìn rồi là không muốn nhìn lần thứ hai. Toàn làm những chuyện bẩn thỉu làm bẩn mắt của tôi. Tần Lạc lúc này đưa con mắt cầu cứu sang nhìn đại đầu. Đại đầu ngây ra như một khúc gỗ lúc này mới lên tiếng nói, có cần tôi nhét rẻ vào miệng cô ta không? Tần Lạc nghe vậy xua xua tay độ lượng nói, thôi bỏ đi. Không chấp trẻ con làm gì, bịt miệng cô ta lại thì cô ta biết khai gì cho chúng ta đây. Cô không quen biết anh ta, sao cô lại ở trong biệt thự của anh ta thế? Tần Lạc nheo mắt lại hỏi. Ý, tòa biệt thự này là của anh ta hay sao? Hồng Phu hai mắt ngơ ngác nhìn Tần Tung Hoành, mừng rỡ nói, tòa nhà này của anh đẹp lắm. Ha ha, cảm ơn cô đã khen ngợi. Tần Tung Hoành dường như rất vui khi được Hồng Phu khen ngợi, nên cũng bật cười đáp lại. Chỉ cần mày nhận là được rồi. Chúng mày cứ việc diễn với nhau tiếp đi. Môi Tần Lạc nhếch lên cười lạnh thảm nghĩ trong bụng. Tần đại thiếu gia, để tôi giới thiệu cho anh biết. Tần Lạc chỉ vào Hồng Phu nói, cô ơ uy là hung thủ ám sát tôi 3 lần, một lần thả độc ở trong phòng thay quần áo. Một lần thì thả rắn ở suối nước nóng. Lúc đó anh đang ôm một cô gái tắm chung trong suối nước nóng, tôi đành phải thả rắn ra cho nó cắn vào mông anh thôi. Hồng Phu tức giận nói. Tần huynh đệ quả là biết hưởng thụ cuộc sống. Tần Tung Hoành nhìn Tần Lạc mỉm cười đầy ân ý nói. Sắc mặt Tần Lạc khẽ đỏ lên. Hắn lúc này cảm thấy hối hận khi không nghe theo ý kiến của đại đầu, nhét rẻ vào miệng con nhóc này cho nó im lại. Hắn vờ như không nghe hiểu câu nói của Tần Tung Hoành, lại tiếp tục nói. Lần thứ ba nhân lúc Mễ Tử An tới Yến Kinh thì thừa cơ ám sát tôi, cuối cùng bị bạn của tôi bắt được, nếu như tôi không nói thì chắc anh không biết thân phận của cô ta là gì đúng không? Là gì? Tần Tung Hoành hỏi. Cổ vương của Miêu Cương, là thần hộ vệ của tất cả người Miêu, thủ lĩnh của các thầy mâu cô ta chơi độc thành thân, các loại trùng độc nhiều không kể xiết. Thật sao? Tần Tung Hoành kinh ngạc nhìn Hồng Phu nói. Đúng vậy, tôi lợi hại không? Hồng Phu không hề phủ nhận, mà rất đắc ý thừa nhận thân phận của mình trước mặt Tần Tung Hoành. Nhưng, cô ấy lại sống ở trong tòa biệt thự này của anh. Ánh mắt sắc bén của Tần Lạc nhìn thẳng vào Tần Tung Hoành cười lạnh nói. Anh có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý hay không? Chương 742, chơi một trận ra trò. Tần Tung Hoành không hề e sợ ánh mắt của Tần Lạc. Hắn dường như coi tất cả mọi chuyện chẳng có gì liên quan tới hắn cả, chỉ mỉm cười nói, những việc như thế này anh phải hỏi cô gái này mới đúng, có liên quan gì tới tôi chứ? Nhà này là của anh, cô ta ở nhà của anh, sao lại không liên quan gì tới anh? Tần Lạc nói, nhà này đúng là tôi bỏ tiền ra mua. Nhưng nó không đồng nghĩa là nhà của tôi. Tần Tung Hoành nheo mắt lại nói, tòa biệt thự này do tôi 3 năm trước mua lại, nhưng mấy năm trước đó tôi đã tặng nó lại cho Lý Đăng Huy. Chỉ vì tôi bận, nên quên mất đi đăng ký hộ khẩu thôi, nếu như anh hôm nay không hẹn tôi ra đây gặp mặt. Tôi cũng đã quên mất là tôi có căn nhà này rồi. Còn Lý Đăng Huy rất hay ở trong căn nhà này, anh có thể gọi điện cho ông ta hỏi xem sao. Anh và ông ta có quan hệ mật thiết như vậy. Tôi nghĩ chắc chắn ông ta sẽ không nói dối anh đâu. Câu nói sau cùng của Tần Tung Hoành có ý khinh thường nhân phẩm của Lý Đăng Huy. Ý nói rằng ông ta và Tần Lạc đều là người cùng một ruột với nhau, đều là những kẻ cặn bã. Xem ra trong thời gian ngắn hắn ta cũng khó mà quên được bị Lý Đăng Huy đâm sau lưng như vậy. Tặng cho Lý Đăng Huy, Tần Lạc sững người, hắn không ngờ chuyện này lại có liên quan tới Lý Đăng Huy. Không sai. Năm trước Lý Đăng Huy dẫn người trong bộ năng lượng có những bước tiến vượt bậc. Lại có nghiên cứu đoạt được bằng khen của bộ năng lượng quốc gia, công lao của Lý Đăng Huy là rất lớn, do vậy mà tôi đã đem căn nhà này tặng cho ông ta. Chìa khóa cũng đã đưa cho ông ta từ lâu rồi. Cho dù gặp phải sự thù địch từ phía Tần Lạc, nhưng Tần Lạc phải thừa nhận rằng Tần Tung Hoành rất giỏi trong việc lôi kéo lòng người.
Chỉ với công trạng của Lý Đăng Huy thôi mà hắn đã hào phóng tặng cả căn biệt thự giá trị mấy trăm triệu nhân dân tệ cho ông ta, cô lẽ cũng có thể là do vợ của Lý Đăng Huy là dì họ của Tần Tung Hoành, nhưng vẫn phải công nhận rằng Tần Tung Hoành ban thưởng cho cấp dưới vẫn rất chi là hào phóng. Nhưng hắn lại dùng cái lý do là vì bận quá mà quên mất chuyện đi đăng ký chuyển tên hộ khẩu cho người ta. Điều nạp chứng tỏ rằng hắn là một người không được thành tín cho lắm. Cũng may mà hắn chưa đến mức ngu ngốc tặng luôn cho Lý Đăng Huy căn nhà này. Nếu không thì sau khi Lý Đăng Huy phản bội hắn, hắn đã bị tổn thất thêm cả trăm triệu nhân dân tệ nữa rồi. Tần Lạc dĩ nhiên là không thể tin vào một lời phiến diện của Tần Tung Hoành được, tuy hắn biết trí tuệ của Tần Tung Hoành tuyệt đối không thể lừa hắn với trình độ thấp như vậy, nhưng hắn vẫn phải bấm số gọi cho Lý Đăng Huy để hỏi cho rõ ngọn ngành. Tần Lạc bấm số gọi cho Lý Đăng Huy, sau một lúc lâu điện thoại mới có người nhấc lên, ở đầu dây bên kia Lý Đăng Huy nói với giọng vô cùng hối lỗi, Tần Đại Thiếu Gia. Thật xin lỗi anh, lúc nãy tôi dẫn Văn Nhân Tiểu Thư và Bạch Đại Thiếu ra đi xem công trình, bên ngoài máy ồn quá nên không nghe thấy chuông điện thoại, anh tìm tôi có việc gì vậy? Không có gì, tôi biết anh gần đây rất bận, Tần Lạc cười nói, chỉ là muốn hỏi anh mấy chuyện, có phải anh có một căn biệt thự tại Hương Sơn không? Cũng coi là có, Lý Đăng Huy nói, tòa biệt thự số 6 tại chân núi Hương Sơn, năm trước Tần Tung Hoành tặng nó cho tôi. Tôi bây giờ rời khỏi đó rồi. Không còn ở trong căn hộ đó nữa. Khi tôi đi thì đã đưa chìa khóa lại cho Ngô Sương rồi. Vậy anh có biết bà ta cho người nào mượn căn biệt thự này không? Không biết, chúng tôi đã lâu lắm rồi không liên lạc gì với nhau cả, tôi bây giờ ở trong Hoa Hồng Viên rồi. Được rồi, không có gì nữa đâu, anh cứ bận việc của mình đi, Tần Lạc nói. Sau khi dập máy, Tần Lạc nhìn vào Hồng Phu đang ngồi đối diện hắn nói chuyện vô cùng vui vẻ với Tần Tung Hoành. Anh nói anh tặng căn nhà này cho Lý Đăng Huy. Nhưng ông ta nói ông ta không dám nhận. Khi ông ta bỏ đi đã đưa chìa khóa cho người vợ trước của ông ta, chuyện này vẫn có liên quan tới anh rất nhiều đấy. Tần Tung Hoành nghe vậy bật cười nhìn Tần Lạc nói, tôi biết, giữa chúng ta có những chuyện hiểu lầm với nhau. Nhưng anh không nên cho rằng tôi quen với người nào, mà người ấy có tội anh lại chụp mũ lên đầu tôi. Nói tôi là người đứng sau giật dây được chứ. Lý Đăng Huy và Ngô Sương là vợ chồng với nhau. Ông ta đưa chìa khóa cho bà ta. Vậy thì chìa khóa vẫn ở trong tay hai vợ chồng ông ta chứ? Nhưng Ngô Sương là dì họ của anh, Tần Lạc nói. Thế thì sao anh không đi hỏi bà ta cho rõ ràng đi? Xem có phải bà ta giao nó cho Hồng Phu hay không? Tần Tung Hoành khi ngồi nói chuyện với Hồng Phu cũng đã biết được tên của nàng. Đây chính là việc mà tôi định làm, Tần Lạc lạnh lùng nói. Hy vọng anh sẽ tìm được đáp án theo ý của mình muốn. Tần Tung Hoành cười nói. Tại sao tất cả mọi chuyện đều có liên quan tới anh vậy? Tần Lạc nhìn thẳng vào mắt Tần Tung Hoành hỏi. Anh nên sửa câu hỏi của mình như thế nào, tại sao anh lại cho rằng tất cả mọi chuyện đều có liên quan tới tôi? Mục Nguyệt bị trúng độc, nhưng anh là người nắm trong tay mồi độc. Tôi bị truy sát thì sát thủ lại ở trong nhà của anh, nhanh giải thích sao đây? Nhưng sao anh không nghĩ thế này? Phật Đà là ai mang về cho Mục Nguyệt? Căn nhà này tôi đã tặng người khác rồi. Bấp giờ nó dùng để tàng chứa tội phạm thì có liên quan gì tới tôi? Tại sao anh không nghi ngờ Văn Nhãn Chiếu? Sao anh không nghi ngờ Lý Đăng Huy? Vì bọn họ chẳng có lý do gì hại tôi cả. Tôi có sao? Có chứ, Tần Lạc gật đầu nói. Hai người đối thoại với nhau càng lúc càng gấp, âm thanh càng lúc càng nhanh, dường như cả hai sắp xắn tay áo lên xông vào choảng nhau tới nơi rồi vậy. Nhưng, hai người lúc này đột nhiên lại im lặng. Một lúc lâu sau thì cùng nhìn vào nhau rồi bật cười ha hả. Không sai, tôi đúng là có lý do để hãm hại anh, Tần Tung Hoành thú nhận nói. Nếu như có cơ hội thì tôi chắc chắn cũng sẽ đáp lễ lại cho anh. Tần Lạc cũng không vừa. Nhưng việc nạp tôi thật sự không biết, Tần Tung Hoành nói, tôi đúng là lần đầu tiên gặp một cô gái dễ thương như thế này. Tuy không có chứng cứ nào nhưng tôi vẫn không thể tin vào câu nói này của anh. Vậy thì anh cứ từ từ mà điều tra nhé. Tần Tung Hoành nói, chắc chắn rồi, Tần Lạc gật đầu nói, nhưng anh phải đi cùng chúng tôi một chuyến. Đi đâu? Đi cùng chúng tôi hỗ trợ điều tra, Tần Lạc nói. Tôi đã nói rồi, việc này chẳng có liên quan gì tới tôi cả. Tôi biết chứ, Tần Lạc thản nhiên nói, tôi cũng đã nói chuyện này chắc chắn là liên quan gì tới anh đâu. Tôi chỉ mời anh đi cùng chúng tôi một chuyến thôi mà. Sắc mặt Tần Tung Hoành đanh lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Lạc nói. Lần trước anh mời tôi tới đồn cảnh sát uống trà, tôi chỉ vì thấp mình vô tội cùng với giao tình với Văn Nhân Mục Nguyệt nên mới đồng ý với anh.
Nhưng anh đừng tưởng Tần gia dễ bị bắt nạt, chuyện đã diễn ra một lần rồi ý thì đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Anh nghĩ người trong Tần gia lại dễ bị bắt nạt như vậy sao? Anh đừng có khiêu khích khinh thường chúng tôi quá đáng như vậy. Anh nói quá lời rồi. Tần Lạc khoát tay nói, tôi không hề khiêu khích, cũng chẳng hề coi thường. Tôi đã tìm ra sát thủ, và sát thủ thì lại ở trong biệt thự của anh, có điều hòa mát lạnh, có sữa chua để uống lẽ nào lại không có liên quan tới anh sao? Anh nói anh tặng căn nhà này cho Lý Đằng Huy, nhưng tên chủ hộ vẫn là tên của anh đúng không? Chúng tôi mời anh về mục đích cũng giống như lần trước, giúp anh rửa sạch nỗi hiềm nghi. Lý do ngu ngốc thế này lẽ nào Tần Tung Hoành lại tin hay sao? Nhưng hắn phản bác lại kiểu gì đây? Hắn lẽ nào lại nói ông mày có thân phận đặc biệt, mày đưa ông mày 5 lần 7 lượt vào trong đồn cảnh sát như vậy bạn bè của ông mày sẽ nhìn ông mày bằng ánh mắt gì đây? Đúng vậy, Tần Lạc muốn danh tiếng của Tần Tung Hoành bị hoen ố. Bởi vì Tần Lạc đã phát hiện ra rằng chỉ dựa vào cái chuyện Hồng Phu ở trong căn biệt thự của Tần Tung Hoành để cáo buộc hắn phạm tội mưu sát là không thể. Hơn nữa, đúng như Tần Tung Hoành đã nói Tần gia là một con bạch tuộc khổng lồ, không nên động chạm gì vào nó. Cho dù có là Long Tức đi chăng nữa, nếu như không có bằng chứng gì xác đáng cũng không được phép lạm dụng quyền thế để bức cung hắn. Nhưng đã mời được hắn ra đây rồi mà lại phải thả cho hắn ra về một cách dễ dãi như vậy thì Tần Lạc không muốn chút nào. Do vậy mà hắn muốn hút tí huyết của Tần Tung Hoành cho bõ tức. Tần Lạc còn nghĩ một cách bi quan là có lẽ hắn không bao giờ đấu lại được với Tần Tung Hoành. Nhưng hắn muốn người đời sau mỗi khi nhắc tới tên hắn, người ta sẽ giơ ngón tay cái lên tán thưởng, bởi vì hắn là người duy nhất có thể mời Tần Đại Thiếu ra đến đồn cảnh sát uống trà đến 2 lần liền. Nếu như tôi không đồng ý thì sao? Tần Tung Hoành cố kìm nén cơn giận trong người mình lại. Trầm giọng nói. Vậy thì tôi chỉ biết nói câu xin lỗi thôi. Tần Lạc cười he he nói, cũng may mà hôm nay tôi đem theo khá đông người đến đây. Ly, tiểu lý thám hoa, khỉ, chuột, còn có cả đại đầu và Giê-xu nữa, một đội hình mạnh mẽ thế này có thể hoàn thành bất kỳ một nhiệm vụ ám sát cấp quốc gia nào. Tần Tung Hoành đưa mắt nhìn đám người trong căn phòng này, thầm biết hắn có cố vùng vẫy cũng vô ích. Không biết thằng danh này sao mà may mắn đến thế, đến cả các thành viên Long Tức cũng là đàn em để hắn sai khiến. Nếu bọn họ hành động thật, thì chỉ có mỗi Điền Loa cùng bọn vệ sĩ ngoài kia chắc chắn không phải đối thủ của đám người này. Mình mà cứ phản kháng e rằng sẽ chuốc nhục thêm vào mà thôi. Trong bộ mặt xám xịt của Tần Tung Hoành, Tần Lạc cười nói, anh không nói gì. Tôi coi như là anh đã đồng ý rồi nhé. Nói xong Tần Lạc liền khoát tay lên nói, đưa tất cả bọn họ về. Bọn họ không khai ra câu nào thì cứ giam ở đó từ từ thẩm vấn. Lần này không một ai dám lơ là với Hồng Phu nữa. Họ còng hai cái còng hạng nặng cho Hồng Phu, sau đó Tần Lạc lại dùng ngân châm phong bế huyệt đạo của cô ta, sau đó mới yên tâm đưa lên xe. Tần Tung Hoành chỉ thuộc vào dạng hiểm nghi, nên hắn không bị còng lại. Dĩ nhiên với thân phận cao quý của hắn cũng không nên còng hắn lại, vì hắn sẽ không bao giờ bỏ chạy cả. Chỉ là Tần Tung Hoành cố gắng kìm nén mọi cảm xúc của mình xuống, đây là lần thứ hai hắn bị Tần Lạc mời lên xe cảnh sát, hắn chỉ biết nhìn Tần Lạc với ánh mắt căm hận mà thôi. Khi lên xe, Tần Tung Hoành liền quay sang Điển Loa nói, anh không cần phải đi theo tôi đâu. Mau quay về nhà tìm ông của tôi, nếu anh ta đã thích chơi, thì chúng ta sẽ chơi một trận ra trò với anh ta mới được. Anh không phải định làm chuyện ngu ngốc đấy chứ? Điển Loa cười khà khà nhìn Tần Lạc nói, cứ như Tần Tung Hoành bị bắt chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm giữa hắn và Tần Lạc vậy. Tôi chỉ hy vọng đối thủ của tôi không làm chuyện ngu ngốc thôi. Tần Lạc cười đáp lại, hắn biết. Điền Loa nói vậy là có ý bảo hắn đừng có dùng hình với Tần Tung Hoành. Tần Lạc đáp lại với hàm ý là cái đó phải xem Tần Tung Hoành có chịu hợp tác với hắn không. Chương 743, không tiện gặp mặt. Sau núi, trên đài Đồng Tước. Đây mà một lãnh địa ẩn khuất, nếu không có người chuyên dẫn đường thì cho dù là khách quen của đài Đồng Tước cũng chưa chắc đã tìm ra được chỗ này. Có một tiểu viện nằm trên một vùng đất rộng ở giữa rừng, xung quanh được bao bọc bởi một bờ rào kín mít. Một dãy nhà nhỏ song song nối đuôi nhau đứng thành hàng, trông giống như nơi ở của những người dân quê sơn dã quê mùa không màng gì với sự đời ở bên ngoài vậy. Nhưng người đứng đằng sau ô cửa sổ được đóng kín cùng với những người khách đứng sau lớp vải dày che chắn kia vừa không, sơn dã cũng không hề quê mùa chút nào. Mà đó là Bạch Tàn Phổ, một công tử ăn chơi danh tiếng lẫy lừng ở Yến Kinh. Cổ Vương bị bắt rồi sao? Người phụ nữ xếp chân ngồi trên giường sau khi nghe thấy tin tức mà người đàn ông vừa cung cấp thì giật mình đánh thót,
cứ chân trần như vậy mà nhảy thẳng xuống giường hỏi. Đây chính là thực lực của cổ vương mà bà vẫn nói là không gì là không làm được đó sao? Bạch Tàn Phổ hứ lên một tiếng rồi nói tiếp, xem ra có phần nói quá sự thật rồi thì phải, chúng ta có vẻ như đã quá xem trọng cô ta. Nó đúng là không gì là không thể làm được, bà Mo trong lúc xúc động quá liền phản bác lại lời của Bạch Tàn Phổ. Nói đến giết người thì cả cái đất Trung Quốc này chẳng có ai có thể là đối thủ của cô ấy, nhưng nói đến âm mưu, thủ đoạn thì cô ấy còn kém xa so với những người này. Theo như bà nói thì cô ta chỉ biết có vũ lực mà không biết động não à? Bạch Tàn Phổ tỏ vẻ coi thường cổ vương, người như vậy mà cũng đáng để phục vụ cho tôi sao? Người ta thường càng hy vọng nhiều bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu. Bạch Tàn Phổ sau khi nghe bà Mo này nói là cổ vương của bọn họ giỏi chừng nào. Có một không hai trên đời này thì tin lắm, không ngờ đến nhiệm vụ ám sát Tần Lạc còn không hoàn thành được mà còn bị bắt sống nữa, đã thế lại còn bị bắt ở ngay trong nơi ở của mình nữa chứ. Sao lại có người ngu đến thế là cùng. Cũng may mà mình đã phòng bị từ trước, tìm Tần Tung Hoành mượn tạm nơi này để mà sắp xếp đồ bỏ đi này. Thật giả lẫn lộn, trong thật có giả, trong giả lại có thật, khiến cho bọn họ tạm thời không biết đâu mà lần. Nếu không thì e rằng mình sắp phải lộ rõ mục tiêu ra rồi. Điều này khiến cho Bạch Tàn Phổ cảm thấy nguy cơ bao trùm lấy hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy bản thân mình vẫn còn khá may mắn khi chưa bị bại lộ tung tích, vì vậy mà thái độ với cổ vương tất yếu trở nên tồi tệ hết chỗ nói. Đúng vậy, hắn và Tần Tung Hoành có một sự ăn ý không thể nói thành lời được, bản thân ngầm làm chuyện gì nhưng lại đổ toàn bộ trách nhiệm lên người Tần Tung Hoành, còn khi bọn họ đưa ánh mắt hoài nghi dò xét trên người Tần Tung Hoành, thì bất luận thế nào cũng không thể tìm ra được bất kỳ dấu vết phạm tội nào cả. Ai có thể ngờ được, hai kẻ thù lớn vừa mới tranh nhau đến chết đi sống lại lại có thể bắt tay hợp tác với nhau cơ chứ. Cổ vương được tôi nuôi dạy thành người, nhưng từ sau 12 tuổi thì đã được cổ vương của nhiệm kỳ trước, người mà chúng tôi kính trọng đã chọn nó làm đồ đệ. 3 năm luyện độc, 3 năm nuôi chàng, rồi lại thêm 3 năm nữa luyện võ công, cho đến 21 tuổi mới bắt đầu đi đây về đó. Nó mặc dù không lạ gì với cuộc sống ở thành phố, nhưng lại không hiểu nhiều về mặt ác trong con người. Vì thế mà lần này mới bị người ta dùng kế bắt sống. Tôi không cần biết là vì lý do gì, thất bại thì vẫn là thất bại. Không cần thiết phải tìm cớ để làm gì, Bạch Tàn Phổ nói. Anh không định cứu nó ra sao? Bà Mo ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Tàn Phổ với đôi mắt u ám hỏi. Bị đôi mắt sắc lẹm của bà ta nhìn chằm chằm như vậy thì Bạch Tàn Phổ không khỏi nổi hết da gà. Nhưng cái cảm giác đó cũng chỉ là thoáng qua trong giây lát, sau đó hắn liền cười nhạt nói, cứu cô ta ư? Bà có biết cô ta bị ai bắt đi không? Cho dù tôi có phái hết cả người trong tay mình đi thì e là cũng không thể cứu về được. Phải nghĩ cách gì mới được? Bà Mo nói, cổ vương không thể chết, nếu không thì các thầy Mo trong thiên hạ sẽ mở một đại hội cắt máu ăn thề để liều chết cứu cô ấy. Đại hội cắt máu ăn thề. Tức là đại hội triệu tập các thầy Mo lại để báo thù cho cổ vương. Bà Mo giải thích nói. Bạch Tàn Phổ cười lớn, nói, đại hội cắt máu ăn thề. Tôi thích cái tên này, thực sự là có phần mong đợi đó. Ý của anh là gì? Bà nói xem, nếu bọn họ biết cổ vương chết dưới tay của con văn nhân Mục Nguyệt và Tần Lạc thì bọn họ sẽ làm gì? Cho dù có chết cũng phải giết bằng được bọn chúng. Bà Mo nói với giọng độc ác. Tiếp đó, bà nhìn Bạch Tàn Phổ với ánh mắt ngạc nhiên, nói, anh muốn làm gì? Tôi chẳng làm gì cả. Bạch Tàn Phổ cười nói, đừng có trông tên họ Tần kia lịch sự bảnh bao. Nhưng hắn lại là một con sói đội lốt con cừu, cổ vương mấy lần định ám sát hắn không thành, khó khăn lắm hắn mới bắt được cổ vương, hắn làm gì có chuyện buông tha cho cô ta một cách dễ dàng như vậy. Anh muốn mượn đao giết người sao? Chính xác, Bạch Tàn Phổ đắc chí gật đầu nói, mượn tay Tần Lạc giết cổ vương, sau đó sẽ mượn tay mấy người trong dân tộc Miêu Cương để giết văn nhân Mục Nguyệt và Tần Lạc. Sắc thái nét mặt của hắn lâu lắm rồi mới trở nên ôn hòa và dịu dàng như bây giờ, nhưng... trong này vẫn còn một việc quan trọng nữa cần bà phải hỗ trợ giúp đỡ. Không có bà thì e rằng không thể mượn được dao để hạ sát bọn chúng. Anh muốn tôi làm gì? Nghe giọng điệu của Bạch Tàn Phổ, bà Mo kia lập tức cảm thấy có điều gì đó nguy hiểm sắp ập xuống đầu. Cứ như có đôi mắt của một con rắn đang săm soi bà ta như sắp vồ tới đớp bà ta một miếng đến nơi vậy. Đem tin cổ vương bị giết loan báo cho người Miêu Cương biết. Bạch Tàn Phổ nói. Không được. Bà Mo kia lắc đầu nói, cổ vương chưa chết, tôi không thể triệu tập bọn họ mở hội cắt máu ăn thề được. Nếu như tôi lừa bọn họ, tôi sẽ bị bách độc xuyên tâm mà chết.
bà đã là người phản bội rồi. Bạch Tân Phổ bình tĩnh nói. Nhưng giọng điệu của hắn làm người khác nghe cảm thấy vô cùng tàn nhẫn. Bà đã giết bà của Hồng Phu, đúng đúng người là do tôi giết, nhưng con rắn kim xà cổ kia là ai đưa cho tôi vậy? Còn nữa, bà đã lừa cổ vương rồi, cái này có được coi là phản bội không nhỉ? Hắn hé mở một chút cửa căn phòng, để ánh nắng bên ngoài lọt qua khe cửa để nhìn rõ gương mặt lồi lõm. Chẳng chịt vết sẹo của bà Mo kia. Nếu như trước khi trời tối mà bà vẫn chưa xuất phát, thì tối nay tôi sẽ cho người tặng bà một cánh tay của thằng con bà cho bà. Bạch Tàn Phổ nói xong nhìn bà Mo kia một cái rồi cười khinh khỉnh đi ra ngoài rồi khép cửa lại. Bên ngoài khí xuân mát mẻ, ánh sáng trong lành sáng lạng. Bạch Tàn Phổ hít một hơi thật sâu sau đó ngẩng mặt lên trời rất không cam tâm nói. Nếu như lần này mà vẫn không giết được mày, Tần Lạc, tao nói cho mày biết vận may của mày rốt cuộc là còn kéo dài đến khi nào nữa hả thằng khốn. Hắn đưa tay lên sờ lên trên trán mình, dường như nơi đó có một vết sẹo chưa kịp lành lại. Con người thiếu thốn một thứ gì đó, thì họ sẽ theo đuổi đến cùng để đoạt được thứ họ muốn. Ví dụ như Bạch Gia, vì bọn họ là một gia tộc thương gia mấy trăm năm nay. Tất cả đều dựa vào thương gia để lập nghiệp, bọn họ vì muốn có được hậu thuẫn từ chính phủ, thế nên căn nhà của Bạch Gia được mọi người gọi là con đường tử viện, sân sau của các vị bộ trưởng. Còn Tần Gia thì lại khác, Tần Gia vì có một thế lực chính trị to lớn đứng ở sau lưng, nên rất nhanh đã có rất nhiều vốn lực, tài lực. Bọn họ phất lên vô cùng nhanh chóng, nhưng, bọn họ lại không có quan hệ tốt với đám thương nhân, chính vì vậy mà đại bản doanh của họ được đặt tại Minh Viên, một nơi không mấp ai chú ý tới cả. Nơi đây không có được danh tiếng như tứ đại hào viện của Yến Kinh, nhưng nó lại là một nơi thanh tịnh, rất tốt cho việc lẩn tránh những tiếng ồn ào nơi phố phường sầm uất. Nó có phân quy phái, hàm súc, đậm chất văn hóa Trung Quốc, mang một chút hơi hướng của phong cảnh đặc trưng của vùng Giang Nam, rất thi vị, rất nho nhã. Căn nhà của Tần Gia là một nơi chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, là một phủ lớn của một bối tử đời nhà Thanh, một danh tước cao quý quý tộc đời nhà Thanh. Khi bối tử gặp cảnh cơ hàn muốn bán nhà đi thì Tần Gia khi đó liền mua lại luôn. Sau đó Tần Gia có sửa đổi kiến trúc cải tiến lại cho nó khác đi một chút. Trong đại sảnh, Tần Giã Hồ là một cây đại thụ trong nhà Tần Gia với nét mặt thanh tịnh đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ cổ đắt tiền nhâm nhi tách trà. Còn ở giữa căn phòng có mấy người trẻ tuổi hơn ông thì nét mặt lại đanh lại, hậm hực. Tức giận vô cùng. Thật là quá quát, lần đầu tiên chúng ta đã nhịn rồi, giờ lại có lần thứ hai. Hắn không coi Tần gia chúng ta là cái gì sao? Con trai thứ hai của Tần Đa Hô là Tần Kiện đập bàn nói. Đúng vậy, hổ mà không ra oai nó lại tưởng chúng ta là mèo chết hả? Ông ơi lần này bất luận thế nào chúng ta cũng không được nhịn nữa. Hắn đã trèo lên đầu lên cổ chúng ta như vậy rồi. Chúng ta cần gì phải khách khí chứ? Tần Huy ngồi gần đó phụ họa theo, hắn là cái thá gì? Tần Huy, nói năng cho nó cẩn thận. Cha của Tần Huy là Tần Như Long lên tiếng khiển trách con trai mình. Cha, cha đừng nói anh nữa. Mấy đứa con gái như chúng con nhìn mà cũng thấy tức nữa là. Tần Thiến cũng âm ức nói theo. Anh cả, anh phải nói gì đi chứ? Một ông lão sắp xỉ tuổi với Tần Giã Hồ lên tiếng nói, ông ta là em trai cùng cha khác mẹ của Tần Giã Hồ. Nhưng hai anh em sống rất hòa thuận với nhau, cùng nhau xây dựng lên cơ nghiệp của nhà họ Tần hôm nay. Ngoài mặt là thế, nhưng bên trong hai người có ganh ghét, kèn cựa nhau không thì chỉ có Chúa mới biết được. Ai, người bắt Tần Tung Hoành là một nhân vật lớn, khó cho chúng ta rồi đây. Tần Giã Hổ đặt tách trà trên tay thuốc thở dài nói, ai muốn bị người khác bắt nạt cơ chứ? Lần trước thì là vì muốn giải oan cho Tung Hoành. Cũng là muốn bịt miệng người khác lại nên mới để bọn chúng tác oai tác quái thế nãy con chó già bên nhà Bạch Gia còn chưa chết, ai mà biết được nó sẽ giở trò điên gì cơ chứ. Nhưng bọn họ là quân đội, bọn họ không nên can thiệp vào nội vụ mới phải chứ. Một người trung niên cau mày lại nói, nét mặt của ông ta vô cùng nghiêm nghị, trông uy nghiêm lẫm liệt giống như một người lẫn lộn trong chốn quan trường lâu năm, làm cho người khác nhìn thấy đã có cảm giác e dè sợ hãi. Dĩ nhiên. Ông ta cũng đúng là một viên hổ tướng của nhà họ Tần trong chính phủ, chính vì vậy mà ông ta đã đưa ra câu nói rất chuyên nghiệp như vừa rồi. Phóng Hạc nói không sai chút nào. Tần Giã Hồ gật đầu nói, nhưng người trong viện điều dưỡng kia là một nhân vật nổi tiếng nóng tính đó. Ông ta mà nổi điên lên thì cả ông trời cũng mặc. Khi ông ta còn trẻ, ta cũng có giao thiệp vài lần với ông ta, cứ tưởng cả đời này sẽ không còn gặp lại nữa. Bây giờ chân ông ta bị liệt. Không biết tính cách có còn nóng nảy như xưa không?
Nóng hai ị không thì chúng ta vẫn phải tìm ông ta để đòi người mình lại. Không được, thì chúng ta đến bộ quân đội đòi, chúng ta đem sự việc này ra rồi làm to lên. Sợ gì ai chứ, cha của Tần Tung Hoành là Tần Nhạc Thổ nói. Ông ta là một người nho nhã, sở thích của ông ta là sưu tầm các bức tranh cô. Không hề để tâm đến chuyện làm ăn trong nhà, nhưng khi con trai của ông gặp nạn thì là một người cha ông ta không thể không lo lắng. Không được, Tần Dã Hổ lập tức phản đổi lại nói, dĩ hòa vi quý. Nếu như chưa đến đường cùng, chúng ta tốt nhất không nên có xung đột với bọn họ. Ta nghi ngờ rằng có một âm mưu nào đó đang nhằm vào Tần Tung Hoành. Vậy phải làm sao bây giờ? Để ta đi một chuyến xem sao, Tần Dã Hổ nói, xem cái thân già này có còn đáng giá được như trước không. Cây đại thụ trong nhà Tần gia xuất trận, cho dù ông ta nói rằng hành sự nên khiêm tốn, nhưng khi đi vẫn đem theo 8 chiếc xe khác đi hộ tống. Đoàn xe đến trước cửa của viện điều dưỡng liền bị chặn lại, người của Tần gia liền đưa ra một chiếc thiệp cho người lính canh cửa. Khoảng 15 phút sau, một anh chàng sĩ quan chạy tới cầm lấy thiệp đưa lại tận tay cho Tần Nhạc Thổ nói. Long Vương nói rằng ông ấy đang dưỡng bệnh, không tiện tiếp khách. Tần Nhạc Thổ nghe mà ù hết hai tai, suýt chút nữa ngã ngửa xuống đất. Chương 744, càng ngày càng lanh lợi. Kiều Mộc vừa mới quay lại, Tần Lạc thấy vậy vội tiến tới mỉm cười hỏi, thế nào? Bọn họ phản ứng ra sao? Bọn họ nói gì không? Kiều Mộc nhìn Tần Lạc mỉm cười thầm nghĩ, Long Vương thật là sủng ái tên này quá mức. Tất cả mọi việc đều chiếu theo ý của hắn hết. Ngay cả một nhân vật tầm cỡ như Tần Già Hỗ mà Long Vương cũng từ chối gặp mặt. Kiều Mộc tuy trong bụng nghĩ vậy, nhưng lại không vì thế mà cảm thấy hâm mộ Tần Lạc. Nói cho cùng, Tần Lạc cũng là người rất tốt, chú của Kiều Mộc bị bệnh khớp lâu năm, thế mà bây giờ đã được Tần Lạc chữa khỏi. Nói một cách khác, Tần Lạc chính là ân nhân của những người nơi đây. Long Vương nói không gặp rồi, bọn họ còn có thể nói được câu nào cơ chứ? Kiều Mộc đắc ý nói, anh ta cũng cảm thấy tự hào vô cùng nói. Tần Dã Hổ có phản ứng ra sao thì tôi không được rõ. Ông ta ngồi tít ở trong xe tôi không trông thấy, nhưng lại làm cho Tần Nhạc Thổ tức đến hộc máu mồm. Ông ta chỉ biết làu bàu vài câu thôi, ở trong địa bàn của chúng ta ông ta cũng không dám nói câu nào quá đáng cả. Chỉ nói rằng hy vọng chúng ta đừng làm tổn thương tới Tần Tung Hoành mà thôi. Tần Lạc nghe vậy mỉm cười nói, tôi mới chỉ đoán là Tần Tung Hoành có liên quan tới vụ nạp thôi chứ chưa có bằng chứng nào chứng tỏ hắn có liên quan cả. Động tới hắn thì e rằng không được hay cho lắm. Vậy chúng ta bắt hắn tới đây để làm gì? Kiều Mộc không hiểu hỏi. Cũng chẳng có gì cả. Một là tôi không thích bản mặt kiêu căng của hắn, dẫn hắn về đây trêu tức hắn chơi. Tuy chúng ta không có chứng cứ cáo buộc hắn có tội, nhưng nói hắn không liên quan tới vụ này là không thể. Thứ hai, tôi muốn hắn bị cách ly với thế giới bên ngoài một ngày xem sao. Tần Lạc giải thích nói. Để anh ta cách ly thế giới bên ngoài một ngày. Có ích lợi gì không? Kiều Mộc chẳng hiểu gì cả. Tuy vụ việc Lý Đằng Huy đám sau lưng Tần Tung Hoành một dao khá nặng, làm cho sự nghiệp đang đà lên cao của Tần Tung Hoành chịu nhiều điểm tiêu cực, nhưng vì Tần Tung Hoành biết cách nắm bắt thời cơ, nên hắn vẫn là người cầm đầu trong giới năng lượng trong nước của Trung Quốc. Văn nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục muốn lôi kéo Lý Đằng Huy để phát huy tiềm năng của thị trường này. Do vậy mà họ gặp không ít khó khăn từ Tần Tung Hoành. Bất luận là những văn kiện quốc gia, hay những điều chỉnh kinh tế của chính phủ đều chịu ảnh hưởng của Tần Tung Hoành mà gặp phải những trở ngại nhất định, bởi vì toàn bộ những công ty về năng lượng, tài nguyên đều nằm trong tay của Tần Tung Hoành cả, hơn nữa Tần Tung Hoành lại có quan hệ rất tốt với các nhân vật cao cấp trong chính phủ của Bộ Năng lượng nên thế lực của hắn vô cùng lớn. Tần Tung Hoành bên trong dở trò nên cho dù văn nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục có muốn đột phá, thì trong thời gian trước mắt bọn họ cũng không làm gì được hắn cả. Vừa xong Tần Lạc gọi cho Lý Đằng Huy. Thì Lý Đằng Huy nói là ông ta đang cùng văn nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục đang đi khảo sát công việc. Văn nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục đều bắt đầu xâm nhập thị trường năng lượng, đã khảo sát rất nhiều rồi, bọn họ còn khảo sát thêm cái gì nữa. Lần trước gặp mặt, Tần Lạc nghe văn nhân Mục Nguyệt nói nàng sắp có một buổi gặp mặt vô cùng quan trọng với một vị phó bộ trưởng cao cấp của Bộ Năng lượng Quốc gia, cầu mong ông ấy giúp đỡ tạo điều kiện cho nàng phát triển. Nếu như Tần Lạc đoán không nhầm thì văn nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục đang ngồi đàm phán với vị phó bộ trưởng kia, do vậy mà hắn mới giở trò kiềm chân Tần Tung Hoành ở đây nhằm giúp văn nhân Mục Nguyệt có được thời gian tiến hành việc nàng muốn làm. Đây là một thời điểm hết sức quan trọng, cầm chân một nhân vật tầm cỡ như Tần Tung Hoành tại đây không cho hắn liên lạc gì với thế giới bên ngoài, sẽ khiến cho văn nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục có những thời gian quý báu để bàn bạc vấn đề được cụ thể hơn.
Thời gian một ngày là rất ngắn, mà cũng có thể là rất dài. Đối với năng lực của văn nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục thì bọn họ trong một ngày có thể làm được rất nhiều chuyện. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của riêng Tần Lạc mà thôi, hắn cũng không việc gì phải nói ra hết cho Kiều Mộc nghe cả. Hơn nữa, cho dù Cổ Vương không khai ra bất kỳ điều gì, thì căn phòng kia vẫn có liên quan tới Tần Tung Hoành, bắt hắn vào trong này không phải là không có mục đích riêng. Chứ nếu không mấy người trong nhà Tần gia đã làm loạn lên rồi, cần gì phải nhờ đến Tần Dã Hồ đích thân lết cái thân già đến viện điều dưỡng này làm gì? Đây là một xã hội có pháp luật đàng hoàng, ai dám bắt bớ người vô cớ cơ chứ? Dĩ nhiên, những lý do vớ vẩn chụp mũ lên đầu người khác cũng được coi là một lý do để bắt người. Có chứ, tôi muốn dành thời gian quý báu cho phe chúng ta. Tần Lạc cười đáp. Hai người đang trong lúc nói chuyện vui vẻ thì Ly, Tiểu Lý Thám Hoa, Đại Đầu và mấy người khác đi tới. Cổ Vương bị nhốt trong khu vực phía tây rồi. Ly dùng một giọng vô cùng trấn tĩnh nói, còn Tần Tung Hoành thì đã được cho vào nhà nghỉ rồi. Khu vực giam giữ phía tây của Long Tức đồng nghĩa với việc nơi đó là nơi chuyên canh giữ những tội phạm nguy hiểm nhất, canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, cho dù Cổ Vương có thể giết người một cách vô hình nhất thì cũng khó mà thoát khỏi nơi đó. Còn phòng nghỉ là một nơi chuyên để tiếp đãi khách tới đây nghỉ ngơi, có chỗ ngủ nghỉ đàng hoàng. Lần trước chính Ma Duyệt đã bị văn nhân Mục Nguyệt cho vào đây nằm chơi sơi nước tận một tháng liền. Tuyệt lắm, Tần Lạc gật đầu nói, các bạn có thể thẩm vấn Cổ Vương, bất luận cô ta khai hay không đều nhất thiết không được thả cô ấy ra. Cô ta là người Miêu, do vậy mà tôi nghĩ chắc cũng không có ai đứng ra bảo lãnh cho cô ấy đâu. Nếu có người đứng ra nói hộ cho cô ấy, thì chúng ta bắt vào nhốt chung một chỗ Tần Tung Hoành thì chúng ta cứ mặc kệ anh ta. Sáng ngày mai chúng ta sẽ thả anh ta ra dĩ nhiên. Nếu như Cổ Vương có tiết lộ những tin tức bất lợi cho anh ta thì chúng ta cứ mời anh ta ở lại đây chơi thêm vài ngày cái đã. Thế anh thì sao? Ly hỏi ngược lại. Tôi đi gặp sư phụ. Tần Lạc cười nói, ông lão họ Tần kia bị từ chối phải tức tưởi quay về chắc chắn sẽ không làm ngơ đâu. Tôi phải tìm sư phụ thương lượng xem chúng ta phải nhận trận phong ba bão táp sắp diễn ra thế nào. Hà Nguyên là phó bộ trưởng Bộ Năng lượng Quốc qua, tuy ông ta không phải là phó bộ trưởng thứ nhất của Bộ Năng lượng, nhưng quyền lực của ông ta lại là cao nhất. Nghe nói bộ trưởng sắp về hưu rồi, và ông ta chính là người có khả năng tiếp nhận cái ghế bộ trưởng đó. Cũng chính vì vậy mà ông ta là người mà Tần Tung Hoành, văn nhân Mục Nguyệt cùng với Bạch Phá Cục theo đuổi ghê nhất. Nếu như là những người khác mời đến khảo sát thì có lẽ Hà Nguyên đã từ chối rồi, nhưng hôm nay người mời ông ta là văn nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục, hai nhân vật có tiếng vang rất lớn của đất Yến Kinh, do vậy mà ông mới cất công tới đây để khảo sát tình hình. Thời kỳ trước, vốn khởi điểm là 1.5 tỷ nhân dân tệ tập đoàn văn nhân cùng với tập đoàn họ Bạch cùng họp vốn đầu tư. Văn phòng năng lượng được dựng lên với giá 1 tỷ nhân dân tệ, mời chuyên gia hàng đầu quốc tế về đây để phát triển, cùng với hệ thống máy móc tiên tiến. Ngoài ra 500 triệu nhân dân tệ dùng để xây dựng công xưởng và đầu tư dĩ nhiên, với 500 triệu nhân vốn đầu tư ban đầu thì vẫn là chưa đủ. Lý Đằng Huy mời các nhân vật chủ chốt nơi đây ngồi xuống rồi giới thiệu nói. Theo chỉ thị của văn nhân Mục Nguyệt, thì ông ta đã đem số tiền đầu tư 6 tỷ nhân dân tệ của hai nhà văn nhân và Bạch gia hạ xuống thấp rất nhiều. Như vậy bọn họ mới dám mở mồm đòi hỏi cấp trên trợ giúp chứ. Anh đã có mọi thứ rồi, tiền lại nhiều, lại còn mời phó bộ trưởng tới đây làm gì? Đứa bé khóc thì mới được cho bú sữa, mỗi một người thương gia nhanh nhẹn thông minh đều thấu hiểu cái đạo lý này. Đây không phải là do văn nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục cố làm ra vẻ nghèo khổ để cầu cứu nhà nước giúp đỡ. Mà là bọn họ đầu tư vào những hạng mục khổng lồ thế này nhất định phải có chính phủ đỡ lưng mới được, nếu không bọn họ đi đâu cũng bị người khác làm khó dễ. Những thủ tục, giấy tờ đều có thể bị người khác lợi dụng để kéo dài thời gian ra. Làm cho tiến độ công việc của bọn họ bị chậm trễ. Như vậy bọn họ còn làm ăn cái nỗi gì nữa? Còn một việc quan trọng nữa là, chính phủ trong tay có tiền, đất cát và nhân tài có thể phân phối. Nếu như bộ năng lượng đều dốc hết vào cho Tần Tung Hoành thì mấy người văn nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục chỉ còn nước hút cạn của Tần Tung Hoành mà thôi. Đến lúc đó bọn họ làm thế nào để đuổi kịp được hắn đây? Vạn sự khởi đầu nan, doanh nghiệp mới dựng lên đều gặp rất nhiều khó khăn, nhưng vấn đề năng lượng lại là vấn đề của toàn cầu. Dân số ngày một gia tăng, kỹ thuật dựa vào năng lượng hao tổn sẽ ngày một trầm trọng. Năng lượng càng ngạp càng cạn kiệt chúng ta ở thời này có thể yên tâm không thiếu năng lượng, nhưng con cháu của chúng ta sau này sẽ ra sao? Đến lúc đó chúng ta tiêu hao hết nguồn năng lượng của quốc gia, con cháu chúng ta sẽ sống bằng cái gì?
Bạch Phá Cục biết Văn Nhân Mục Nguyệt không bao giờ chủ động nói ra vấn đề này, nên hắn đã chủ động làm thuyết khách. Lý Năng Huy thì chỉ ngồi bên cạnh giới thiệu tình hình mà thôi, vì ông ta vẫn chưa đủ tư cách tìm đến chính phủ để đưa ra đường lối chính sách cho mình. Đúng vậy, mấp người các anh nói đúng lắm. Chúng ta phải làm việc có ích cho đất nước. Hà Nguyên cười nói, đứng trên lập trường cá nhân, tôi ủng hộ mọi người. Ông ta nói câu này có phần hơi sáo rỗng. Đứng trên lập trường của bản thân thì ai mà chẳng nói được. Nếu như ông ta nói, tôi thay mặt cho quốc gia ủng hộ sự nghiệp của mọi người, thì đó mới chứng minh được là ông ta có ý giúp đỡ. Hà Bộ trưởng chuẩn bị ủng hộ chúng tôi ra sao? Văn Nhân Mục Nguyệt nâng tách trà lên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bạch Phá Cục nghe mà mồ hôi lạnh toát ra như suối, cũng thầm khâm phục Mục Nguyệt đưa ra câu hỏi một cách trần trụi như vậy. Nếu mà là hắn hỏi câu hỏi này có lẽ sẽ làm cho Hà Nguyên vô cùng phản cảm. Ha ha, Mục Nguyệt, cháu làm khó chú Hà rồi đấy. Hà Nguyên cười nói thẳng với các người nhé, mấy năm nay bộ năng lượng có được thành công đều là nhờ vào công ty của Tần Tung Hoành. Do vậy mà các vị trong bộ đều rất ủng hộ anh ta, cho dù tôi có ủng hộ mọi người, nhưng một mình tôi cũng chẳng làm được gì cả. Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt. Văn Nhân Mục Nguyệt không phải đứa trẻ lên ba, không vì những câu nói nạp của ông ta mà bị lừa, Tần Tung Hoành cống hiến cho đất nước ra sao thì những người hậu bối như chúng cháu cũng muốn làm như vậy. Bộ năng lượng có thể ủng hộ bọn họ, thì chúng cháu cũng muốn được hưởng quyền lợi như vậy, nhưng bọn cháu lại không được như Tần Tung Hoành, điều này làm cho những người dân có tấm lòng vì nước như chúng ta cảm thấy buồn vô cùng. Mục Nguyệt, cháu nói vậy là chiếu tướng chú rồi đấy. Hà Nguyên cười khổ nói. Ông thầm nghĩ con nhóc này rốt cuộc là lớn lên thế nào vậy? Lão cáo già nhà Văn Nhân thật có phúc khi có được đứa cháu tài ba thế nạp. Bởi vì chú chiếu tướng cháu trước, nên cháu mới chiếu lại đấy. Văn Nhân Mục Nguyệt tán thưởng Hà Nguyên nói. Có lẽ Hà Nguyên cũng đã quá quen khi nghe người khác bợ đỡ mình nên cũng đã nhàm tai. Nhưng bây giờ khi nghe một người đẹp như Văn Nhân Mục Nguyệt khen thì nhất thời cảm thấy mát lòng mát dạ. Ông ta cười nói, tôi cũng hiểu mấy người gặp khó khăn cần giúp đỡ. Tổ chức sẽ giải quyết cho mấy người. Mục Nguyệt, cháu cứ nói ra cháu cần gì. Chú về sẽ thương lượng với bọn họ. Bọn cháu sẽ không làm khó chú đâu. Không để chú phải mang tiếng nhất bên trọng nhất bên khinh những thứ mà Tần Tung Hoành, thì chú cho chúng cháu một phần là đủ rồi. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Sau khi Tiễn Hà Nguyên đi rồi, Văn Nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục mới biết Tần Lạc đã bắt giam Tần Tung Hoành. Bạch Phá Cục biết tin thì vui mừng khôn xiết, hắn tự rót cho mình một cốc rượu vang cười ngặt nghẽo nói, hay thật. Thật là quá hay. Văn Nhân Mục Nguyệt thì hiểu rằng Tần Lạc làm vậy là để giúp nàng, thầm nghĩ không ngờ Tần Lạc lại hiểu nàng tới vậy. Nghĩ tới đây Văn Nhân Mục Nguyệt không giấu nổi niềm vui liền nói, càng lúc càng lanh lợi rồi. Lý Đằng Huy nghe vậy chỉ biết cười cười đáp lại. Thầm nghĩ Văn Nhân Mục Nguyệt nói vậy là chỉ ai lanh lợi nhỉ? Chương 745, chị cho tôi một cái tên, tôi cho chị một em bé. Trà là trà ngon, còn hoa quả cũng đều tươi sạch cả. Nhưng Tần Tung Hoành lại không hề có ý thưởng thức chút nào. Tách trà trước mặt đã lạnh ngắt rồi mà hắn cũng không nhấp lấy một ngụm, chỉ không ngừng đi đi lại lại tiến tiến lui lui trong căn nhà không được gọi là to mà cũng không hề nhỏ này. Không phái Chí công tử không có tính nhẫn nại. Cũng không phải hắn có tật giật mình, lo lắng Tần Lạc cho người dùng hình bức cung, vì nếu không bọn họ đã nhốt hắn trong nhà lao chứ không phải phòng nghỉ, điều đó nói lên rằng bọn họ sẽ không làm gì quá đáng với hắn, hoặc có thể nói là tạm thời vẫn chưa tìm ra chứng cớ để buộc tội hắn. Hắn không thể ở mãi nơi này được, hôm nay hắn còn có một việc vô cùng quan trọng cần phải làm. Mặc dù Lý Đằng Huy phản bội khiến cho nguyên khí của hắn bị tổn thương nặng nề, nhưng hắn vẫn là đại ca cầm đầu trong lĩnh vực năng lượng mới. Dựa vào ưu thế thâm niên trong ngành của hắn, cùng quan hệ của hắn với những đầu sỏ trong bộ năng lượng của quốc gia, thì chỉ cần nghĩ cách kéo mức đầu vào lên một chút, những quy định nọ kia được đề ra nhiều một chút, thì bọn họ vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ có thể đuổi kịp mình. Hắn biết Văn Nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục muốn tìm một kẽ hở trên người của Hà Nguyên, vì đây là quan lớn cấp bộ duy nhất mà hắn không có cách nào để gây ảnh hưởng được cả. Có điều là hắn đã nói trước với một đầu sỏ trong bộ năng lượng một tiếng rồi. Chiều nay sẽ mời ông ta đến số 1 Thiên Ba phủ câu cá uổng trà. Chỉ cần vị nạp đứng về phía mình thì cũng chẳng sợ gì việc Hà Nguyên thiên vị bọn họ. Thế nhưng hắn lại bị tên Tần Lạc đáng chết này nhốt vào một chỗ. Nếu hắn không nghi ngờ người có tên Cổ Vương kia đúng là hung thủ đã tiến hành ám sát Tần Lạc nhiều lần, thì hắn thậm chí còn hoài nghi rằng đây là cái bẫy mà Tần Lạc cùng với Văn Nhân Mục Nguyệt bắt tay nhau để bày sẵn ra cho mình.
Hắn vốn định gọi điện thoại ra bên ngoài sắp xếp một chút, nhưng rất nhanh thì đã bị một người phụ nữ cướp luôn chiếc di động trên tay hắn một cách lạnh lùng, hắn đã nhiều lần đòi lại. Nhưng bọn họ căn bản là không thèm để ý đến hắn. Đúng là tú tài gặp phải lính, có lý cũng khó mà nói ra được. Tần Tung Hoành thực sự cảm nhận được cái tình cảnh bất đắc dĩ này một cách sâu sắc nhất. Di động không còn nữa, trong phòng này lại chẳng có lấy một chiếc điện thoại bàn nào kết nối với bên ngoài cả. Hắn không liên lạc được với trợ lý của hắn, lại càng không thể liên lạc với người nhà được, chẳng nhìn thấy gì cũng chẳng nghe thấy gì, chỉ có thể suy đoán lung tung như một tên mắt mù tai điếc không hơn không kém. Không thể để cho bọn chúng qua được cửa ải này, Tần Tung Hoành nghĩ bụng. Hắn bước tới cửa rồi gõ vào chiếc cửa gỗ đã được đóng kín mít. Cửa phòng được mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi to cao lực lưỡng, khôi ngô tuấn tú xuất hiện ở cửa. Nhìn Tần Tung Hoành với ánh mắt cảnh giác. Hỏi, anh cần gì? Tôi muốn gặp Tần Lạc, Tần Tung Hoành nói, anh đi nói với anh ta rằng tôi muốn gặp anh ta. Chờ một chút, người đàn ông mặc đồ đen đáp lại một tiếng, sau đó lại đóng cửa lại một lần nữa. Vài phút sau anh ta lại đẩy cửa phòng ra nói với Tần Tung Hoành, xin lỗi anh, Tần Lạc tiên sinh đi ra ngoài rồi. Đi ra ngoài rồi, Tần Tung Hoành căng hết cả mặt mũi ra nói, đi đâu rồi? Tôi không rõ, vừa dứt lời. Người đàn ông lại đóng rầm cánh cửa gỗ lại. Khốn kiếp, Tần Tung Hoành hất văng tách trà cùng với hoa quả nọ kia trên bàn lên tường, rơi loảng xoàng tung tóe khắp nơi. Choang! Cánh cửa phòng lại một lần nữa được mở ra. Người đàn ông áo đen lướt nhìn một lượt căn phòng rồi quay ra nói với Tần Tung Hoành, đợi khi nào anh rời khỏi đây thì phải bồi thường hết chỗ đồ ở đây đấy. Nói xong anh ta cũng chẳng thèm để ý xem phản ứng của đối phương thế nào liền nhanh chóng đóng chặt cửa lại. Bồi thường! Các cơ trên mặt Tần Tung Hoành lại một lần nữa căng cứng, trong lòng cười nhạt nghĩ bụng, thế thiệt hại cùng với nỗi nhục ngày hôm nay của mình thì tìm ai để đòi bồi thường đây. Lúc này đúng là Tần Lạc không có mặt trong viện điều dưỡng, hắn sau khi bàn bạc với Long Vương về việc nên đối phó ra sao với sự trả miếng của Tần gia tiếp theo, nên đã bảo đại đầu đưa hắn đến Victoria Building. Hắn phải đi gặp một người phụ nữ. Xe dừng lại ở bãi đậu xe ngay cổng của tòa nhà Victoria. Jesus xuống xe trước rồi nhìn ra xung quanh một lượt, sau khi không thấy có vật gì khả nghi thì hắn mới kéo cánh cửa xe ra mời Tần Lạc xuống xe. Không phải Tần Lạc muốn làm trò, mà là mấy ngày gần đây sau khi liên tục bị đánh úp bất ngờ nên hắn phải cẩn thận hết sức có thể. Bất kể là ai sau khi biết được có một sát thủ như kiếm khé chớ đang núp ở một chỗ nào đó chờ thời cơ ra tay với mình thì có ngủ cũng không được yên thân. Đại đầu xuống xe từ cửa bên kia. Sau khi đóng cửa xe lại thì cậu ta liền đứng sang bên trái của Tần Lạc. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc trường bào. Sau lưng có hai người đi sát theo, một người là một anh chàng đẹp trai mắt xanh tóc và người nước ngoài, còn một người thì là một người đàn ông bé nhỏ tướng mạo hết sức bình thường của Trung Quốc. Với sự kết hợp này thì có phần khiến cho người ta chú ý khi bước vào tòa lầu tập trung đại đa số là tầng lớp công chức này. Mặc dù hiện giờ không phải là giờ cao điểm như giờ đi làm hay giờ tan tầm. Nhưng trong phòng khách vẫn có những tinh anh bận trên người những bộ vest trẻ trung cách điệu hay những bộ đồng phục gợi cảm ra ra vào vào không ngớt, một cảnh tượng ồn ào náo nhiệt hết sức. Có không ít những cô nàng trẻ trung bất kể có chồng hay chưa đều đưa ánh mắt của mình liếc nhìn Jesus một cái. Jesus cũng cười chào đáp lại bọn họ một cách lịch sự còn Tần Lạc và đại đầu thì hoàn toàn bị bọn họ bỏ quên ở phía sau, chẳng thèm để ý. Điều này khiến cho Tần Lạc thầm cảm thấy tiếc nuối thay cho bọn họ. Chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong. Tần Lạc kéo theo hai người đi vào thang máy, sau đó tiến thẳng lên tầng 29, phòng làm việc của Ngô Xương chính là ở tầng lầu này. Vì không có hẹn từ trước nên ba người liền bị ngăn lại ngay ở trước cửa công ty. Xin chào các anh muốn tìm ai? Một cô nhân viên xinh đẹp đứng ngoài dùng đôi mắt cảnh giác của mình lên nhìn sự kết hợp kỳ lạ của ba người này rồi lên tiếng hỏi. Tôi đến tìm Tổng Giám đốc Ngô Xương. Tần Lạc đáp, Ngô Xương là gì của Tần Tung Hoành? Mượn mối quan hệ của Tần Tung Hoành và Tần gia thì cũng tự thành lập được một công ty trách nhiệm hữu hạn có quy mô khá lớn. Khả năng tiêu thụ hàng năm lên đến hơn tỷ nhân dân tệ. Lợi nhuận tương đối khả quan. Xin hỏi tiên sinh có hẹn trước không vậy? Cô nhân viên cười hỏi. Không, Tần Lạc nói, cô đi nói với bà ấy rằng có một bác sĩ họ Tần muốn gặp bà ấy. Bác sĩ Tần phải không? Bác sĩ Tần Lạc nói, trong lòng thầm nghĩ. Nếu cô nhân viên này mà là fan của mình nữa thì tốt quá rồi. Rõ ràng là cô nhân viên này thuộc vào đám người chẳng biết đây đó gì cả,
sau khi nghe Tần Lạc nói tên mình ra xong thì cũng chẳng tỏ thái độ ngạc nhiên hay vui mừng gì hết. Mà chỉ gật gật đầu một cách chuyên nghiệp, nói, xin anh chờ một chút. Một lát sau, cô nhân viên liền bước nhanh ra bên ngoài rồi giơ tay ra làm động tác mời ba người vào bên trong, cung kính nói, Tổng Giám Đốc Ngô đang đợi các anh ở phòng làm việc. Xin mời đi theo tôi. Ngô Sương vốn dĩ suy nghĩ xem có nên ra ngoài nghênh tiếp không, nhưng nghĩ đến việc mình và hắn cũng không được coi là bạn bè, hơn nữa lần gặp mặt duy nhất thì lại chẳng vui vẻ gì. Vì vậy mà chẳng có lý do gì mà bà phải làm vậy cả. Nên bà liền giả bộ ngồi yên một chỗ xem tài liệu, đợi Tần Lạc tự mình bước vào. Tần Lạc đột nhiên tìm tới đây khiến cho bà cảm thấy tò mò vô cùng. Cộc cộc, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào trong. Mời vào, Ngô Sương lên tiếng nói. Cô nhân viên mở cửa phòng ra, sau đó báo cáo lại với giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, thưa Tổng Giám Đốc Ngô, Tần Tiên Sinh đến rồi. Nàng nói xong liền đứng sang một bên mời Tần Lạc vào trong, sau đó nàng cũng tiến vào bên trong pha trà cho hắn, tiếp sau đó thì nàng liền lui ra ngoài rồi đóng cửa lại. Ngô Sương ngồi trên chiếc ghế sau bàn làm việc, còn Tần Lạc sau khi bước vào thì liền đưa mắt ra nhìn quang cảnh bầy bố một cách xa hoa của căn phòng làm việc này. Rồi cười nói, việc buôn bán làm ăn của Tổng Giám Đốc Ngô không tồi chút nào. Anh quá khen, chỉ là kiếm chút tiền đủ nuôi mấy miệng ăn trong nhà mà thôi. Ngô Sương cười nói, sau đó bà liền chỉ vào chiếc ghế mềm ở trước mặt nói, mời ngồi. Tần Lạc kéo ghế ngồi xuống rồi nhìn Ngô Sương nói, tôi biết là Tổng Giám Đốc Ngô vô cùng bận bịu. Vì vậy mà tôi sẽ không lãng phí thời gian quý báu của chị đâu. Lần này tôi đến đây là vì muốn có một đáp án cho câu hỏi của tôi. Câu hỏi gì vậy? Ngô Sương lên tiếng hỏi. Có phải chìa khóa của căn biệt thự ở số 6 Hương Sơn đang ở trong tay chị không? Tần Lạc nhìn vào mắt Ngô Sương hỏi. Hắn có hiểu đôi chút tâm lý học, nhưng lại rất am hiểu về phản ứng của từng bộ phận trên cơ thể con người. Một người khi nói dối thì nhịp đập của tim cũng tăng gấp. Nhiệt độ cơ thể cũng sẽ khẽ tăng lên. Hơn nữa, sự chuyển động của nhãn cầu sẽ kéo theo không ít da thịt xung quanh mắt cùng chuyển động theo. Hắn muốn xác định xem bà ta có nói dối hay không, rồi mới tiếp tục trao đổi, giao dịch với bà ta sau. Sao anh lại hỏi tôi vấn đề này? Ngô Sương hỏi, cho đến giờ phút này bà vẫn không hề biết căn biệt thự số 6 Hương Sơn đã xảy ra chuyện. Vì sao tôi lại hỏi cái này không quan trọng, chỉ có thể trả lời câu hỏi của tôi trước. Tần Lạc nói, hai bàn tay của Ngô Sương đan xen vào nhau, cơ thể khẽ ngửa ra đằng sau, tấm áo lụa màu bạc ôm sát lấy ngực bà bỗng nhiên nhô lên cao. Một cơ thể hoàn toàn trưởng thành cùng với cặp vú đã bị người ta khai phá qua rồi hiển hiện ra bên ngoài thu hút ánh mắt của người khác. Tần Lạc giả bộ không nhìn thấy vẻ đẹp hiện ra ngay trước mắt mình, mà chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Ngô Sương để đợi đáp án của bà. Vì sao tôi lại phải phối hợp với anh? Ngô Sương cười hỏi, lần này là lần gặp thứ hai của chúng ta phải không? Lần trước giữa tôi và tên họ Tần xảy ra xung đột, vì chị cầu xin, nể tình chị là một người đẹp nên tôi đã tha cho anh ta một lần. Vậy mà bấp giờ tôi muốn chị trả lời một câu hỏi mà chị cũng không bằng lòng hay sao? Tần Lạc mặt dày kể lại chuyện vặt lần trước mà hắn làm ra. Nếu tôi không cầu xin thì anh thực sự có thể giết luôn nó hay sao? Ngô Sương nhớ lại chuyện ngày hôm đó thì hậm hực lắm, hầm hầm mặt hỏi. Cũng chưa đến mức, giết người là phạm pháp đó. Tần Lạc nói, có điều để cho anh ta chịu một chút trừng phạt thì chắc chắn là có. Vì dù sao thì cũng là do anh ta đánh người trước. Cho dù cảnh sát có đến đi chăng nữa thì cũng đứng về phía tôi mà thôi. Xem ra tôi đúng là phải cảm tạ anh rồi phải không? Ngô Sương châm chọc nói. Cũng không cần phải để tâm quá thế làm gì. Chỉ cần trả lời tôi câu hỏi này là được rồi. Tần Lạc cười nói. Tôi quên rồi, Ngô Sương rõ ràng là không có phối hợp chút nào. Tần Lạc cười cười, sau đó lướt mắt nhìn vào bộ ngực cao vút, chắc nịch của Ngô Sương, vì vẫn chưa sinh con nên bà vẫn duy trì được thân hình săn chắc. Gợi cảm. Không có chút gì gọi là lòng lẻo cả, hắn nói tiếp, thế nếu tôi dùng những điều kiện khác để trao đổi với chị thì sao? Thế thì phải xem đấy là điều kiện gì nữa? Ngô Sương nói. Chị có muốn có con hay không? Tần Lạc tủm tỉm cười nói. Miệng Ngô Sương há hốc ra, nửa ngày sau mà vẫn không biết phải đáp lại thế nào. Muốn chứ sao không, đến nằm mơ còn muốn nữa là. Làm gì có người phụ nữ nào lại không muốn có con cơ chứ? Làm gì có người phụ nữ nào lại không muốn trở thành một người phụ nữ hoàn thiện chứ? Đôi khi Ngô Sương thậm chí còn nghĩ, nếu mình có thể mang thai sinh em bé, thì quan hệ giữa mình và Lý Đằng Huy cũng không đến mức phải đi đến bước đường cùng là ly hôn này.
Anh nói thế là có ý gì? Ngô Sương không tự biết rằng, giọng nói của bà có phần trở nên run rẩy. Rất đơn giản, Tần Lạc nói, chị cho tôi một cái tên, tôi cho chị một em bé. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 42.